Chàng rề kỳ quái, Giang Hải. chương 211, Hiểm họa. Nếu tôi không nghe lầm, hình như vừa rồi có người muốn giết tôi. Giọng nói đều đều nhưng như sấm vang dội truyền vào tai bọn họ. Giờ phút này, Giang Hải muốn giết hết đám người bọn họ, chỉ đơn giản giống như dẫm chết một đoàn kiến tụ lại, không cần tốn sức. Bóng đen của thần chết bao trùm lên đám người đó. Giang Hải làm sao có thể quan tâm đến mấy lời tầm phào của đám rác rưởi này anh chỉ chế nhạo, mau chuẩn bị tiền mua vé xuống núi đi. Cái gì? Xuống núi còn phải trả tiền à? Đúng là lũ ăn cướp. Đúng vậy, không sai, Giang Hải chính là đang muốn cướp tiền. Đám người này đến với mục đích là muốn nhìn thấy Giang Hải chết. Vừa rồi, còn chửi lấy chửi để. Không thu tiền, Giang Hải làm sao có thể để bọn họ đi được chứ? Lên núi thì dễ, xuống núi thì khó. Giang Hải muốn dạy cho bọn họ một nguyên tắc sống, đừng có tùy tiện mà khinh người. Cướp à, vậy thì đã sao? Giang Hải chế nhạo, lên núi 1 triệu, xuống núi 2 triệu, trực tiếp tăng gấp đôi. Ngoài ra, đám vệ sĩ dưới chân núi cũng đã bẻ, phá hoại rất nhiều hoa lá và cây cỏ, hít thở không khí trên núi, tính đồng giá mỗi người 500.000 tệ. Có nhiều không? Giang Hải cảm thấy không nhiều, những người này không có lý do gì để phản bác cả có bản lĩnh thì tự bay xuống xem. Ông đây không có tiền, có bản lĩnh thì giết luôn ông đây đi. Có người hét lên, lập tức có người phản ứng. Chu Khải, Giang Hải nói nhỏ. Có người yêu cầu, chúng ta nhất định phải đáp ứng. Audio điện tử võ tấn bền. Có điều, đừng làm bẩn chỗ của mình, bẻ gãy hai chân, tiền xuống núi tăng gấp đôi. Chu Khải không chút do so dự ra tay, hai người có ý kiến lập tức kêu gào thê thảm lời của giang hải chính là thánh chỉ chu khải tuyệt đối tuân theo tuy nhiên tính mạng của đám người này trong mắt anh ta cũng chỉ như một con kiến đánh gãy hai chân tăng tiền lên gấp đôi để xem còn ai dám lên tiếng ở giữa đám đông sắc mặt của hoành thiên giai khó coi đến cực điểm có lời nói của nhân vật lớn đó anh ta cũng không dám làm gì giang hải cũng biết rõ dựa vào thực lực của mình cũng chẳng thế làm gì được giang hải anh ta hy vọng giang hải chết biết bao anh ta nghe nói húc thiết sắp đến giết giang viêm anh ta cũng đến anh ta muốn tận mắt nhìn thấy giang hải chết nhưng kết quả thật đáng thất vọng không là tuyệt vọng mới đúng hòa tiến sắc mặt vô cùng kinh hoàng cuối cùng thì anh ta cũng đã hiểu ra lúc đầu tìm quỷ đến để đối phó với giang hải tại sao không những không làm gì được giang hải mà quỷ lại còn trở mặt với mình hóa ra thực lực của Giang Hải lại mạnh đến mức, nhà họ Hò hòa ở phía Bắc đã cử hai cao thủ đến đối phó với anh ta, nhưng cuối cùng đều phải bỏ mạng. Những người ở thành phố Giang Thanh, và cả đám người trong thế giới ngầm ở tỉnh Hải Đông, bọn bọ đều biết Giang Hải rất mạnh, thậm chí còn tưởng tượng ra được Giang Hải mạnh đến mức nào. Nhưng bọn họ tuyệt đối không thể ngờ rằng, ngay cả húc thiết cũng không phải là đối thủ của Giang Hải. Nhìn thấy Giang Hải ra tay, giống như rơi vào trong mộng, Giang Hải thật sự không còn là người thường nữa. Một đám người lần lượt chạy tới thanh toán tiền, dao đã kể vào cổ, không nôn tiền ra cũng không được. Ở đây, Giang Hải chính là trời, cai trị mọi thứ. Cho dù có giết bọn họ thì đã sao chứ? Sau khi xuống núi, Hoành Thiên Giai liếc mắt nhìn về phía Giang Hải đang rời đi. Anh Hòa, anh thấy trận đấu hôm nay như thế nào? Hòa Tiến vẫn còn đang rất kinh hoàng, mặt mày tái mét, đờ đẫn không ngờ giang hải lại mạnh đến vậy hoành thiên giai cười lạnh chế nhạo mạnh thật sự rất mạnh chủ tịch cơ lẽ nào anh có cao kiến gì sao anh ta nheo mắt nhìn hoành thiên giai một cách kỳ lạ giang hải đánh bại húc thiết bọn họ đều tận mắt nhìn thấy không thể nào giả được giang hải anh ta đã ra tay chưa hoành thiên giai nói anh ta chẳng qua chỉ là sử dụng ám khí đánh lén húc thiết mà thôi đúng vậy giang hải làm sao có thể là đối thủ của húc thiết được Hòa Tiến gật gật đầu. Hoành Thiên Giai khẽ cười, trong lòng sửng sốt, nhưng ngoài mặt lại giả bộ bình tĩnh. Nếu ngay cả nhà họ Hòa ở phía Bắc cũng không dám trở thành kẻ thù với Giang Hải, vậy thì Giang Hải sẽ cứ thế ngông nghênh mà bước rồi. Giang Hải đã sử dụng ám khí, thắng không thuyết phục. Tin tức này nhất định phải được truyền ra ngoài. Nếu tất cả mọi người đều sợ hãi Giang Hải, tập đoàn Uyển như ngày càng lớn mạnh, thì không ai có thể ngăn cản được. Vì vậy, Mặc kệ có phải hay không, cần phải khiến dư luận nghĩ Giang Hải thắng không thuyết phục, đánh lén, nhất định phải bị người khác phỉ nhổ là không có đạo đức. Hoành Thiên Giai nhớ tới nhà họ Hò Hòa ở phía Bắc có hai vị cao thủ là cao thủ thuộc hạng nhất, hai người này cũng không kém cạnh gì so với Húc Thiết. Chỉ là, hai người này đã bế quan tu luyện từ lâu, đã hơn 10 năm không thấy bọn xuất hiện. Năm đó trước khi bế quan tu luyện, mặc dù Húc Thiết đã dùng không ít thủ đoạn, nhưng cũng chỉ được xếp là ngang bằng với bọn họ nếu bây giờ cả hai liên thủ hành động ngay cả những cổ võ giả cũng phải dốc sức đối phó tin tức về thất bại của húc thiết nhanh chóng được lan truyền truyền đến đông nam hoác thiên lôi cũng bị dọa cho một trận kinh hoàng ông ta rất muốn cảm ơn nhà họ triệu ở phía bắc nếu không một khi nhà họ hoác tiến vào tỉnh hải đông chắc chắn sẽ phải đối đầu với giang hải vậy thì kết quả thật không thể được tưởng tượng được tin tức truyền đến phía bắc nhà họ triệu dung chuyển Triệu Thái Nhiên há to miệng ngạc nhiên. Sao, sao có thể như thế được, người chiến đấu với Giang Hải là Húc Thiết. Húc Thiết đã được nhà họ Triệu cung phụng suốt 20 năm rồi, thực lực của ông ta thế nào, nhà họ Triệu hiểu rõ nhất. Nếu như không phải được nghe từ chính miệng đồ đệ của Húc Thiết, Triệu Thái Nhiên làm sao có thể chấp nhận được cú sốc này chứ? Giang Hải thật sự khủng bổ đến mức đánh bại cả Húc Thiết. Hơn nữa, chỉ trong một chiêu. Vậy rốt cuộc là mạnh hơn hút thiết đến mức nào vậy? Ngón tay ông ta run lên, ngây người hỏi, đây, đây đều là sự thật sao? Cậu không có gạt tôi đấy chứ? Ông chủ, là thật. Sau một hồi lâu, Triệu Thái Nhiên mới định thần lại, lập tức đưa ra một loạt mệnh lệnh. Người của nhà họ Triệu đang ở tỉnh Hải Đông khi nghe được tin tức này, không một chút do so dự mà đồng loạt rút lui. Nói chính xác hơn là chạy trốn, nếu còn tiếp tục ở lại đây, thì sẽ phải nộp mạng cho Giang Hải. Tất cả các cơ sở kinh doanh của nhà họ Triệu đều thu hẹp lại hết mức có thể, tránh xa vùng đất tỉnh Hải Đông này. Triệu Thái Nhiên cảm thấy rất tiếc, vì nhà họ Triệu hùng mạnh một thời, vậy mà chỉ trong vài tháng đã phải chịu tổn thất nặng nề như vậy, người làm chủ như ông ta cũng không thể chối bỏ phần trách nhiệm này. Mặt mũi của nhà họ Triệu, uy phong của Húc Thiết đều bị giang hải dẫm nát. Tin tức rất nhanh đã truyền đến tay Bạch Lý Hưng. Bạch Lý Hưng cười nhẹ, nói tin tức này cho Bạch Hùng biết. Trên khuôn mặt tái nhợt của ông ta hiện lên tia khởi sắc, dần dần nở một nụ cười. "Mau sắp xếp đi, tôi muốn đến thành phố Giang Tư một chuyến. Tôi không chỉ muốn nhìn thấy thằng nhóc xấu xa này, mà còn muốn gặp, gặp con dâu của mình nữa." "Chỉ đáng tiếc, tôi không thể nhìn thấy cháu trai của mình, ông trời không cho tôi nhiều thời gian như vậy." Bạch Lý Hưng gật đầu, lập tức thu xếp chuẩn bị. "Thành phố Giang Tư, tập đoàn Uyển Như." Trong những ngày qua, công ty đang thu xếp di rời về tòa nhà văn phòng ở phía tây thành phố nơi đó đã được chuẩn bị sẵn sàng cả rồi tuy nhiên cố huyền như đang ngồi trong văn phòng trong lòng thấp thỏm không yên nhìn sang ghế sofa bên cạnh chống cằm ngẩn người giang hải không nói đi làm gì nhưng trong lòng cố huyền như biết nhất định là đi đánh một trận cùng với người tuyên chiến đó cô chỉ sợ trên người giang hải lại có thêm một vết sẹo cô càng sợ sợ giang hải sẽ không trở lại bởi vì chuyện này quá nguy hiểm lúc này thúy họa mở cửa bước vào cố tổng em cứ tưởng chị không có ở đây cơ gõ cửa mà chẳng thấy chị nói gì cố huyền như vẫn đang ngồi ngẩn người thúy họa đi tới gần cũng không phát hiện ra cố tổng cố huyền như giật này mình như vừa mới tỉnh dậy sau giấc mộng em bị sao vậy vào phòng mà cũng không biết gõ cửa dọa chết chị rồi cố huyền như có chút cáu kỉnh giọng điệu cũng trở nên nặng nề hơn Bây giờ, Thúy Hỏa đã không còn là thư ký của Cố Uyển Như nữa, mà đã trở thành giám đốc của một bộ phận. Cố Uyển Như nghe theo lời đề nghị của Giang Hải, để cô ấy đi quản lý bộ phận đó, không ngờ khả năng của Thúy Hỏa thật sự rất đáng nể. Thúy Hỏa cười trừ nói, "Cố tổng, em có một tài liệu này cần chị ký gấp." Cố Uyển Như cầm lấy, cũng không thèm xem qua đã ký tên vào. Thúy Hỏa cũng không vội cầm lấy lại mà lên tiếng hỏi, "Cố tổng, chị không muốn xem qua sao?" đây là việc anh Giang yêu cầu em làm, em sợ. Giang Hải, cố huyền như ngạc nhiên, trước giờ Giang Hải không bao giờ quan tâm đến việc của công ty. Sau đó mới nghiêm túc xem xét lại. Anh Giang nói muốn xây dựng một khu vui chơi giải trí lớn ở phía đông thành phố, tàu lượn siêu tốc các thứ đều phải có đủ, hơn nữa còn phải xây dựng các công trình khổng lồ trên biển. Tôi đã tính toán sơ qua rồi, theo ngân sách, đề án này cần khoản kinh phí khoảng 400 triệu tệ. Cố Tổng, số tiền này do công ty chỉ trả. Cố huyền như khẽ cao mày, Giang Hải không nên tùy ý đưa ra quyết định như vậy, 400 triệu tệ này lấy ở đâu ra chứ? Thời gian gần đây, tập đoàn Uyển như đã đầu tư vào nhiều dự án, khoản thanh toán trên sổ sách thậm chí còn không đến 100 triệu. Cố huyền như nói, cái này tạm thời cứ để ở chỗ tôi trước, đợi tôi bàn bạc lại với Giang Hải rồi chúng ta nói tiếp. Thúy Họa gật đầu rồi nói, anh Giang nói chuyện này phải được xử lý xong trong ngày hôm nay, nếu như vậy em sợ sẽ làm lỡ thời gian đang nói chuyện giang hải từ bên ngoài đi vào vẻ mặt kiêu ngạo cầm trên tay một bó hoa hồng lớn trên đường từ núi trấn chính trở về giang hải đã gặp một tiệm hoa nên đã mua một bó trong lòng biết cố uyển như nhất định đang rất lo lắng cho mình cho nên phải dỗ dành cô một chút vợ à anh về rồi đoán xem anh mang gì cho em này vừa vào cửa giang hải đã nhìn thấy thúy họa ô Giám đốc Diêu cũng ở đây à? Thứ tôi nhờ cô chuẩn bị đã làm xong xuôi hết chưa? Thúy Hòa cười nói, xong xuôi rồi anh Giang. Vừa rồi tôi đang báo cáo chuyện này cho cố tổng biết. Giang Hải gật đầu, vậy thì tốt, mau đi làm đi. Trông à, sao anh không bàn trước với em về chuyện này? Giang Hải không trở về thì Cố Uyển như lo lắng. Nhưng người về rồi, Cố Uyển như lại đột nhiên tức giận. Giang Hải chết tiệt, hại cô lo lắng đứng ngồi không yên cả nửa ngày trời từ sáng đến giờ cũng không thèm gọi cho cô. Giang Hải cười nói, có chuyện gì đáng bàn bạc đâu, cũng không thất thoát của tập đoàn Uyển như một đồng nào. Hả, cô Uyển như ngạc nhiên, em vừa mới xem qua dự án này, tốn đến gần 400 triệu tệ, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Giang Hải cười cười, lấy ra một tấm thẻ, đặt ở trên bàn. Thúy Hỏa, đây là vốn đầu tư ban đầu, có 300 triệu tệ trong đó. Thúy Hỏa há to miệng kinh ngạc, lấy ra 300 triệu mà sao nghe cứ như bỏ ra ba tệ mua kem vậy. Thúy Họa biết mình không nên trần trừ ở lại làm bóng đèn nữa, nên cô lập tức nhận tài liệu đã được ký duyệt rồi đi ngay. Anh đi đâu vậy? Đi lấy tiền, Giang Hải chỉ vào thẻ. Đúng vậy, anh thật sự là đi lấy tiền, còn chuyện giải quyết hút thiết chỉ là thuận tay mà thôi. Cố huyền như không nói nên lời, cô vừa rồi còn đang choáng váng, lúc này mới tỉnh táo trở lại, cho dù Giang Hải có 300 triệu trong túi cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Có trời mới biết Giang Hải thực sự có bao nhiêu tiền. Giang Hải đứng ở trước mặt cô, trái tim lơ lửng không yên của Cố Uyển như lúc này mới an tâm hạ xuống. Chương 212: Tìm Uyển Như. Sau một hồi thở phào nhẹ nhõm, nhìn bó hoa lớn trong tay Giang Hải mang về, nước mắt cứ thế không kìm được mà muốn trào ra ngoài. Giang Hải nhìn thấy Cố Uyển như như vậy, ngay lập tức bước tới ôm nhẹ cô vào lòng nói, vợ à, em không sao chứ? Em bị sao vậy? Anh là đồ khốn nạn. Cố huyền như bật khóc hu hu rồi đấm mạnh vào ngực Giang Hải. Giang Hải mỉm cười nghĩ thầm, sau này đi xử lý mấy loại chuyện như vậy, vẫn không nên nói với cô vợ ngốc nghếch này của mình thì hơn. Thế giới mà cố huyền như nghĩ, mãi mãi giống như trong những bộ phim hoạt hình mà cô từng xem, vô cùng êm đềm, đó cũng là một chuyện tốt. Đến chiều, Cố Vân Lệ gọi điện bảo hai người nhớ về nhà sớm, cùng ăn tối rồi bàn bạc chuyện gì đó. Cố Huyền Như có chút ngạc nhiên, mẹ cô thường ngày ở nhà chỉ lo chuyện bếp núc nhà cửa, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Đến chiều về nhà, trong nhà lại đang tiếp khách, là một ông ta cụ râu tóc bạc trắng, thần thái ngời ngời. Ôi, sao bây giờ các con mới về? Ngay khi cô bước vào cửa, Cố Vân Lệ đã cảm giảm. Để mẹ giới thiệu cho các con biết, vị này là bác sĩ trung y nổi tiếng ở thành phố giang tư của chúng ta mẹ cố ý mời ông ấy đến để kiểm tra sức khỏe cho các con nghe vậy giang hải bật cười thành tiếng lập tức hiểu được ý của cố vân lệ người mẹ vợ này suốt ngày lao tâm khổ tứ cũng thật mệt mỏi cố uyển như không hiểu cho lắm điều trị cho chúng con á tụi con cũng không có bệnh gì ông cụ đứng ở trước mặt cố uyển như nhìn kỹ một lượt rồi nói cố tổng không ai là hoàn hảo cả hay cứ để lão đây bắt mạch cho cô thử xem có được không cố vân lệ ngồi bên cạnh thúc giục cố huyền như cũng không thể phản bác lại được chỉ đành ngồi sang một bên khó hiểu nhìn giang hải giang hải suýt nữa bật cười cô vợ ngốc nghếch này của anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ông cụ vuốt râu nheo mắt thỉnh thoảng gật đầu rồi lại lắc đầu cố tổng gần đây cô có cảm thấy ruột gan dối bời bồn chồn bất an trong người không một chút Cố huyền như khẽ liếc nhìn Giang Hải một cái. Giang Hải nhìn cô với ánh mắt vô tội, chuyện này liên quan gì đến anh chứ? Ông cụ gật đầu rồi đứng dậy, quay sang nói với có vân lệ, sức khỏe cố tổng rất tốt, chỉ cần điều chỉnh tâm trạng của mình, một số chuyện còn phải tùy vào duyên số. Nhưng cũng đã lâu như vậy rồi mà bọn nó vẫn chưa thấy có tin tức gì cả. Lòng bàn tay cố vân lệ nắm chặt lại nhìn chằm chằm về phía cố Uyển như, ánh mắt đó rõ ràng đang trách cứ cố uyển như không biết cố gắng cố uyển như lập tức hiểu ra hóa ra mời bác sĩ đến là để kiểm tra sao cô mãi chưa có em bé mẹ khuôn mặt cố uyển như đỏ bừng lên ngay lập tức cô không biết phải nói gì ông cụ cũng nhìn về phía giang hải bộ dáng cũng như đang xem xét một lượt giang hải vội vàng xua tay sức khỏe của tôi rất tốt không cần phải kiểm tra đâu Nói xong, Giang Hải vội vàng viện cớ muốn lên lầu rồi chuồn mất. Anh xuống đây cho em, cố huyền như tức giận mắng. Giang Hải làm bộ như không nghe thấy gì, vỗ vỗ ngực, tự biết sức khỏe của mình thế nào, cho dù tay nghề của ông cụ kia có lợi hại tới đâu cũng không thể tự nhiên khiến bọn họ có thai được. Ngay sau đó, dưới lầu liền không có động tính gì nữa, Giang Hải có chút kỳ lạ, cố huyền như cũng đã bị bắt mạch rồi, lại không bắt Giang Hải cũng phải bị bắt mạch giống như mình, thật không giống với tính cách thường ngày của cô. Buổi tối lúc ăn cơm, Cố Huyền như vẫn còn ngượng ngùng đỏ mặt, cô và Giang Hải vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả, làm sao có thể mang thai được chứ? Cha mẹ vợ nhìn Giang Hải với ánh mắt kỳ quái, ánh lên một tia phức tạp. Tiểu Giang, chúng ta làm một ly đi, lôi nhân hào cầm ly rượu lên uống một ngụm. Giang Hải cũng nhanh chóng cầm ly rượu lên. Tiểu Giang, có một số việc cứ thuận theo tự nhiên, không nên để trong lòng lôi nhân hào vô duyên vô cớ nói ra mấy lời này. Cố huyền như ở bên cạnh không giấu được nụ cười tinh nghịch. Không đúng, trong này nhất định có gì đó mở ám. Cha, chuyện gì đừng quá để trong lòng. Đừng lo, cha mẹ sẽ không ghét bỏ con đâu. Con là con rể của nhà chúng ta, hai người chúng ta đã sớm công nhận con rồi. Khóe miệng Giang Hải giật giật, quay sang nhìn Cố Uyển Như. Em đã nói với cha mẹ cái gì vậy? mặt cố huyền như đỏ ửng lên mau ăn đi món sườn heo hấp này hôm nay mẹ làm rất ngon cha cha nói xem có đúng không đúng 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 rất ngon hình như mẹ con mới vừa học được trước đây không phải công thức như này mọi người cố ý đổi chủ đề sau khi ăn xong giang hải đi lên lầu kéo cố huyền như lại em nói đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không có gì ánh mắt cố huyền như có ý né tránh giang hải bước tới ôm chặt lấy cố uyển như không cho cố uyển như có cơ hội dãy giụa hai mắt đối diện nhau càng ngày càng gần hơn bây giờ em có nói không anh anh mau buông em ra trái tim cố uyển như đang đập loạn nhịp được em nói em nói là được chứ gì giang hải vẫn không có ý buông tay cảm nhận được đường cong tinh xảo trên người ai đó em chỉ nói với cha mẹ em vẫn chưa có thai nguyên nhân là do anh nói nói anh năm đó bị lạnh quá xem ra không tốt lắm giang hải nghe xong thì rất tức giận đây khác nào là nói anh bất lực anh bị bất lực sao vẫn xài tốt lắm đấy chẳng qua là vì trước giờ anh vẫn luôn tôn trọng cố uyển như nên mới không muốn ăn sạch cô mà thôi khóe miệng giang hải dần nở một nụ cười gian anh không được lắm em nói hi hi chuyện này làm sao chứng minh được đây anh muốn làm gì em nói xem vợ yêu đừng anh đừng ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Anh, anh nhẹ thôi. Giang Hải sửng sốt trong chốc lát. Nhẹ thôi, đây có nghĩa là đang mời chào sao. Anh sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng Giang Hải lại nghĩ, chuyện này, làm sao có thể nhẹ nhàng được, nếu nhẹ, chẳng khác nào không được rồi. Đúng vậy, là đàn ông, muốn hạnh phúc thì vẫn phải nói một đằng, làm một nẻo. Chào ôi, phụ nữ ấy mà, trong lòng thì gấp lắm, nhưng cứ luôn miệng nói đừng mà đừng mà. Nhưng thực tế, bạn càng loạn bao nhiêu thì cô ấy càng thích bấy nhiêu. Giang Hải dùng hết sức lực, chiếc giường rung lắc dữ dội, tiếng rên rỉ đầy mập mờ còn vang xa muôn dặm. Sáng sớm hôm sau, Giang Hải và Cố Uyển như không những không mệt mỏi, mà còn rất sảng khoái. Ngược lại, hai vị phụ huynh lại trông rất ủ rũ, đặc biệt là Lôi Nhân Hào, ngáp ngắn ngáp dài đấm đấm cái thắt lưng của mình. Giang Hải nhìn Cố Uyển như vơi sánh mắt đắc ý, sớm biết cô thích như vậy anh đã không phải đợi đến ngày hôm nay mới ra tay lãng phí biết bao nhiêu thời gian rồi cố minh an gấp sau cho giang hải tiểu giang gần đây có phải làm việc quá sức rồi không mẹ thấy con gầy đi nhiều rồi đấy giang hải cười hì hì không có ạ à, vất vả đều là lẽ đương nhiên cố huyền như bĩu môi đây rốt cuộc là mẹ của ai vậy giang hải ở công ty sống như một ông hoàng nếu giang hải làm việc chăm chỉ thì chắc trên đời này sẽ không có kẻ nhàn rỗi mất nào, Tiểu Giang, cái này bổ lắm đấy, con nếm thử đi. Thuận tay, mẹ vợ còn gắp cho lôi nhân hào một đúa, không lại bị nói là thiên vị. Khóe miệng Giang Hải khẽ nhếch lên, mẹ vợ rốt cuộc là đang nói bổ chỗ nào. Động tác này, ánh mắt này, còn có cả lời nói này nữa, thật khiến cho người ta phải suy nghĩ. Mẹ, mẹ rốt cuộc là mẹ ruột của ai vậy? Con gái ruột của mẹ ngồi đây này, sao mẹ không gắp cho con? Cố huyền như ghen tị cố minh an và lôi nhân hào nhìn sang cố uyển như đồ ăn ở ngay trước mặt con không có tay sao cố uyển như phồng má nhìn sang giang hải trong ánh mắt còn mang theo sát ý dữ tợn vợ cũng rất mệt giang hải cười cười chủ động gắp thức ăn cho cố uyển như anh luôn thương em mỗi ngày đều thương em có được không hả từ thương này bị giang hải nhấn mạnh mang theo hàm ý khuôn mặt cố uyển như lập tức đỏ bừng cơm còn chưa ăn xong Kim Thâu đã đến rồi. Viên thuốc mà Giang Hải đưa cho anh ta lúc bị thương không phải là loại thuốc thông thường, ngay cả các bác sĩ cũng rất bất ngờ với tốc độ hồi phục của ba người bọn họ. Vừa mới xuất viện, Kim Thâu đã tới làm lái xe cho Cố Uyển Như. Giang Hải vốn dĩ muốn đi cùng nhau, nhưng Cố Uyển Như vẫn giữ sắc mặt bí xị, sách túi lên rồi rời đi trước. Giang Hải gãi gãi đầu, cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ tối hôm qua dùng sức mạnh quá sao? Không thể như vậy nhìn biểu cảm của huyền như có vẻ rất thoải mái mà tiểu giang con không đi làm sao sau khi dọn xong bàn ăn cố vân lệ từ phòng bếp đi ra không hiểu sao giang hải vẫn còn ngồi ở đó đúng rồi hay là con chở mẹ đi siêu thị một chuyến đi hôm nay có chương trình khuyến mại mẹ sợ không sách hết đồ giang hải đổ mồ hôi lạnh nuốt nước bọt mẹ à siêu thị là của nhà chúng ta mà con không hiểu cố minh an tự có tính toán riêng Tập đoàn Uyển Như cũng không phải là chỉ có mỗi cổ phần của Uyển Như, trong đó còn có Lan Gia và nhà họ Ngô, ngay cả khi chiếm số cổ phần lớn hơn, kiếm được tiền cũng phải chia cơm mà. Người già luôn như vậy, tự cho mình tài giỏi và hiểu chuyện hơn người khác. Nhưng trên thực tế, luôn làm những việc nhỏ và có chút thiển cận như vậy. Với điều kiện kinh tế bây giờ, Cố Minh An tiền tiêu không xuể, nhưng vẫn thích tính toán đến từng đồng. Một quả trứng rẻ hơn năm xu, kiểu gì cũng phải mua vài cây gì đem về. Giang Hải không phản bác lại, cùng Cố Minh An đến siêu thị, anh cũng bí mật nói chuyện với quản lý siêu thị, bảo ông ta thu xếp tính sai giá cho mẹ vợ để được giá rẻ hơn một chút. Sau khi rời khỏi siêu thị, nửa buổi sáng đã trôi qua, Cố Minh An vui đến nỗi không ngậm được miệng, bà ấy vui vì hệ thống máy tính tiền của siêu thị bị hỏng, cuối cùng lại lời được hơn 100 tệ. Nhưng bà ấy chưa từng nghĩ đến việc tập đoàn uyển như sẽ phải chịu tổn thất bao nhiêu nếu hệ thống thực sự xảy ra sự cố mẹ con vừa gọi cho quản lý siêu thị ở đây sau này mẹ cần gì thì gọi cho anh ta siêu thị sẽ sắp xếp người giao đến gửi đến tận nơi cố vân lệ lắc đầu nói vậy thì phải trả thêm tiền rồi không cần đâu mẹ giang hải nói nhỏ một xu cũng không cần trả hơn nữa còn sẽ giảm giá hời nhất cho mẹ đừng quên mẹ là mẹ của cố tổng Bọn họ nịnh bợ mẹ còn không hết ấy. Cố Minh An mỉm cười, càng ngày càng hài lòng với đứa con rể này. Nhưng đầu liếc nhìn Giang Hải lại âm thầm lắc đầu. Chỉ tiếc là không biết có thể sinh con được hay không. Nếu Giang Hải biết được suy nghĩ trong lòng của Cố Minh An, thì bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ giải thích một cách rõ ràng. Ngay sau khi anh đưa Cố Minh An về nhà, điện thoại của Giang Hải đổ chuông. Anh bắt máy, mới nghe được một câu, sắc mặt đã trầm xuống trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận mãnh liệt đây là muốn tới chọc tức tôi sao giang hải nói được tôi biết rồi nói xong cúp máy lên xe và đến thẳng tập đoàn uyển như ngày mai chính là ngày tập đoàn uyển như chuyển sang trụ sở mới mọi việc ở phía tây thành phố đã được chuẩn bị xong xuôi cả chỉ còn đợi ngày tốt mà thôi và cố uyển như cũng nhân cơ hội lần này cho người thu dọn đồ đạc trong phòng làm việc của cô đúng lúc này có một đối tác đến nói muốn bàn chuyện làm ăn với Cố Uyển Như. Cố Uyển Như không nghi ngờ gì, cho người sắp xếp đối tác vào trong phòng họp, sau đó đưa thư ký đến đó. Trong phòng họp có ba người đang ngồi, một người ở giữa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu. Mọi người gặp mặt nhau, vị đối tác bắt đầu giới thiệu, "Cố tổng, hai vị này là người của nhà họ Bạch ở phía Bắc, cũng là ông chủ của tôi." Ồ, Cố Uyển Như không ngờ nhà họ Bạch ở phía Bắc lại có ý muốn hợp tác, hơn nữa còn lấy danh nghĩa dưới tên người khác. Cảm thấy có chút kỳ lạ, tự nhiên lại đến tìm cô, rốt cuộc là muốn làm gì? Vị này là Bạch Lý Hưng. Cố Uyển Như tiến tới bắt tay. Còn vị này là chủ nhà họ Bạch, Bạch Hùng. Chương 213, xứng sao? Vẻ mặt của Cố Uyển Như trở nên cực kỳ phấn khích, nhà họ Bạch ở phương Bắc là một gia tộc lớn, giàu có bậc nhất. Bạch Hùng lại là người có dáng vẻ ốm yếu như vậy sao? Ông Bạch, không phải có chuyện muốn bàn bạc sao? sốt cuộc là chuyện gì? Cố huyền như rất tò mò, có thể khiến ông chủ của nhà họ Bạch đích thân ra mặt, nhất định không phải là chuyện thường. Bạch Trần cười nói, cố tổng, cô là vợ của Giang Hải đúng không? Hả, cố huyền như sừng sốt một chút, tại sao đột nhiên lại nhắc đến Giang Hải, sau đó cô gật đầu, Giang Hải là chồng tôi, có chuyện gì sao? Bạch Trần liếc mắt nhìn Bạch Hùng một cái, cô nên gọi vị này là cha mới đúng. Gọi là cha, cố huyền như sừng sốt, sau đó sắc mặt trầm xuống. Ông Bạch, ông nói vậy là có gì? Xin hãy nói ràng một chút. Ngoặc kép, Bạch Hùng hơi ho khan, xua tay, giải thích, tôi là cha của Giang Hải, cô là vợ hợp pháp của nó thì đương nhiên cô chính là con dâu của tôi. Ngoặc kép, chuyện này, ngoặc kép, như xét đánh ngang tai, Cố huyền như hoàn toàn như bị sét đánh ngang tai, xứng sờ tại chỗ. Sao có thể như thế được, Giang Hải từng nói anh ấy là một cô nhi. Hơn nữa, cũng chưa từng nghe Giang Hải nhắc tới anh ấy có một người cha, mà còn là chủ của nhà họ bạch ở phương Bắc. Không đúng. Cố huyền như đột nhiên hoàn hồn, chồng tôi họ Giang, ông Bạch, có phải ông nhầm lẫn gì rồi không? Mấy chuyện như vậy không thể tùy ý mang ra đùa cợt được. Ngoặc kép, Bạch Hùng nói, cô thấy tôi đang giống nói đùa sao? Cố Huyền Như lập tức lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho Giang Hải, cô vẫn không thể tin đây là sự thật. Tiếng chung điện thoại vang lên ngay ngoài cửa. Giang Hải, đến rồi. Bước vào phòng họp với khuôn mặt lạnh lùng, Giang Hải liếc nhìn xung quanh, rất tự nhiên nhìn thấy Bạch Hùng đang ngồi ở giữa bàn. Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt Bạch Hùng tràn đầy yêu thương. Sau bao nhiêu năm lần đầu tiên ông ta có thể nhìn thấy đứa con trai của mình nó lớn như vậy rồi hơn nữa còn lấy vợ rồi tuy nhiên trong mắt giang hải lại bùng cháy một cơn thịnh nộ kinh khủng ngọn lửa này như thế muốn đốt cháy bạch hùng ngay tại chỗ các người cút ra khỏi đây giang hải mở miệng lời nói cực kỳ lạnh lùng giang hải cố huyền như nắm lấy cánh tay của giang hải từ biểu hiện của giang hải có thể nhìn ra bạch hùng thực sự là cha của giang hải tuy nhiên, bên trong có thể có một số hiểu lầm. Anh bình tĩnh lại đi, ông ấy, thật sự là cha của anh sao? Anh đang rất bình tĩnh. Giang Hải nói tiếp, bởi vì bình tĩnh, nên mới thả bọn họ đi, nếu không, hừ. Tiếng hừ lạnh này nếu là để người khác nhìn thấy, có lẽ đã bị dọa cho chết khiếp rồi. Ngay cả nhà họ bạch ở phương Bắc cũng không thể thừa nhận cơn thịnh nộ này của Giang Hải, anh đường đường là đế vương. Nhưng Bạch Hùng vẫn ngồi ở đó, biểu tình rất thở ơ. Đôi mắt lim dim, mờ xương nhìn con trai mình. Tiểu viêm, ngoặc kép. Ban đầu là cha có lỗi với con, ngoặc kép. Giang Hải quay đi, không nhìn Bạch Hùng. Năm đó lúc anh mới 9 tuổi, anh đã coi người cha của mình đã chết rồi. Anh là người Giang gia, ngoài Giang gia gia, anh không có họ hàng gì nữa. Tôi không muốn lập ông, bây giờ, lập tức, cút ngay khỏi đây. Nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, Giang Hải thật sự rất tức giận. Bạch Lý Hưng chậm rãi đứng trước mặt Giang Hải rồi thở dài một cái, ông ấy bây giờ đã sắp chết rồi, cháu làm như vậy có phải là quá tàn nhẫn rồi không? Tàn nhẫn? Giang Hải tức giận, mắt mở trừng trừng, một luồng khí tức một ngạt quét qua, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Một người phụ nữ sinh con ngoài giá thú, bị hết người này đến người khác chỉ trỏ, những chuyện này là do ai gây ra? Ai mới là kẻ tàn nhẫn? một đứa trẻ vừa mới 9 tuổi, đã trở thành cô nhi, bị người khác khinh thường, chịu biết bao tuổi nhục, tôn nghiêm của nó, tất cả mọi thứ của nó đều bị người khác trà đạp, sống như một con chó bị hắt hủi. Ngoặc kép, ông nói cho tôi biết, cái gì mới gọi là tàn nhẫn. Còn tình cảm gia đình, trước đây tôi không có, nhưng bây giờ tôi đã có rồi. Ngoặc kép, chú Bạch, đây là lần cuối cùng tôi gọi chú là chú Bạch, từ này về sau, tình nghĩa giữa chúng ta coi như cắt đứt ngoặc kép. Bây giờ, lập tức, cút ngay cho tôi. Một giọt nước mắt đục ngầu từ khóe mắt Bạch Hùng khẽ rơi xuống, sắc mặt trở nên vô cùng đau khổ. Phiền muộn, tiếc nuối, đủ loại cảm xúc đan xen, mặt mày nhăn nhó, buồn bã vô cùng. Cứ thế ngay cả một câu nói cũng không thốt ra thành lời, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Giang Hải. Con trai của ông ta, hận ông ta, điều này ông ta biết rõ. Có lẽ cả đời này ông ta cũng chỉ có thể nhìn thấy Giang Hải một lần này thôi. Ông ta muốn nhìn thật kỹ, cho dù ánh mắt của Giang Hải hận không thể nuốt sống ông ta. Cố Tổng, chuyện này, vị đối tác kia nhìn thấy Cố Uyển như có vẻ mềm lòng, lập tức cầu cứu cô. Ông Bạch bây giờ cũng chỉ là một ông lão đang lâm bệnh nặng, bất kể trước đây ông ấy đã làm gì chuyện gì, thì mọi chuyện đã là quá khứ. Ngoặc kép, Giang Hải trừng mắt nhìn sang vị đối tác kia. Ông nói gì, Quá khứ. Chuyện này, ông nói là được sao? Vậy được, ngày mai, tôi sẽ cho người giết cả nhà ông. 18 năm sau, tôi xem ông có quên được không? Giang Hải đang trên đà bùng nổ, một nụ cười tàn nhẫn gợi lên nơi khóe miệng. Đối tác kia dùng mình sợ hãi, rụt cổ không dám nói thêm lời nào. Giang Hải, nói được làm được. Ngay cả khi Giang Hải muốn tiêu diệt chín đời tổ tông nhà ông ta, nhà họ Bạch cũng sẽ không nói một lời nào mấy lời a dua nịnh bợ này dường như đã đẩy mọi chuyện lên đến cực điểm cố huyền như cắn môi không biết nên nói gì cô không hiểu thế nào là nhân quả càng không biết cách khuyên nhủ người khác cuống hồ cô có thể thấy được giang hải thực sự rất tức giận từ khi quen biết giang hải cô chưa bao giờ thấy giang hải tức giận đến vậy tiểu viêm cháu hà tất phải như vậy bạch lý hưng thở dài ông ta có thể đoán được giang hải sẽ không dễ dàng gì thừa nhận bạch hùng nhưng ông ta không ngờ, Giang Hải lại có phản ứng lớn đến như vậy. Giang Hải kéo cố uyển như xoay người rời đi, chỉ để lại một câu lạnh lùng. Khi nào người chết, báo cho tôi một tiếng. Ngoặc kép, ta sẽ đốt pháo ăn mừng. Đây, đây là lời Giang Hải nói với cha ruột của mình sao, thật sự quá vô tình, cực kỳ lạnh lùng. Giang Hải đã chịu bao nhiêu khổ cực, chỉ có mỗi anh mới có thể hiểu được. Giang Hải cũng không quan tâm đến những điều này, Điều mà anh để tâm chính là, người đàn ông này nhìn thấy Giang gia bị hủy hoại, nhưng vẫn dương mắt làm ngơ. Nhìn thấy Giang Hà mất đi tất cả, chịu đã kích quá lớn mà tự sát. Chờ đã, giọng nói run rẩy của Bạch Hùng lại vang lên. Cha biết chuyện liên quan đến việc Giang gia bị diệt phong. Ngoặc kép, bước chân của Giang Hải đột nhiên dừng lại. Từ từ, quay đầu lại nhìn. Ông nói cái gì? Giang gia đã đắc tội với ai, tại sao lại bị hủy hoại sau một đêm, tất cả chuyện này cha đều biết. Ngoặc kép, Giang Hải cười lạnh một tiếng, xoay người, ngồi xuống, nhìn thẳng vào Bạch Hùng. Nếu như ông dám lừa tôi, tôi sẽ khiến cả nhà họ Bạch chôn cùng ông. Ngoặc kép, đây cũng xem như là ông cho tôi một lý do để ra tay với nhà họ Bạch. Ngoặc kép, Bạch Hùng hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tia sợ hãi, biểu cảm của Giang Hải cũng khiến ông ta cảm thấy run lên vì hoảng sợ. Được, vậy cứ lấy nhà họ Bạch ra làm ước hẹn. Bạch Hùng vừa định mở miệng, Giang Hải đột nhiên đưa tay ra ngăn lại. Ông muốn dùng tin tức này để đổi lấy cái gì? Có điều kiện gì thì cứ nói luôn đi. Ngoặc kép. Nhưng mà, nếu muốn tôi trở về nhà họ Bạch, muốn tôi nhận lại ông, thì đừng có mơ. Ngoặc kép. Mặc dù thời gian đã qua lâu rồi, nhưng Giang Hải tin rằng, chỉ cần cố gắng thì nhất định có thể tra ra chân tướng mọi chuyện, không nhất thiết phải nhận ân tình của nhà họ bạch những gì cha nói chỉ là những lời của một người cha muốn nói ngoặc kép đã là cha thì làm sao có thể yêu cầu con cái của mình hồi đáp lại gì chứ ngoặc kép giang hải cười chế nhạo mấy người không nhằm vào tiền tài của tôi thật sự khiến tôi có chút bất ngờ đấy ngoặc kép có điều ngoặc kép đừng có dùng giọng điệu thân tình ấy bởi vì tôi cảm thấy thật sự rất kinh tởm ngoặc kép Giang Hải liếc nhìn Cố Uyển như một cái, anh biết những chuyện liên quan đến nhà họ Giang vẫn không nên để vợ mình biết. Bên trong nhất định sẽ liên quan đến rất nhiều người, điều này sẽ mang lại nguy hiểm cho Cố Uyển như. Vợ à, em giúp anh đi rót một tách trà đi. Ngoặc kép, thư ký nghe xong xoay người đang định rời đi, thì Giang Hải trừng mắt nhìn cô ta một cái, vợ, em đi đi. Ngoặc kép, Cố Uyển như do dự một lát, ngước nhìn Bạch Hùng, rồi xoay người rời đi cô biết Giang Hải không muốn để cô biết những chuyện này. Có điều, cô cũng không bận tâm, ai mà không có bí mật chứ, chưa kể chuyện này còn liên quan đến mối thù của Giang gia. Trong phòng, chỉ còn lại mỗi Bạch Hùng, Bạch Lý Hưng và Giang Hải, ba người ngồi đối mặt với nhau. Giang gia bị tiêu diệt, có liên quan đến một thứ. Ngoặc kép, Bạch Hùng chậm rãi mở miệng, hơi nhíu mày, tựa hồ đang hồi tưởng lại chuyện năm ấy. Thứ đó chính xác là gì, cha cũng không biết ngoặc kép. Chỉ biết là thứ này có liên quan đến cổ võ giả, nghe nói bên trong có một phần cổ võ tâm pháp hoàn chỉnh Ngoặc kép, Giang Hải chế nhạo, đây chẳng qua chỉ là tin đồn. Giang Hải cũng đã tìm ra sao quang luân rồi, không chỉ là một cái, sau khi xác nhận thì mới biết, nó có liên quan đến liếm sơn đỉnh đó, còn cụ thể là để làm gì thì Giang Hải cũng không biết chính xác. Bây giờ đỉnh cũng đã mất, thứ này cũng trở nên vô nghĩa. Là ai? Giang Hải muốn biết rốt cuộc là ai. Chậm rãi xoa xoa tay, không khỏi muốn ra tay giết chết đối phương, hơn nữa còn là muốn diệt cả nhà bọn họ. Năm đó Giang ra máu chảy thành sông, Giang Hải nhất định phải trả mối thù này. Bạch Hùng lắc lắc đầu nói, cụ thể là ai cha cũng không rõ, có điều theo cha đoán, những cổ võ thế gia đó cũng không thoát khỏi liên can. Ngoặc kép, Giang Hải cau mày, ông, nói xong chưa? Bạch Hùng chỉ nói được sao Quang Luân có liên quan đến cổ võ thế gia, mấy lời khác đều là nhảm nhí. Cái này làm sao gọi là biết Giang gia đã đắc tôi với ai, tại sao Giang gia lại bị diệt. Chậm rãi lắc đầu, còn có, dị năng giả. Ngoặc kép, nước khác, đồng tử của Giang Hải đột nhiên co rút lại, ai cũng biết cổ võ giả trước nay cùng với dị năng giả của nước ngoài như nước với lửa. Có một vài người ăn cây táo rào cây sung, Giang Hải cũng không lấy làm lạ nếu nói đám cổ võ thế gia đó có câu kết với dị năng giả, chuyện này rất không hợp lý. Bạch Hùng nói, Tiểu Viêm, ở phương Đông, có rất nhiều cổ võ thế gia, cho dù bây giờ con đã là đế vương, cũng không nên gây thù chuốc oán với đám cổ võ thế gia ấy được. Ngoặc kép, tôi làm gì không liên quan đến ông? Giang Hải chế nhạo, cho dù có là kẻ thù với cả thiên hạ, vậy thì đã sao? Giết chết cổ võ thế gia, vậy thì thế nào? Cho dù đó là cổ võ giả hay dị năng giả, trong mắt Giang Hải chẳng qua cũng chỉ là một bầy kiến lửa mà thôi. "Ông, nói xong chưa?" Giang Hải hỏi. Bạch Hùng biết, tiếp theo Giang Hải là muốn đuổi mình đi. Ông ta thở dài nhìn Giang Hải, thân thể cứng ngắc, thật không cam lòng để cho Giang Hải rời khỏi tầm mắt của mình, trong mắt của ông ta còn tràn đầy tình yêu thương của người cha dành cho con trai. Bạch Lý Hương nói, "Tiểu Viêm, mối quan hệ của cháu với nhà họ Bạch sẽ không ảnh hưởng đến chuyện hợp tác giữa nhà họ Bạch với tập đoàn Uyển Như chứ?" hợp tác, miễn là công bằng, đối phương là ai không quan trọng. Ngoặc kép, về mặt này Giang Hải không để tâm. Bạch Lý Hưng gật đầu và nhìn Bạch Hùng một cái. Ông ta hiểu Bạch Hùng, nếu nhà họ Bạch hợp tác với tập đoàn Uyển Như, tự nhiên sẽ có lý do để thảo luận chi tiết với Cố Uyển Như. Mà Bạch Hùng cũng đương nhiên sẽ có tư cách gặp gỡ Cố Uyển Như bàn chuyện hợp tác. Cố Cố Uyển Như ra mặt, Giang Hải làm sao có thể trốn tránh mãi được chứ? bạch hùng dùng ánh mắt cảm kích nhìn bạch lý hưng một cái rồi từ từ đứng dậy hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt giang hải lại cười nhạt đó là do ông nghĩ tôi không nghĩ như vậy giang hải rời đi không quay đầu nhìn lại giang hải tuyệt đối không thể tha thứ cho nhà họ bạch nhìn thấy bạch hùng bệnh nặng sắp chết anh cũng không cảm thấy thương hại chút nào bạch hùng lên xem rời đi trong lòng phức tạp kết quả cũng không nằm ngoài dự liệu của ông ta có điều có thể tận mắt nhìn thấy Giang Hải, coi như cũng vơi bớt một phần nhớ thương trong lòng. Giang Hải vẻ mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố Uyển Như đứng bên cạnh, ngập ngừng muốn nói gì đó. Lúc anh 9 tuổi, Giang Hải lên tiếng, chậm rãi, nhắc lại quá khứ của mình. Cuối cùng, Giang Hải nói anh bị trói mang lên một chiếc thuyền vượt biên trái phép và suýt nữa chết đuối trên biển. Đôi mắt Cố Uyển Như thoáng qua một tia thương xót. Vài lời không thể nói hết được giang hải đã phải chịu đựng và đau khổ đến nhường nào ngược lại thì những việc cố ra gây khó dễ cho cố uyển như chẳng là gì cả nhìn biểu cảm của cố uyển như giang hải không khỏi có chút thất vọng có lẽ đây là ý trời cố uyển như thực sự đã quên đi những chuyện hai người đã từng trải qua ở trên con thuyền đó có lẽ không nhớ cũng là chuyện tốt cố uyển như đi tới cạnh giang hải cô ôm lấy giang hải an ủi anh giang hải cười nhẹ nhiều năm như vậy rồi anh cũng không còn để tâm đến mấy chuyện đó nữa nhà họ bạch đối với anh trước nay chưa từng có một một chút quan hệ gì vừa là thật lòng cũng là dối lòng không ai có thể hiểu hết được nỗi hận trong lòng của giang hải khu nghỉ dưỡng ngoại ô thành phố hoành độ dương nhấp chén trà thơm hơi nheo mắt rất dễ chịu tuy nhiên người đang ngồi trước mặt ông ta là giang hải hoành độ dương đẩy một tách trà đến trước mặt giang hải Giang Hải rừng Dương nhấc tách trà lên. Trà ngon, lát về có thể cho tôi một cân. Hoành độ dương gần như trợn tròn mắt, bộ cậu tưởng đây là lá khoai lá mít hay sao? Trà ngon thường hạng, ngay cả tôi cũng chỉ có được một ít. Một chút trà hỏng, mà coi như báu vật vậy. Giang Hải không hề nể mặt nói. Khuôn mặt của hoành độ dương cứng đờ, có cảm giác giống như đang nói chuyện với một tên lưu manh vậy. Quả thực, trước mặt đế vương, hoành độ dương cũng chẳng là gì cả hơn nữa đã là đế vương muốn một ít trà ngon chẳng qua cũng chỉ cần một câu nói là được hoành độ dương lại rót đầy chén trà tập đoàn uyển như không bao lâu nữa sẽ có thể đứng vững trên đất hải đông có điều thế giới ngầm quá im hơn lặng tiếng cũng không phải là chuyện tốt hoành độ dương chưa nói hết nếu quá yên ắng sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người đám người đang nhắm vào nó cũng sẽ lần lượt tiến vào tỉnh hải đông để tranh giành lãnh thổ e rằng sẽ có một trận mưa máu nữa chuyện này liên quan gì đến tôi giang hải không quan tâm chỉ cần không can dự vào sự phát triển của tập đoàn uyển như bọn họ muốn đánh muốn giết gì thì tùy nhưng mà nếu như làm ảnh hưởng đến tập đoàn uyển như giang hải nhất định sẽ không khách sáo mà tiêu diệt hết lũ bọn họ ngay cả thế giới ngầm e rằng sẽ không yên ổn nữa giang hải gật đầu chuyện này tôi biết thành phố giang tư chẳng qua cũng chỉ là một góc nhỏ nếu đem ra so với Phương Đông, tỉnh Hải Đông, mặc dù gần biển nhưng nó cũng chỉ là một khu vực chậm phát triển. Thành phố Giang Tư trước đây cũng chỉ ở vị trí cuối cùng ở tỉnh Hải Đông. So với các đại gia tộc có thế lực đan sen ở các vùng khác, thành phố Giang Tư cũng chỉ là một vùng đất cằn cỗi. Trước khi có tập đoàn Uyển Như, không ai chú ý đến nơi này. Để có được chỗ đứng vững chắc tại tỉnh Hải Đông, bước tiếp theo chắc chắn sẽ phải tiếp tục mở rộng ra bên ngoài gia nhập vào địa bàn khác đã khó, ngăn cản những gia tộc này đến cướp chén cơm của tập đoàn Uyển Như lại càng khó hơn. Ai cũng có thể thấy rõ, tương lai của tập đoàn Uyển Như rất rộng mở. Với một số lượng lớn các công nghệ hàng đầu, hiện nay các viện khoa học công nghệ cũng đang được xây dựng, thậm chí một số trường đại học nổi tiếng cũng mở chi nhánh ở đây và cũng sẽ mở phòng thí nghiệm của riêng bọn họ. Thành phố Giang Tư, một thành phố mới nổi với chuyên môn kỹ thuật vững chắc đã bắt đầu hình thành. Có lẽ trong tương lai sẽ dẫn đầu cuộc cách mạng công nghệ ở phương Đông. Như vậy, địa vị của thành phố Giang Tư sẽ cực kỳ hưng thịnh. Tuy nhiên, gốc rễ của tất cả những điều này là tập đoàn Uyển Như. Tập đoàn Uyển Như phát triển quá nhanh, hiện tại đã thu hút sự chú ý của không ít các đại gia tộc ở Đông Quận. Quận, không phải là một đơn vị hành chính, ý của nó giống như chỉ một vùng đất. Đông Quận là khu vực bao gồm tỉnh Hải Đông, tỉnh Đông Nam. Hơn nữa, có người đang chuẩn bị ra tay với tập đoàn Uyển như rồi. Giang Hải chậm rãi ngước mắt lên, một tia diếu cợt lóe lên. Ai dám ra tay? Nhà họ Doãn ở danh quận. Họ đang điều tra cậu, điều tra tập đoàn Uyển Như, và họ cũng đã thực hiện một số hành động nhắm vào tập đoàn Uyển Như. Hoành Độ Dương nói hai từ, nhắm vào, này, sợ rằng không chỉ đơn giản đến vậy. Nếu tập đoàn Uyển Như không có chỗ sửa vững chắc, thì sẽ giống như một kẻ ăn mày mang thỏi vàng trong túi đi vinh váo giữa chợ, không ít người sẽ có ý đồ xấu xa. Nhưng, bọn họ không biết rằng tập đoàn Uyển như không cần chỗ dựa, Giang Hải chính là chỗ dựa lớn nhất rồi. Phương Đông là nơi có nhiều hào môn ẩn nấu nhất. Đế vương, cho dù là ngoài sáng hay trong tối, thì đều là một tổ chức siêu hùng mạnh, không ai có thể qua mặt được. Nhà họ Doãn, nếu như muốn là đối thủ cạnh tranh, động tác của họ sẽ là chân áp và bóp chết tập đoàn uyển như từ trong trứng nước. nếu muốn nuốt trừng tập đoàn uyển như, sẽ phải vươn tay từng bước nắm quyền kiểm soát, cuối cùng nắm hết trong tay. nhưng giang hải rất hiểu những gia tộc hào môn này, bọn họ sẽ không đủ kiên nhẫn để gặm nhấm từng chút như vậy. bọn họ càng thích cảm giác nuốt một lần hết miếng thịt lớn, giết chết giang hải, rồi sau đó thôn tính tập đoàn uyển như, đó là cách vừa nhanh lại không phải lao lực nhiều. Nhà họ Doãn, Giang Hải khẽ cao mày, tôi từng nghe nhắc đến, nhà họ Doãn hình như không tham gia vào thị trường kinh doanh công nghệ. Mặc dù có nghe qua, nhưng Giang Hải cũng không thèm quan tâm. Nếu như nhà họ Doãn dám đến lục mạng, thì Giang Hải cũng dám nhận. Trận đấu giữa cậu và Húc Thiết đã gây ra ồn ào không nhỏ. Bây giờ có rất nhiều đề tài bàn tán về cậu. Giang Hải bật cười, chuyện được bàn luận nhiều nhất chính là việc thu tiền của đám người đến xem hôm đó phí đậu xe đã lên đến 600.000 tệ, ha ha, Chu Khải, đúng là biết tính toán hơn anh rất nhiều. Bên ngoài đang đồn đại khắp nơi, trận đấu hôm đó cậu thắng húc thiết là thắng không thuyết phục. Cậu đã dùng ám khí đánh lén. Bây giờ bất kể là trong hay ngoài thế giới ngầm, tranh cãi nhiều nhất về trận đấu hôm đó, chính là thực lực của Giang Hải. Chưa được bao lâu, đã có tới hàng trăm tin đồn thất thiệt được tung ta. Nực cười nhất chính là có người còn nói trước khi trận đấu bắt đầu, Giang Hải đã đưa cho Húc Thiết một chai nước, trong nước có độc. Giang Hải không phải đánh thắng, mà là do Húc Thiết trúng độc mà ngất đi. Một số người còn nói Giang Hải chẳng là cái đếch gì cả, trận đấu hôm đó chẳng là chỉ là một trận đấu giả. Húc Thiết làm sao có thể không phải là đối thủ của Giang Hải được chứ, cho dù Giang Hải có tu luyện từ khi chưa lọt lòng mẹ thì cũng tu luyện chẳng được bao nhiêu năm. Hai người bọn họ đã thông đồng với nhau cả rồi, thu tiền gửi xe, tiền vé, tiền ghế rồi cuối cùng chia đôi. Những người đi xem trận chiến chỉ là mấy củ tỏi bị lọt vỏ không thương tiếc. Sau trận đấu đó, Húc Thiết trở về phương Bắc giống như một con rùa rụt cổ, không dám ló mặt nữa. Những tin đồn này, không có gì để giải thích cả. Húc Thiết càng ra vẻ như thể trột dạ, thì mọi người càng cho rằng Giang Hải chẳng là cái rắm gì cả, tất cả bọn họ đều bị trận đấu giả đó lừa cho một vố. Mấy lời đồn đại như vậy Giang Hải cũng đều nghe qua, nhưng anh cũng chỉ cười nhẹ một tiếng. Còn Hoành Độ Dương thì suýt nữa cười rớt nước mắt, đúng là đám người điếc không sợ súng. Nếu như đánh giá thấp Giang Hải, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ đến thành phố Giang Tư nộp mạng. Anh chính là đế vương. Uống xong chén trà, Giang Hải đứng dậy rời đi. Thư ký của Hoành Độ Dương nhẹ giọng hỏi, chủ tịch, những thứ nhà họ doãn muốn điều tra. Đưa cho anh ta. Hoành Độ Dương nhẹ giọng nói. Thân phận của Giang Hải, cho dù có tìm được bao nhiêu thông tin, cũng chẳng thể giúp ích được gì cho nhà họ Doãn. Nhưng đối với Giang Hải mà nói, nhà họ Doãn cùng lắm chỉ là một chút rắc rối nhỏ, không thể trở thành mối đe dọa. Nhắc nhở Giang Hải, chẳng qua cũng chỉ là muốn kết thêm một mối thiện duyên. Cũng là đứng một bên nói với Giang Hải biết, ông ta sẽ cung cấp một số thông tin cho nhà họ Doãn. Suy cho cùng, đã là hoàng tộc, đứng ở vị trí trung lập sẽ thích hợp hơn là làm người trong cuộc giang hải cũng hiểu điều đó càng huống hồ mấy chuyện này muốn giấu cũng giấu không được đồng thời sau khi nói chuyện với hoành độ dương xong cũng cho giang hải một ý tưởng mới tập đoàn uyển như cũng cần có hệ thống tình báo riêng đế vương muốn lấy được thông tin thì có rất nhiều cách nhưng không có cách nào áp dụng được cho tập đoàn uyển như những gì tập đoàn uyển như cần là một cơ cấu chuyên nghiệp nhưng ai là người thích hợp nhất để xây dựng một hệ thống như vậy không ngờ tần hiên lại đưa ra một gợi ý cho bài toán khó nam chiến rất thích hợp giang hải nhướng mày nói xem tại sao lại thích hợp nam chiến đã ở trong thế giới ngầm nhiều năm như vậy gặp gỡ không ít những người tài giỏi điều quan trọng nhất là bây giờ anh ta đã bước chân ra khỏi thế giới ngầm muốn lấy thông tin thì nhất định phải liên hệ với thế giới ngầm chỗ đó người đông phức tạp cũng sẽ moi được tin tức nhanh hơn minh khôn mặc dù không còn là người của thế giới ngầm nhưng anh ta lại có kết nối gần với chỗ đó. Giang Hải gật đầu, sau đó gọi kiếm thiên đến, bảo anh ta đi trao đổi với Minh Khôn, đồng thời cũng đã điều đi một số nhân lực để cho Nam Chiến quản lý. Giang Hải biết Nam Chiến sẽ không từ chối công việc này. Bây giờ, trước tiên phải phát triển mạng lưới tình báo trong tỉnh Hải Đông, đợi sau khi phát triển tốt rồi thì sẽ tiến hành mở rộng ra bên ngoài. Có một cuộc Nam châm hút vàng như tập đoàn Uyển Như, bao nhiêu người cũng có thể nuôi nổi. Giang Hải muốn bồi dưỡng vợ mình trở thành nữ thần hàng đầu tại phương Đông, đồng thời xây dựng tập đoàn Uyển Như trở thành một tập đoàn công nghệ kỹ thuật nổi tiếng hàng đầu thế giới. Nếu muốn đứng trên đỉnh thế giới, thông tin là rất quan trọng. Ở phía Tây thành phố, các tòa nhà văn phòng ra vào tấp nập nên rất sôi động. Tất cả các phòng ban của tập đoàn Uyển Như đều đã chuyển đến địa điểm văn phòng mới. Tuy nhiên, lễ ăn mừng vẫn chưa kịp tổ chức. Thư ký mới của Cố Uyển Như, Lưu Phượng là một sinh viên đại học mới tốt nghiệp, trông rất dễ thương, nói chuyện còn lộ ra hai lúm đồng tiền. Tuy nhiên, thực lực rất tốt, công việc được giao đều làm rất nhanh và gọn gàng. Cố tổng, chị xem một chút, đây là danh sách quà chúc mừng chúng ta vừa mới chuyển trụ sở công ty của các đối tác gửi tặng. Bọn họ rất quan tâm đến động thái tiếp theo của tập đoàn Uyển Như. Có người còn kiến nghị, tập đoàn Uyển Như có nên tổ chức một bữa tiệc, một là để mọi người gặp mặt giao lưu với nhau hai là để phổ biến một chút về phương hướng phát triển tiếp theo của tập đoàn Uyển Như. Thậm chí, một số người còn muốn hợp tác với tập đoàn Uyển Như ở những khía cạnh khác. Cố Uyển Như gật đầu, cô cũng không phải là không nghĩ tới chuyện này. Mở một bữa tiệc, tôi nghĩ là việc cần thiết, đặc biệt là tiệc dưới đại sảnh công ty chúng ta. Nó không chỉ thể hiện sức mạnh của tập đoàn Uyển Như, mà còn thúc đẩy giao lưu hợp tác. Lưu Phượng mỉm cười, lấy ra một tập văn kiện, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Cố Uyển Như. "Đây là cái gì? Kế hoạch do em lập." Cố Uyển Như lật ra xem, nở một nụ cười, ngay sau đó, nụ cười của cô từ từ đông cứng lại và sau đó nữa lại cười rạng rỡ hơn. Chương 214. "Lưu Phượng này có chỗ nào giống như một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đâu chứ, năng lực của cô ấy gần như vượt qua sự tưởng tượng của Cố Uyển Như." Thấy Cố Uyển Như đã xem được một lúc, Lưu Phượng mới từ từ giải thích. Tiệc ở thành phố Giang Tư chỉ là kế hoạch bước đầu của em, mục đích là để cung cấp một địa điểm, cũng như nền tảng để các đối tác có thể giao lưu, xúc tiến mối quan hệ hợp tác với nhau. Cố Tổng, chị cũng biết, không chỉ ở mỗi phương đông mà ở đâu cũng vậy, các thế gia hào môn mọc lên như nấm, những doanh nghiệp nhỏ muốn tồn tại được chỉ có thể chui rúc trong những kẽ hở, dựa vào những thứ thừa thải mà bọn họ để lại để tiếp tục sinh tồn. Nếu như chúng ta thành lập một liên minh, thì trong tương lai thành phố Giang Tư, thậm chí cả tỉnh Hải Đông sẽ trở thành một liên minh lớn mạnh, tiến lùi một thể, thành một khối đồng nhất, cho dù là lợi ích hay khả năng chống đỡ nguy hiểm, đều sẽ được tăng cường mạnh mẽ. Ngoặc kép, cố huyền như đặt bản kế hoạch xuống, gật gật đầu, cô vô cùng hài lòng với Lưu Phượng. Muốn làm thương hội thì không thể làm đơn giản được, chúng ta nhất định phải làm những thứ tốt nhất. Trong bản kế hoạch này cần phải thêm một điều kiện, nếu muốn gia nhập thương hội thì phải giao nộp một phần tiền cọc. Ừm, Nói thế nào nhỉ, số tiền này sẽ giống như một khoản tiền bảo hiểm, nếu như trong thương hội gặp bất cứ khó khăn gì thì có thể hỗ trợ. Số tiền này do hồn vốn mà có, và sẽ do thương hội quản lý. Chuyện này sẽ có lợi có tất cả mọi người, chỉ có điều, về chi tiết thì cần phải cẩn thận suy xét lại một chút. Ngoặc kép, Lưu Phượng nói, chuyện này em cũng chưa nghĩ tới, cố tổng, em thật ngưỡng mộ chị. Ngoặc kép, lúc này, Giang Hải đẩy của bước vào. Ngưỡng mộ ai vậy? Lưu Phượng đưa bản kế hoạch cho Giang Hải xem. Giang Hải vừa nhìn nó, không cần nói, đây chắc chắn là một kế hoạch rất tốt. Nếu là người khác, thương hội kiểu như này chắc chắc sẽ là hữu danh vô thực, nhưng đối với tập đoàn Uyển Như mà nói, là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao tập đoàn Uyển Như cũng đã làm chủ được tất cả các công nghệ cốt lõi. Nếu như tập đoàn Uyển Như tuyên bố, sau này hễ là dự án của tập đoàn Uyển Như, đều chỉ chọn các đối tác có trong thương hội để hợp tác, thì cái thương hội này còn sợ không có người tham gia sao có điều cụ thể làm như thế nào anh cũng không lo lắng sau khi lưu phượng rời đi cố uyển như liếc nhìn giang hải chồng à anh thấy thế nào anh thấy rất ổn giang hải thản nhiên nói một câu cố uyển như lắc đầu em đang nói về lưu phượng hả cô ấy thế nào năng lực của cô ấy và thúy họa đều rất tốt nếu để ở bên cạnh làm thư ký thì có hơi phí Giang Hải lắc đầu cười, cô ấy khác với Thúy Họa, chỉ vừa mới tốt nghiệp nên để luyện tập thêm vài năm nữa đi. Cố huyền như khẽ cao mày, nghĩ một lát rồi cũng không nói gì thêm nữa. Rõ ràng, cố huyền như không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Giang Hải. Tập đoàn huyền như, trước giờ chỉ xem thực lực không xem lý lịch. Ngay cả khi ngày hôm qua bạn kiếm được cho công ty 100 triệu, nhưng ngày mai bạn làm sai thì vẫn sẽ bị phạt như thường. Dù chỉ là một nhân viên bảo vệ bình thường, nhưng nếu có đóng góp cho công ty thì chắc chắn cũng sẽ được khen thưởng xứng đáng, nếu có năng lực sẽ được cân nhắc đề bạt. Tuy nhiên, đối với một người vừa mới bước chân ra xã hội thì cần có thời gian để trau dồi thêm kinh nghiệm, chỉ khi phá vỡ được mọi rào cản thì mới có thể điều chỉnh hành vi của mình được. Cùng một việc, nhưng nhiều người khác nhau sẽ có cách xử lý khác nhau, tại sao? Nhân tình thế sự. Hơn nữa Giang Hải muốn tìm một người có năng lực xuất sắc để chia sẻ công việc với Cố Uyển Như nếu không sẽ làm cô vợ yêu của anh mệt chết mất. Cho nên Giang Hải cảm thấy nên tăng lương thêm cho Lưu Phượng. Theo kế hoạch ban đầu là hai ngày sau tiệc sẽ được tổ chức nhưng do phát sinh thêm rất nhiều khâu và dự án nên phải đành lùi lại một tuần. Nhằm vào quy tắc của thương hội ở thành phố Giang Tư, cuộc hội thảo được tổ chức ngày này qua ngày khác. Cuối cùng cũng hoàn thành, Cố Uyển như cũng được thư giãn một chút, ngồi dựa vào ghế ăn quả hạch. Vợ ơi, em ngồi yên đừng nhúc nhích. Giang Hải nghiêm mặt bước tới. Bên miệng em có dính gì nề? Chụt. Man, đánh lén của Giang Hải quá đột ngột, khiến Cố Uyển như ngây người sửng sốt, sau đó khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng lên. Hi hi, giờ thì hết rồi. Giang Hải cảm thấy trong miệng mình có chút vị ngọt, tuyệt đối không phải là vị của quả hạch. Vợ à, tối nay có muốn vận động một chút không? Anh đi chỗ khác chơi đi. Khuôn mặt Cố Uyển như đỏ bừng hai người bọn họ chuyện gì nên có cũng có cả rồi có gì đâu mà phải ngại ngùng giang hải không ngừng oán thầm trong lòng hai người bọn họ trải qua chuyện đó một lần sau đó giang hải có chút phiền lòng hai ngày nay cố uyển như không cho anh động vào người cô nữa trong khách sạn sắc mặt uyển thuần có chút phức tạp vài cô thư ký cung kính đứng phía sau cô ta chủ tịch việc hợp tác với thành phố giang tư đã tương đối xong rồi chúng ta tạm thời có nên rời đi không điều khiển từ xa dù sao cũng không phải là giải pháp lâu dài, để quản lý một công ty lớn, rất nhiều việc còn cần đích thân Huyền Thuần quyết định. Huyền Thuần nhìn thư mời trước mặt, hoàn toàn không để ý đến lời của thư ký. Với tư cách là chủ tịch của một tập đoàn lớn, ở độ tuổi này, Uyển Thuần đã có cho mình một thành tựu mà không phải ai cũng gầy dựng nên được. Cho dù là tâm trí, tham vọng, thậm chí là thủ đoạn cũng không thể so với người thường được. Đó là chưa kể đến nhan sắc mê hoặc lòng người của cô ta. Cho dù là có là thế đạo nào đi nữa, có được ông trời chiếu cố cho vẻ đẹp hơn người, thì cũng không có người phụ nữ nào có thể sánh được với mị lực khuynh nước khuynh thành của Uyển Thuần. Càng sẽ không có người đàn ông nào đứng trước cô ta mà không có chút rung động. Nhưng, tại sao cứ để cô ta gặp phải một người? Giang Hải, mục tiêu của cô ta rất rõ ràng, chính là phải có được Giang Hải có được người đàn ông trước sự cám dỗ mê hoặc ấy lại không có chút động lòng. Có lẽ, thứ không có được chính là thứ tốt nhất. Giang Hải chính là thứ mà Uyển Thuần không thể có được. Thứ Uyển Thuần quân tâm không phải là vẻ bề ngoài đẹp trai đạo mạo, mà đó chính là khí chất. Thứ cô ta muốn có được thật ra rất đơn giản nhưng lại rất chân quý. Sự tận tâm và trung thủy của một người đàn ông. Trên đời này chỉ có mỗi Giang Hải là có được điều đó ngay cả khi giang hải không có gì trong tay cô ta cũng sẽ không chút do dự mà xà vào lòng anh nhưng còn giang hải trước giờ vẫn không có chút rung động gì với cô ta em nhất định phải có được anh thư ký căng thẳng nói chủ tịch chỉ cần gì tôi lập tức đi chuẩn bị chuẩn bị một bộ lễ phục đơn giản một chút ngày mai tôi sẽ đi dự tiệc của thương hội thành phố giang tư cũng là tiệc tân gia của tập đoàn uyển như lễ phục đơn giản một chút Thư ký có chút lúng túng, cho dù là bộ lễ phục đơn giản thế nào, nhưng mặc trên người Uyển Thuần vẫn sẽ đầy lôi cuốn. Đến trung tâm mua sắm, mua loại nào đơn giản mộc mạc nhất. Sắc mặt thư ký có chút khó khăn, sau đó lập tức đi làm. Bọn họ rất hiểu tính cách của Uyển Thuần, nói một không nói hai, còn lắm lời thêm nữa sợ là sẽ chọc vị chủ tịch này nổi giận. Nếu đã không nói rõ ràng là muốn kiểu như thế nào vậy thì bọn họ sẽ lựa mấy bộ rồi đem về cho chủ tịch tự chọn. Tiền Á, Uyển Thuần nhất định là không để ý đến số tiền nhỏ này. Uyển Thuần muốn để cho Giang Hải nhìn thấy dáng vẻ thanh thuần nhất. Đó cũng là mặt thật nhất trong sâu thẳm trái tim cô ta. Suy cho cùng, Huyền Thuần cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, một người phụ nữ khát khao một tình yêu đẹp. Mở thư mời ra, trong đó như ẩn hiện một bức ảnh của Giang Hải. Anh rốt cuộc là ai? Anh biết không, em đã nghĩ rất nhiều cách để có thể bước vào trái tim anh đây không phải là lần đầu tiên Huyền Thuần điều tra một người đàn ông. Bất kể là người đàn ông nào, đều sẽ bị tra ra sạch sẽ không sót một chút gì, nhưng Giang Hải xem ra thật sự không đơn giản như vậy. Cho dù có điều tra thế nào, cũng không tìm thấy thông tin gì thêm nữa. Huyền Thuần phát hiện ra rằng, rất nhiều người của thế giới ngầm đều thèm khát tập đoàn Huyền Như. Nhưng kết quả thì sao? Trở về tay trắng, còn bị đánh cho tan tác. Huyền Thuần cũng phát hiện ra ở thế giới ngầm, từ sau khi Giang Hải xuất hiện, là một cơn bão đẫm máu. Thế giới ngầm ở thành phố Giang Tư đã bị quét sạch, thậm chí, tỉnh Hải Đông bây giờ đã trở thành một mảnh đất trắng. Bang đại ca và Lôi đại ca ở thành phố Giang Thanh đều đã chết cả rồi, tưởng chừng như không liên quan gì đến Giang Hải, nhưng trên thực tế, nó lại gắn bó chặt chẽ với nhau. Quyền Thuần cũng đã nghe nói về thanh uy ở Đông Nam lòng giả tàn ác, hỉ nộ thất thường. Thậm chí, còn chết trong tay Giang Hải còn có nhà họ hoắc cho tới bây giờ cũng không dám đặt chân đến thành phố Giang Tư dù chỉ một bước. Đặc biệt là nhà họ Triệu ở phương Bắc đã cho Huyền Thuần một bất ngờ lớn. Giang Hải đã quyết chiến với Húc Thiết một trận, thậm chí còn giành chiến thắng. Không giống như những người khác, Huyền Thuận thật sự tin rằng Giang Hải có thực lực này. Húc Thiết đã thua Giang Hải chỉ trong một chiêu, ông ta tuyệt đối sẽ không bao giờ chỉ vì chút tiền ấy mà lại thông đồng với Giang Hải, thể diện của Húc Thiết, bộ mặt của nhà họ triệu ở phương bắc không rẻ đến vậy tuy nhiên tất cả những chuyện này chỉ xảy ra sau khi giang hải quay trở lại thành phố giang tư tiếp tục điều tra nhưng cũng không thể tìm ra giang hải đến từ đâu anh xuất hiện ở thành phố giang tư rốt cuộc là muốn làm gì đột nhiên trở thành người chồng ở rể của cố uyển như điểm này thật sự rất đáng nghi giang hải trở về thành phố giang tư nhất định là vì cố uyển như nhưng Uyển Thuần lại không tra ra được Cố Uyển Như và Giang Hải có quan hệ gì. Xuất thân của Giang Hải là một bí ẩn. Trực giác nói với Uyển Thuần biết Giang Hải không phải là một người đơn giản. Nhưng cho dù không biết quá khứ của Giang Hải đã trải qua những gì cũng quan trọng. Thứ cô ta thích chính là con người Giang Hải, muốn tìm hiểu về Giang Hải chẳng qua chỉ là để dễ có được anh hơn mà thôi. Cô ta muốn trở thành người phụ nữ của Giang Hải. Vì điều này, cho dù có hy sinh tất cả cũng không hối tiếc thậm chí uyển thuần còn nghĩ chỉ cần giang hải đồng ý cô ta sẽ tình nguyện cùng cố uyển như chia sẻ mà không hề oán trách cùng một khách sạn một căn phòng khác doãn bằng đang cởi trần nằm trên chiếc giường lớn mềm mại nở nụ cười xấu xa trên mặt mà ở bên cạnh một tên đàn em nghiêng người cúi thấp đầu đang báo cáo điều gì đó với doãn bằng gã ta thật sự không dám ngẩng đầu lên nghe tiếng sột soạt trên giường vang lên từng đợt trong lòng sởn cả gai óc sản sinh ra phản ứng sinh lý vô cùng mạnh mẽ. Trên giường, một người phụ nữ trong bộ quần áo gợi cảm nằm đè lên người doãn bằng, đôi môi đỏ rực, cực kỳ quyến rũ, đang trong tư thế, làm việc, cật lực. Làn da trắng như tuyết lộ ra, anh ta hoàn toàn không coi tên đàn em này là người ngoài. Ý cậu là, con nhỏ huyền thuần đó, cũng đang ở trong khách sạn này sao? Chuyện này thật thú vị, nếu đã để anh đây gặp được cô em, vậy thì nhất định phải có được. Tên đàn em lấy ra một đống tài liệu, Doãn Bằng ra hiệu khen ngợi kỹ thuật của người phụ nữ kia, hừ nhẹ một tiếng rồi vẫy vẫy tay với tên đàn em đó. Tên đàn em nhanh chóng đẩy đống tài liệu đến gần chỗ Doãn Bằng. Doãn Bằng lật vài trang rồi lại bị thu hút bởi một bức ảnh trong số đó. Trong ảnh là Cố Uyển Như. So với sự quyến rũ của Uyển Thuần, Cố Uyển Như có sự thuần khiết vô hạn, khiến người khác chỉ cần nhìn thoáng qua là biết, cho dù là cốt cách hay vẻ bề ngoài đều cho người ta cảm giác vô cùng thuần khiết và trong sáng. Cô nàng này, được đấy. Đây là người phụ nữ của Giang Hải. Xem hơn 10 giây, Doãn Bằng mới chuyển ánh mắt dịch sang chỗ khác, chú ý tới sở yếu lý lịch của Cố huyền Như trong sắp thông tin. Con gái của một gã cũng đánh cố ra ở rể, mà Giang Hải lại cũng là ở rể. Bình thường, thật sự không thể bình thường thêm nữa. Lật một trang khác, Doãn Bằng bị thu hút bởi một bức ảnh khác, Lan Kiều, người có quyền lực thứ hai của tập đoàn huyền như. Thằng nhãi này thật sự có diễm phúc đến vậy sao? Giọng nói của Doãn Bằng có chút run rẩy, nụ cười dâm đáng trên mặt khẽ giật lên. Gầm một tiếng, gã đàn em lập tức cúi đầu bước ra ngoài. Trong khoảnh khắc huyết áp đột một tăng lên đến đỉnh điểm, Doãn Bằng bất giác cảm thấy người phụ nữ đang phục vụ anh ta chính là Uyển Thuần. Không, là Lan Kiều. Cũng không phải, là Cố Uyển Như. Doãn Bằng không chắc, sau khi qua cơn sung sướng, anh ta đã quyết định muốn có cả ba người phụ nữ này. Tòa nhà văn phòng mới của tập đoàn Uyển như chỉ đơn giản là một khu công nghiệp nhỏ, một vài tòa nhà cao sừng sướng tạo thành những hình thù độc đáo. Tuy nhiên, bên cạnh cụm cao ốc khổng lồ này còn có một số kiến trúc thấp khác. Ở đó có đầy đủ tất cả tiện ích, thậm chí còn có một siêu thị nhỏ. Làm việc ở tập đoàn Uyển Như, trong lòng chỉ cần nghĩ tới việc hoàn thành tốt công việc mà tập đoàn Uyển Như giao phó. Nhưng thứ khác, không cần phải bận tâm đến. Dựa theo cấp bậc sẽ được tận hưởng các dịch vụ tối ưu nhất. Cấp bậc càng cao, chỉ cần một cuộc điện thoại, thức ăn trà bánh sẽ được giao đến tận cửa. Chỉ riêng bãi đậu xe đã có đến 2 tầng ngầm. Trên mặt đất còn có những chỗ để xe tạm thời. Ngày hôm nay chính là tiệc tân gia của tập đoàn Uyển Như. Hơn nữa, bữa tiệc đầu tiên của thương hội thành phố Giang Tư cũng là bữa tiệc chiêu mộ đối tác. Ngay từ sớm Tần Hiên đã bố trí đầy đủ các nhân viên an ninh để duy trì trật tự cho bữa tiệc. Từng chiếc xe sang trọng, lái vào địa điểm buổi tiệc. Trong khách sạn, Doãn bằng xịt một chút nước hoa nam cao cấp, cả người trông rất cường tráng, tuấn tú, hoàn toàn giống một công tử hào hoa phong nhã. Nhìn vào gương, thân hình hoàn mỹ, gương mặt tuấn tú, bộ vest sang trọng mà với đồng lương của một người công nhân bình thường sẽ phải mất hơn 20 năm mới mua nổi, khóe miệng anh ta nhếch lên. Quyền thuần, Cố Uyển Như, Lan Kiều, không ai trong số các cô em có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu. Với tư cách là đại diện cho nhà họ Doãn ở danh quận đến tham dự tiệc, có điều đến sớm để nhìn một chút, nhìn tập đoàn Uyển Như trong tương lai sẽ trở thành một bộ phận trong gia sản đồ sộ của nhà họ Doãn. Doãn bằng giống như một vị lãnh đạo đi kiểm tra, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Không ngờ một thành phố Giang Tư nhỏ bé lại có ba người phụ nữ khiến tim tôi loạn nhịp như vậy. Hơn nữa ở một nơi có tài nguyên nghèo nàn như vậy tập đoàn uyển như lại có thể lớn mạnh khiến nhà họ doãn ở danh quận cũng cảm thấy hứng thú để mắt đến doãn bằng khá tự tin về sự quyến rũ của mình trong lòng còn nghĩ nhiều nhất là ba ngày anh ta sẽ nếm thử được một trong ba người phụ nữ này nên ra tay với người nào trước đây uyển thuần không anh ta đã từng thấy qua người phụ nữ không dễ dàng bị hạ gục cho dù là anh ta ba ngày sợ là không đủ lan kiều người phụ nữ thực sự khiến người khác ngưỡng mộ nhưng so với uyển thuần vẫn là kém hơn một chút cố uyển như chính là cô gái này anh ta chưa bao giờ nếm thử một người phụ nữ nào đặc biệt như vậy dù sao bây giờ loại phụ nữ thanh thuần trong sáng như vậy càng ngày càng hiếm rồi cô cứ ở lại khách sạn doãn bằng nói với người phụ nữ mặc quần áo cho mình trên người chỉ có vài mảnh vải đen che chã để lộ hết phần da thịt người phụ nữ quỳ xuống, nhẹ nhàng giúp Doãn bằng kéo khóa quần. Sau khi xoa xoa vài cái, mới ngẩng đầu lên cười, chậm rãi lùi sang một bên. Doãn bằng gật đầu, anh ta rất thích loại hình phục vụ này. Tốn nhiều tiền để đào tạo kỹ năng quả thật không tệ. Đồng thời, trong tòa nhà văn phòng mới, Cố Huyền Như vẫn đang xem xét lại mấy lần bản kế hoạch của Thương hội thành phố Giang Tư. Cô khẽ cao mày cố gắng tìm ra những sơ hở có thể xảy ra. Cố huyền như trước giờ đều luôn rất nghiêm túc đối với công việc. Thói quen của cô cũng tự nhiên trở thành thói quen của cả tập đoàn huyền như, cho nên mọi bản kế hoạch của tập đoàn đều phải được nghiên cứu kỹ lưỡng hết lần này đến lần khác, phát hiện ra những lỗ hỏng dù chỉ là nhỏ nhất, mọi nhân viên đều làm việc rất nghiêm túc. Giang Hải còn chưa tới sao? Cố huyền như hỏi. Lưu Phượng nhìn thời gian, anh Giang trước giờ vẫn luôn rất đúng giờ. Không biết vì sao, vào những dịp quan trọng thế này, nếu không có Giang Hải bên cạnh, trong lòng Cố Uyển Như luôn cảm thấy bất an. Mặc dù lần nào Giang Hải cũng coi mấy buổi tiệc kiểu này giống như tiệc buffet vậy, ăn như một con heo, no đến không thở nổi mới thôi. Hơn nữa, còn không biết giữ chút hình tượng nào. Bây giờ, Giang Hải cũng đã sắp sửa trở thành một nhân vật nổi tiếng ở tập đoàn Uyển Như. Chỉ cần nhìn thấy người nào trong buổi tiệc miệt mài cúi đầu ăn không ngừng nghỉ, không cần hoài nghi gì nữa, đó chính là người chồng ở rể của Cố Uyển Như. Tất nhiên, chỉ có một số người không hiểu chuyện mới cho rằng Giang Hải thực sự chỉ là một tên ở rể, chính là kiểu không có tài cán gì. Hôm nay, cô Uyển như mặc một chiếc váy màu trắng, khiến cả người cô càng thêm bừng sáng, giống như một cô tiên đang đi dạo trên cung trăng. Trong sáng và cao quý. Wow, Uyển như. Người chưa tới đã nghe thấy tiếng. Giọng nói của Lan Kiều ngày một gần hơn. Cô thật sự biết cách không để cho người khác nghỉ ngơi mà lại cứ bắt tôi phải làm hội trưởng thương hội. Ngoại trừ cô ra, tôi thật sự không tìm được ai khác thích hợp hơn. Cố Uyển như mím chặt môi. Mỗi ngày cô đều rất bận rộn, còn Lan Kiều từ bỏ vị trí của mình, khiến Cố Uyển như rất mất cân bằng. Khi thương hội ở thành phố Giang Tư vừa được thành lập, người đầu tiên Cố Uyển như nghĩ đến chính là Lan Kiều. Việc không nhiều, nhưng cũng không ít, sẽ không làm lỡ việc mua sắm làm đẹp của cô, ngoại trừ Lan Kiều những người khác chỉ có công việc làm thêm. Lát nữa tôi nghĩ sẽ xuất hiện rất người người có máu mặt. Lan Kiều nói, cô không muốn ra sớm để tiếp đãi bọn họ sao? Giang Hải nói tôi nên là người xuất hiện cuối cùng, để cho người khác cảm thấy tôi chính là nhân vật quan trọng của tập đoàn Uyển Như. Lúc này, Cố Uyển Như chỉ biết lắc đầu cười khổ. Lan Kiều nghe vậy che miệng cười, theo tôi thấy, nhân vật quan trọng nhất trong bữa tiệc hôm nay chính là Giang Hải. Hả? Cố Uyển Như cảm thấy kỳ lạ, tự hỏi tại sao cái tướng ăn cực kỳ xấu xí của anh ấy cũng thật khó để người khác không để tâm đến cố uyển như không thể không mỉm cười bước xuống lầu giang hải lái xe hắt hơi hai cái kỳ quái xoa mũi bị cảm rồi sao không mặc dù đêm qua giang hải cố ý làm đổ cốc nước lên chăn tìm lý do để áp sát vào cố uyển như hơn đến khuya cố uyển như lại kéo hết chăn bông sang bên mình với tình trạng như vậy cũng không tránh khói bị lạnh lái xe vào bãi đậu xe nhân viên bảo vệ ngoài cùng lập tức cúi chào. Vẻ mặt có chút kỳ quái, trong lòng nghi ngờ, đây không phải là xe của cố tổng sao? Sao lại không dừng xe ở bãi đậu xe chuyên dụng? Mà Giang Hải cho rằng như vậy là quá dườm ra, lát nữa có chuyện cần phải rời đi, cho nên đậu ở đây sẽ tiện hơn. Nhìn thấy có một chỗ đậu xe, Giang Hải vừa định chuẩn bị đậu vào, thì đột nhiên có một người đứng chắn ngang vị trí đó. Giang Hải bóp còi thế nào nhưng người đó vẫn đứng yên bất động đây bãi đậu xe, bộ tưởng là đường nhà cậu xây sao. Giang Hải không chút do dự, đạp ga, chiếc xe lao thẳng về phái trước khiến người đó hoảng sợ nhảy ra xa. Tên đó chỉ thẳng vào Giang Hải, không chút kiêng nể mắng chửi xối xả. Đúng lúc này, một chiếc xe hạng sang khác lập tức đi tới, bấm còi, vẫy tay ra hiệu cho Giang Hải nhường chỗ đậu xe. Phong thái rất kiêu ngạo. Nếu đổi lại là một người bình thường khác, nhìn thấy chiếc xe cao cấp như vậy, chỉ sợ mình đã đắc tội người có tiền rồi. Dù sao những người được mời đến tham dự bữa tiệc này đều là những người có tên tuổi, vừa nhìn đã không phải là thuộc dạng bình thường rồi. Người lái xe của ông chủ lớn đó dù sao cũng có mắt nhìn, cũng không muốn làm khó xếp mình nữa, nên lái đi chỗ khác tìm vị trí đậu mới. Chẳng lẽ tập đoàn Uyển như lại không có nổi một bãi đỗ xe cho người đến tham gia bữa tiệc sao? Hiển nhiên, người lái xe phía đối diện cũng biết điều này nhìn thấy chiếc xe của giang hải cũng chỉ có mấy trăm nghìn phía trên còn phủ một lớp bụi nhẹ có lẽ cũng chỉ là một công ty nhỏ ở thành phố giang tư tuy nhiên giang hải làm ra bộ dạng như không nghe thấy gì làm lơ chiếc xe đó đi anh duỗi thẳng người soi vào gương chiếu hậu chỉnh lại tóc tai giống như kiểu tóc đó có gì đó cần phải sửa soạn lại vậy bước ra khỏi xe khóa xe rồi xoay người rời đi anh bị mù sao chỗ đậu xe này là tôi chiếm trước rồi, bây giờ anh lập tức lái sang chỗ khác cho tôi. Chỗ đậu xe này là của tôi, cũng không nhìn lại xem mình lái loại xe rách nát gì, còn không mau rời nó sang một bên. Nói cho cậu biết, người có đủ khả năng để lái loại xe này là người cậu có thể đụng vào được sao? Ngoặc kép, nào ngờ, người thanh niên chiếm chỗ đậu xe bước tới ra lệnh cho Giang Hải nhường chỗ đậu xe cho mình. Nhìn thấy vẻ mặt không chút cảm xúc của Giang Hải, cậu ta hừ lạnh một tiếng tôi nói lại lần nữa anh lập tức lái xe ra chỗ khác nhường chỗ này lại cho tôi một cộng một là bao nhiêu giang hải đột nhiên hỏi cái gì mà một cộng một tôi yêu cầu anh nhường vị trí này cho tôi ngay sau đó cậu thanh niên này liền hiểu ra ý tứ trong câu nói của giang hải đây chẳng phải là đang mắng cậu ta là đồ ngu sao anh vừa nói cái gì có giỏi thì nói lại cho ông đây nghe một lần nữa đây là xe hạng sang lái xe xuống xe. Giọng nói lạnh lùng, vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn không ổn. Trước giờ chưa từng có ai dám tranh giành chỗ đậu xe với cậu ta, nhìn thấy chiếc xe như vậy ai cũng sợ hãi nét sang một bên, không dám đụng vào. Còn người thanh niên trước mặt không những không chịu nhường chỗ để xe, mà còn chửi bới người khác, đúng là muốn tìm chết. Nhìn dáng vẻ của Giang Hải, xem ra cũng chỉ là một tên lái xe. Có điều, lái xe thì cũng biết hống hách lên mặt, còn phải coi xem là lái xe cho nhà nào nữa. Nhắc lại lần nữa, nghe chưa đủ sao? Giang Hải chế nhạo, tôi nói cậu là đồ ngu, lần này đã nghe rõ rồi chứ? Đây rốt cuộc là thời thế gì vậy, còn có người muốn nghe tôi chửi nữa chứ? Nói xong Giang Hải cất bước rời đi, tốn thời gian nãy giờ, đi tìm chỗ đậu xe khác không phải tốt hơn sao? Ai đến trước được phục vụ trước, đạo lý này mà cũng không hiểu sao? Anh kia, dừng lại cho tôi. Người bị chiếm chỗ đậu xe bắt đầu phẫn nộ, liếc mắt nhìn tên lái xe, sau một hồi bọn họ quyết định cục tức này không thể cho qua được. Giang Hải vẫn mặc kệ cậu ta, anh đang vội vã chạy lên lầu để xem vợ mình hôm nay mặc chiếc váy trắng như tuyết đó đẹp như thế nào. Người kia bước tới nắm lấy cánh tay của Giang Hải. Danh con, ai cho mày đi? Buông tay ra, Giang Hải cúi mặt xuống. Còn dám mắng tôi, cái loại. À à oạch. Còn chưa kịp nói xong, trên mặt cậu ta đã hẳn lên dấu vết của năm ngón tay, sau đó Giang Hải tung một cước đá bay cậu ta, đầu gục vào đáy của chiếc xe hơi sang trọng. Vốn dĩ mặt mũi đã chẳng ra gì, giờ còn bị cà xuống mặt đất, chảy xước hết cả. Không chỉ mắng đâu, ông đây còn muốn đánh cậu một trận ra trò, tránh ra. Giang Hải lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Chỉ là một chiếc xe nát mà thôi, lại ngông cuồng như thể chiếc xe này là của cậu vậy. Chẳng qua cũng chỉ là con chó theo đuôi chủ, mà đã nghĩ mình là người thượng đẳng sao? Loại người như vậy, chẳng qua cũng chỉ là con chó đứng trước mặt chủ nhân thẻ lưỡi vẫy đuôi. Khi nhìn thấy người ngoài, ngay lập tức nhe răng sủa gâu gâu. Gặp phải kẻ mạnh hơn thì chỉ biết cụp đuôi sợ sệt. Quay lại hỏi chủ của cậu là ai đã cho anh ta giếm phúc được đậu xe ở đây. Ánh mắt lạnh lùng nhìn tên lái xe vẫn còn chưa phục, một sự đè nén vô hình lướt qua khiến tên lái xe sợ hãi không dám nhúc nhích. Còn người kia, che mặt đau đớn vật vã, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ oán hận sâu sắc. Giang Hải nói đúng, cậu ta cũng chỉ là một tên lái xe, bình thường như một con chó theo đuôi chủ giết dần quen cứ nghĩ mình vượt trội hơn người khác. Không ngờ ở mảnh đất nhỏ bé như thành phố Giang Tư này lại đụng phải Giang Hải. Giang Hải vinh váo bỏ đi, bọn họ cũng không dám tiến lên ngăn cản nữa. Cứ đỗ xe ở đây, anh ta muốn rời đi, cũng không dễ dàng như vậy. Tên lái xe nói, lát nữa sẽ cho anh ta biết thế nào là xã hội nham hiểm. Theo cậu ta thấy, Giang Hải chẳng qua cũng chỉ là biết được vài thế võ mèo. Lát nữa biết được thân phận của bọn họ thì ngay cả chủ của Giang Hải cũng phải run lên vì sợ hãi cho mà xem. Muốn đi cũng phải hỏi xem bọn họ có đồng ý không đã. Có bản lính thì lao ra ngoài, cho dù để lại dù chỉ là một vết xước nhỏ, có bản cả chiếc xe mà Giang Hải lái cũng không đủ để đền cho bọn họ. Đỗ xe xong, cả hai nhanh chóng rời đi, lon ton chạy về phía địa điểm tổ chức buổi tiệc. Mà, Giang Hải lúc này đi tới cũng đụng phải Uyển Thuần vừa bước xuống xe. Chương 215. Giang Hải liếc mắt nhìn một cái, người phụ nữ này vẫn còn ở thành phố Giang Tư, thật sự định chuyển trụ sở công ty đến đây sao? Cô ta đang làm cái quái gì vậy? Nhìn thấy Giang Hải, Uyển Thuần khẽ mỉm cười. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo phông trắng rất đơn giản, thoạt nhìn có vẻ không giống như đang tham gia một bữa tiệc sang trọng, mà giống như ra ngoài đi du lịch hơn. Chiếc kính đen che đi phần lớn vẻ đẹp thời thượng, nhưng chỉ một phần nhỏ lộ ra cùng với dáng người và phong thái kiêu hãnh cũng đủ để khiến không ít đàn ông phải chảy nước miếng thèm khát. Đây quả thật là một báu vật. Phụ nữ muốn sinh hãy mặc đồ trắng. Nhưng, Giang Hải cũng không mấy quan tâm đến cô ta, đơn giản chỉ liếc nhìn một cái, xoa xoa mũi, rồi chuẩn bị bước vào cửa. Anh Giang, uyển thuần gọi giang hải giang hải lịch sự quay lại đây là lần đầu tôi đến đây còn chưa biết đường đưa cô ta vào hội trường buổi tiệc dù sao giang hải cũng cần phải lên lầu cho dù muốn từ chối yêu cầu này giang hải cũng không tìm được lý do hợp lý bèn đưa tay làm ra cử chỉ mời đi trước tuy nhiên uyển thuần đã bước tới trước rồi nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay của giang hải tư thế hào phóng hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ hai người bọn họ khoác tay nhau theo phong cách phương tây rồi bước vào hội trường có cần thiết phải như vậy không là chồng của cố tổng anh cũng nên có phong thái của một quý ông lẽ nào không phải vậy sao giang hải hư lạnh vẫn còn biết tôi là chồng của cố uyển như sao nếu đã biết như vậy thì đừng có cố tình đụng chạp nếu để người khác nhìn thấy không biết bọn họ sẽ nghĩ sao giang hải không quan tâm đến người khác nghĩ gì nhưng nếu để cố uyển như nghe được mấy lời này thì không biết cô vợ ngốc nghếch đó của anh sẽ nghĩ như thế nào nữa. Dù sao thì cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp của Uyển Thuần. Trước giờ tôi không để tâm đến việc anh là chồng của cô ấy. Lời nói của Uyển Thuần đã thể hiện rõ quan điểm của cô ta. Việc nới lỏng mối quan hệ vợ chồng giữa Giang Hải và Cố Uyển như không quan trọng, điều quan trọng là cô ta phải có được anh. Nếu Giang Hải có thể trở thành người đàn ông của cô ta, có thể buộc chặt trái tim của Giang Hải ở bên người cô ta hay không, đó là khả năng của Uyển Thuần. Giang Hải giả vờ như không hiểu, đi về phía cửa. Ở phía bên kia, hai tên lái xe cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Vẻ ngoài của Uyển Thuần vô cùng tuyệt vời. Bọn họ cũng rất kinh ngạc, loại người như Giang Hải lại có thể quen biết với người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang như vậy, quả nhiên đồ ngon đều bị chó cướp mất lái chiếc xe nát vài trăm nghìn tệ mà còn không biết xấu hổ đi tham dự bữa tiệc tầm cỡ như vậy đúng là tự chuốc lấy nhục mà hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau tên lái nhếch mép rồi nhanh chóng tránh sang một bên hai người bọn họ chạy từng bước nhỏ trong vô cùng nhếch nhác mặt mày bị làm sao vậy doãn bằng đứng trước cửa sắc mặt xa sầm lại mang hai đứa này ra ngoài thật là làm xấu mặt nhà họ doãn mà cậu chủ tôi bị đánh hơn nữa xe của anh cũng bị người ta tông nữa người đàn ông mặt mày bê bết máu suýt chút nữa gào khóc vô cùng đáng thương đó diễn như thật vì để trả thù hai người bọn họ đã bàn bạc với nhau trước nhất định phải thêm mắm dặm muối phóng đại mọi chuyện miêu tả tên lái xe kia giống như bọn đạo tặc vừa ăn cướp vừa la làng khuôn mặt của doãn bằng đột nhiên chìm xuống người của anh ta lại bị kẻ khác đánh đây là người của nhà họ doãn ở danh quận đó cho dù chỉ là một con chó của nhà họ doãn cũng không phải là thứ để người của một nơi nhỏ bé như thành phố Giang Tư có thể tùy ý làm càn. Bị đánh ở ngay địa bàn của tập đoàn Uyển Như, tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng cũng vẫn rất mất mặt. "Đồ ngu," Doãn bằng hạ giọng, "đối phương có bao nhiêu người?" "Một, một." "Đồ vô dụng, hai đứa chúng mày lại để cho một người đánh thành thế này." Tên bị đánh mặt mày đầy vẻ chua xót và phẫn nộ, nhìn sang tên lái xe bị người ta dọa đến nỗi không dám ló mặt ra ngoài. "Nói đi." là ai tên lái xe đang chờ doãn bằng hỏi tới câu này ngay lập tức thêm mắm dặm muối kể lại tình hình lúc bấy giờ vốn dĩ bọn họ chỉ muốn giang hải nhường chỗ đậu xe bọn họ vừa nói xong giang hải không chỉ không thèm quan tâm chiếm chỗ đậu xe mà còn ra tay đánh bọn họ hơn nữa bọn họ cũng đã thể hiện rõ mình là người của nhà họ doãn ở danh quận đến giang hải nghe xong thì phát rồ lên không nói tới nhà họ doãn ở danh quận còn tốt vừa nói tới anh ta không chút nể nang còn nói chính là muốn đánh người của nhà họ doãn nói xong giả bộ giáo giác nhìn xung quanh chỉ theo hướng giang hải đang đứng chính là anh ta đã dành chỗ đậu xe còn đánh chúng tôi thành ra thế này hơn nữa còn nói còn nói còn nói gì nữa doãn bằng nén giận nói bởi vì anh ta đã nhìn thấy người đàn ông đó còn đang tay trong tay với uyển thuần uyển thuần là người phụ nữ mà anh ta đang nhắm tới trước khi anh ta còn chưa chơi chán kẻ nào dám động vào ở thành phố Giang Tư ai dám cướp người phụ nữ trong tay của cậu chủ nhà họ Doãn ở danh quận chứ điều đó đồng nghĩa với việc không muốn sống nữa anh ta còn nói nếu hôm nay để anh ta gặp được cậu chủ anh ta sẽ đánh cho cả mẹ cậu cũng không thể nhận ra Cạo Huyền Thuần và Giang Hải đều mặc trên người một bộ quần áo hết sức bình thường ngoài vẻ xinh đẹp thuần khiết ra thì không có một điểm sáng nào cả đặc biệt là Giang Hải đứng bên cạnh Huyền Thuần chỉ giống như làm cảnh. Quay đầu lại, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tên vừa rồi bị thương kia. Trên mặt có chút biến sắc, làm sao có thể cùng anh ta bước vào buổi tiệc, nếu không hỏi cho ra lẽ thì sẽ làm bại hoại uy phong của nhà họ Doãn. Cậu Doãn, cậu Doãn. Người đàn ông bụng phệ, là ông chủ của một tập đoàn nào đó ở thành phố Giang Thanh, cũng có thế mạnh về ngành khoa học công nghệ, vừa mới ký kết hợp tác sâu với tập đoàn Uyển Như, hơn nữa còn nghiên cứu phát triển về mọi mặt tập đoàn Uyển như trước nay luôn coi trọng loại hình đối tác đổi mới công nghệ kiểu như vậy. Cho nên, mấy loại người này, tham gia bữa tiệc thậm chí không cần thư mời, chỉ cần tới là được mời vào thẳng. Hơn nữa, tập đoàn Tiên cũng sẽ sắp xếp những người phục vụ chuyên nghiệp, điều này thể hiện rõ sự chân thành của tập đoàn Uyển như. Đường Tổng, hóa ra là ông, Doãn Bằng vừa nói, khóe miệng lai like cong lên, ngay cả khi cười cũng đưa tay ra bắt tay với anh ta. Đường Tu Văn trước giờ luôn muốn hợp tác với một gia tộc lớn mạnh như nhà họ Doãn, có điều nhà họ Doãn vẫn không thèm để ý đến Đường Tu Văn. Lần này, để thiết lập quan hệ tại thành phố Giang Tư, nhà họ Doãn cố ý tiếp xúc với Đường Tu Văn, cũng như muốn thiết lập mối quan hệ tốt với ông ta. Đường tổng, hóa ra ông ở đây, một chủ quản của tập đoàn Uyển Như vội vàng bước tới, anh ta chính là người tiếp đãi Đường Tu Văn. Trước mặt tập đoàn Uyển Như, Đường Tu Văn không dám khinh thường dù sao người này cũng chỉ là một nhân viên tiếp đón. Nói qua vài câu, sau đó quay sang nói với Doãn Bằng, cậu Doãn, chúng ta cùng vào đi. Doãn Bằng khẽ khịt mũi, vẻ mặt rất không vui. Đầu tiên, đó là vì Giang Hải, thứ hai, là vì sự tiếp đón. Tập đoàn Uyển như rất coi trọng đường Tu Văn, nhưng lại coi thường nhà họ Doãn ở danh quận. Đường Tu Văn chỉ cần có mặt là đã được mời vào trong hội trường buổi tiệc, nhưng Doãn Bằng lại cần phải có thư mời. Doãn bằng đột nhiên cảm thấy mình bị xúc phạm. Cũng không có gì lạ khi tập đoàn Uyển Như lại có quy định như vậy. Thứ nhất, tập đoàn Uyển Như rất coi trọng đổi mới công nghệ, thứ hai, nhà họ Doãn ở danh quận chưa có từng bất kỳ sự hợp tác nào với tập đoàn Uyển Như. Doãn bằng đến, giống như là đang đi khảo sát. Nơi tập trung nhiều người như vậy, làm sao có thể phân biệt ra được thân phận cấp bậc được chứ? Nhà họ Doãn ở danh quận phải có thư mời mới được vào, mà có một số người Lẽ nào có thể tùy ý ra vào được hay sao? Lúc này, Quang Viêm đang được huyền thuần khoác tay chuẩn bị bước qua cổng. Hơn nữa, người kia còn đánh lái xe nhà tôi. Giọng nói của Doãn bằng lạnh lùng vang lên. Cái gì, đường tu văn giật mình, dám đánh người của nhà họ Doãn ở danh quận, có muốn sống nữa không vậy? Ông ta đưa mắt nhìn người đàn ông bị thương đứng bên cạnh, không ngờ bị đánh thành thế này. Cho dù chỉ là một con chó của nhà họ Doãn cũng phải tiếp đón một cách chu đáo bằng một nụ cười. Người nào to gan lớn mật như vậy, nếu để nhà họ Doãn thật sự ra tay truy cứu thì chuyện này sẽ không dễ xử lý rồi. Doãn bằng rất hài lòng với vẻ mặt kinh hãi của Đường Tu Văn, sau đó chế nhạo nói chính là tên đó. Nhiều ánh mắt đồng thời đổ dồn về phía Giang Hải. Vẻ mặt của Đường Tu Văn đột ngột thay đổi, ông ta lập tức lạnh lùng nói, vị quản lý này, chúng tôi tới đây là để tham gia tiệc chiêu đãi tập đoàn Uyển Như. Lẽ nào không đáng được bảo vệ an toàn sao? Anh có biết, nhà họ Doãn ở danh quận là đối tác quan trọng sau này của tập đoàn Uyển Như, có thể hợp tác được với nhà họ Doãn là may mắn của tập đoàn Uyển Như, nếu vì mấy chuyện này mà ảnh hưởng đến quan hệ của hai bên thì ai gánh nổi trách nhiệm đây? Hơn nữa, việc kiểm soát địa điểm quá lỏng lẻo, lẽ nào giấy mời của chỗ mấy anh chỉ là để trang trí thôi hay sao? Thật vậy, giấy mời cũng chỉ là vật để trang trí làm ra vẻ sang trọng thêm một chút mà thôi. Đây là tòa nhà trụ sở mới hoàn thành của tập đoàn Uyển Như, ngoại trừ người của tập đoàn Uyển Như, ai có thể đến đây được chứ? Đường Tu Văn tiến đến gần chủ quản kia rồi nói nhỏ, anh mau hỏi xem người đó là ai, để người của nhà họ Doãn tự mình xử lý, vờ như không có liên quan gì đến tập đoàn Uyển Như. Vị chủ quản kia chợt hiểu ra, lập tức vỗ đùi một cái, nói Đường Tu Văn nói rất đúng. Nếu như trong lúc tiếp đãi Đường Tu Văn có xảy ra bất cứ vấn đề gì, thì công việc này của anh ta coi như xong rồi. Nè, người phía trước là ai, anh mau đứng lại cho tôi. Nhiều bộ phận trong tập đoàn Uyển như không làm việc cùng nhau, hơn nữa chức vị của người này cũng tương đối thấp, thời gian vào công ty cũng ngắn nên không nhận ra Giang Hải. Nếu biết trước thân phận của Giang Hải, cho dù có ăn gan hùm anh ta cũng không dám chặn đường Giang Hải lại. Thậm chí còn không dám nói với Giang Hải bằng giọng điệu như vậy. Lúc này, Đường Tu Văn cũng lên tiếng đương nhiên là muốn ra mặt, hơn nữa tiếng tăm của nhà họ Doãn ở danh quận, ông ta cũng đã từng nghe nói qua, không phải là loại có thể dây vào. Ngược lại, trang phục của Giang Hải và Uyển Thuần lúc này lại quá giản dị và bình thường. Có việc gì sao? Giang Hải dừng lại, quay đầu nhìn người chủ quản. Anh để ý thấy trên người chủ quan còn đang đeo một chiếc huy hiệu có biểu tượng của tập đoàn Uyển Như, được cố tình cài vào để phân biệt với khách. Thư mời của anh đâu? Anh ta hỏi đầu tiên tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Giang Hải, sau đó đưa ánh mắt về phía Uyển Thuần đang tháo chiếc kính mắt xuống. Doãn bằng và những người khác hô hấp như nghẹn lại, giống như cả thế giới đang sáng bừng lên vậy. Người chủ quản kia hơi sững sờ, trong đời anh ta chưa từng thấy một người phụ nữ nào đẹp đến như vậy. Uyển Thuần và Doãn bằng đối mặt với nhau, trong ánh mắt Doãn bằng hiện lên sự khao khát vô hạn, anh ta muốn nóng lòng bước tới đẩy Uyển Thuần xuống, điên cuồng xé toạc quần áo của cô ra. Mạo Uyển Tuần lúc này chỉ khẽ mỉm cười, cánh tay cô ta ôm chặt lấy cánh tay của Giang Hải. Một người là người cô ta cảm thấy hứng thú, một người là người có hứng thú với cô ta. Sự đụng độ giữa hai người bọn họ liệu sẽ phát ra tia lửa như thế nào? Trong lòng cô ta vô cùng mong chờ. Thậm chí, cô ta còn đang nghĩ Giang Hải có khi nào sẽ vì cô ta mà đối đầu với Doãn bằng không? Nếu như tất cả là sự thật, thì cô ta sẽ hạnh phúc đến chết mất không có vẻ mặt giang hải vô cùng thờ ơ anh cũng đã nhìn thấy hai tên ngu xuẩn kia một tên còn đang dùng tay che mặt đang dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào giang hải trong lòng làm sao có thể không hiểu là người này đang làm khó mình nghe thấy câu hỏi của cậu nhân viên kia giang hải cũng rất muốn biết với tư cách là một nhân viên của tập đoàn uyển như cậu ta sẽ giải quyết chuyện này như thế nào vì vậy anh không cần phải vội vàng xác minh thân phận không có thư mời thì không được vào. Sắc mặt của anh ta trở nên lạnh lùng, anh ta cực kỳ ghen tị với việc Giang Hải có thể được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy khoác tay bước vào, nếu là anh ta có được diễm phúc như vậy, cho dù có giảm tuổi thọ đi 2 năm, anh ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngoài ra, còn phải khai báo tên họ của anh. Tại sao? Không có tại sao gì cả, vì đây là tập đoàn Uyển Như. Chương 216. Giang Hải chế nhạo, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh. Tập đoàn Uyển như bây giờ lại tùy tiện đến vậy sao? Chính là thích tùy tiện vậy đấy, anh làm gì tôi? Gã ta chế nhạo. Nói đi, anh tên gì? Tại sao lại tới tập đoàn Uyển như gây chuyện? Không có thư mời, anh đến đây làm gì? Hơn nữa, ngay cả người nhà họ Doãn ở danh quận cũng dám ra tay, anh thực sự không muốn sống rồi có phải không? Nhà họ Doãn ở danh quận. Biểu hiện của Giang Hải đột nhiên có chút kỳ quái. Thực sự không ngờ. Người mà anh đánh lại là một con chó của nhà họ Doãn ở Danh Quận. Sớm biết như vậy thì đã ra tay mạnh hơn rồi. Thư mời, tôi có. Quyền Thuần khẽ cười rồi lấy thư mời từ trong túi ra. Từ từ mở ra, bên trong còn kẹp một bức ảnh. Đó là ảnh của Giang Hải. Khóe miệng Giang Hải cong lên, người phụ nữ chết tiệt này đang làm cái trò gì vậy? Cô ta là đang muốn tiền hay muốn anh đây? Trước mặt nhiều người như vậy lại không giải thích cho rõ ràng nhìn đám người doãn bằng lập tức cứng sượng mặt khoác tay giang hải thì cũng thôi đi trên người cô lại còn mang theo cả ảnh của giang hải doãn bằng nheo mắt vốn dĩ đã coi giang hải như một người chết rồi dám dành người phụ nữ của anh ta chỉ có một kết cục duy nhất đó là chết cô đây này có nhưng anh không có gã chủ quản ngẩng mặt lên nhìn quy tắc của tập đoàn uyển như chính là như vậy không có thư mời thì không được bước vào ngăn giang hải lại là bổn phận của anh ta hoàn toàn không vi phạm nguyên tắc gì cả chỉ có đường tu văn là một lão cáo già từng trải trợn tròn mắt lập tức nhận ra có gì đó không ổn từ đầu đến cuối vẻ mặt của giang hải vẫn như cũ không hề có chút căng thẳng nào mà nụ cười của cô gái xinh đẹp kia lại mang một nét châm biếm ánh mắt có vẻ như đang quan sát không sâu không nhạt đường tu văn chậm rãi lui về phía sau hai bước đứng ở phía sau đám người bọn họ. Mặc dù ông ta được tập đoàn Uyển như coi trọng, được sắp xếp người phục vụ riêng dẫn đường. Nhưng, đồng thời, ông ta cũng biết rằng bữa tiệc này của tập đoàn Uyển như chính là nơi tập trung rất nhiều người tai to mặt lớn. Nếu như Giang Hải lại là người không dễ động vào, chỉ vì một tên lái xe của nhà họ doãn mà ra mặt, làm tốt không được khen ngợi, lỡ không may động phải người không nên động, vậy thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình nếu như đã dám gây chuyện với nhà họ doãn vậy thì cứ để bọn họ tự cắn xé lẫn nhau đi hiển nhiên cậu chủ quản này cũng không nghĩ được nhiều như vậy anh ta đang nóng lòng muốn lấy lòng nhà họ doãn ở danh quận anh vẫn chưa trả lời tôi anh là ai giang hải liếc nhìn sang uyển thuần với vẻ vui đùa tôi là lái xe của cố tổng người mà giang hải đang nói tới là cố uyển như tuy nhiên người này lại cho rằng uyển thuần cũng họ cố hiển nhiên là anh ta đã nhất thời quên mất vừa rồi uyển thuần còn đang khoác lấy cánh tay của giang hải lái xe thực sự chỉ đơn giản như vậy thôi sao lúc này doãn bằng lạnh lùng nói cậu đi bẻ chân tên kia ra thành ba khúc cho tôi người lái xe khả năng đánh đấm của giang hải bọn họ đã thấy qua cho dù cả hai bọn họ cùng hợp sức tiến lên cũng không phải là đối thủ của anh doãn bằng rốt cuộc là đang muốn chút giận cho bọn họ hay để bọn họ bị ăn đánh thêm đây? Nhưng lời của Doãn Bằng đã nói ra, đó chính là lời vàng tiếng ngọc, nếu như bây giờ run sợ co rụp lại, thì sau này cũng đừng mong ăn cơm của nhà họ Doãn nữa. Danh con, nếu hôm nay chú em quỳ xuống, anh đây sẽ tha cho chú. Tên lái xe giả vờ bình tĩnh lắc lắc cổ tay một cách mạnh mẽ, vài tiếng lách cách vang lên. Vẻ mặt Giang Hải vẫn lãnh đạm, lại nhìn sang gã chủ quản, ghi nhớ khuôn mặt của anh ta audio điện tử võ tấn bền. Loại người đã không giải quyết được mâu thuẫn mà lại còn muốn làm mâu thuẫn thêm gay gắt này, tốt hơn hết là nên đuổi cổ anh ta càng sớm càng tốt. Chúng ta đi thôi. Vừa nói, anh vừa chuẩn bị đi vào. Tuy nhiên, Doãn Bằng ở bên cạnh lại chừng mắt nhìn anh, tên lái xe kia cuối cùng cũng phải ra tay. Đá một cái về phía Giang Hải. Mà Giang Hải giống như mọc hai mắt ở đằng sau vậy, cũng không cần quay đầu lại trực tiếp đá liền hai cú. a à, đi thôi. Hai lái xe bị đá văng ra xa, đập đầu vào mấy bậc thang máu me bê bét từ đầu đến mặt. To gan, doãn bằng tức giận gầm lên một tiếng. Anh ta không ngờ, sau khi Giang Hải biết thân phận của mình rồi mà vẫn còn dám ra tay. Đứng lại đó cho tôi. Gã chủ quản kia hét lên. Thế mà Giang Hải thật sự đã dừng lại, lúc này rồi mà tên này vẫn còn muốn xen vào chuyện người khác, sở tập đoàn uyển như chưa gặp đủ rắc rối sao loại người này nếu có quyền lực cao hơn một chút nữa không biết sẽ làm ra loại chuyện gì sao vậy còn muốn dạy cho tôi một bài học sao giang hải hư lạnh cậu đừng quên mỗi câu nói của cậu đều đại diện cho tập đoàn uyển như không sai tôi chính là vì tập đoàn uyển như nên mới không thể để các người chạy lung tung ở đây bảo vệ ngoặc kép ngay sau đó có vài người bước ra ngoài cổng trên người mặc đồng phục bảo vệ. Người dẫn đầu là Chu Khải. Sao vậy? Ánh mắt đầu tiên của Chu Khải liếc nhìn sang Giang Hải, sau đó mới để ý thấy Giang Hải đang bị Uyển Thuần khoác tay. Khóe miệng anh ta hơi há ra, đây là tin tức lớn nha. Ông chủ của họ, vua của họ, vị thần của họ, cuối cùng cũng có một người phụ nữ thứ hai xuất hiện bên cạnh. Trong mắt bọn họ, với thực lực của Giang Hải, muốn bao nhiêu phụ nữ mà chẳng được chim lành chọn gỗ tốt mà đậu, người phụ nữ nào lại không muốn được đậu vào cây ngô đồng như Giang Hải để trở thành phượng hoàng chứ? Nhưng mà, cô gái bên cạnh Giang Hải có phải là đã quá mức xinh đẹp rồi không? Bỗng nhiễn chợt nhớ lại cái bộ dạng chảy nước miếng của Kim Thâu khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Lúc đó cứ nghĩ Lục Mai chỉ nói khoác, chẳng qua do thiếu mùi gái lâu ngày nên thấy gái là hai mắt sáng rỡ. Hóa ra, tất cả đều là sự thật, không ngoa, không ngoa chút nào, không miêu tả cũng quá cứng nhắc rồi gương mặt này quả thực như thiên tiên hạ phàm mà nhìn thấy chu khải gã chủ quản như tìm được cái cột vững chãi để dừa loạng choạng vài bước chạy về phía trước bảo vệ có người gây chuyện còn dám đánh người nữa đánh người của nhà họ doãn ở danh quận nếu không đánh gãy chân đám người này ném ra ngoài tập đoàn uyển như còn mặt mũi gì mà tổ chức tiệc nữa chứ chu khải cao mày cẩn thận nhìn chiếc huy hiệu ghim trên ngực gã chủ quản Người này rốt cuộc là con chó theo đuôi của nhà họ Doãn hay là người của tập đoàn Uyển Như vậy? Đánh người của nhà họ Doãn thì có liên quan gì đến tập đoàn Uyển Như? Nhưng hôm nay, dù sao anh ta vẫn là đội trưởng đội bảo an, sắc mặt anh ta đột nhiên trùng xuống. Cho dù thế nào, gây rối ở đây chính là không nể mặt tập đoàn Uyển Như, có gì thì cứ ngồi xuống rồi từ từ giải quyết. Ai ra tay trước? Là anh ta, chính là anh ta gã chủ quản chỉ về phía Giang Hải rồi hét lớn lên. Hơn nữa, còn lao về phía trước túm lấy cổ áo Giang Hải. Doãn bằng đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng xem kịch, trong lòng ngâm nga, lại cười tủm tìm. Tập đoàn Uyển như cũng coi như hiểu chuyện, cũng biết nhà họ Doãn ở danh quận là chỗ không thể đắc tội. Anh ta muốn xem xem, bọn họ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Một tên lái xe, đánh gãy hai chân là được rồi. Nếu như có liên quan đến Huyền Thuần, vậy thì Doãn Bằng sẽ độ lượng một chút, ra mặt nói vài câu giúp cô ta. Mời Huyền Thuần cùng nhau ăn một bữa tối, để làm dịu căng thẳng hai bên Huyền Thuần chắc là sẽ không từ chối anh ta. Chỉ cần lén bỏ chút thuốc vào rượu và thức ăn, vậy thì đêm nay. Một kế hoạch hoàn mỹ như vậy khiến Doãn Bằng tỏ ra phấn khích. Trước mặt tôi còn dám hành hung người khác, hôm nay không thể không phế hai chân của cậu rồi. Sợ là anh không biết, tôi chính là bốp ngoặc kép gã chủ quản bị tát một cái ôm đầu quay cuồng ôm mặt ngơ ngác gã chủ quản xứng sở hồi lâu anh ta thực sự đã bị tát một cái tên lái xe không biết trời cao đất dày trước mặt ngay cả người của tập đoàn uyển như mà cũng dám đánh từ lúc nào ở thành phố giang tư tập đoàn uyển như lại dễ dàng bị bắt nạt đến như vậy từ lúc nào một tên lái xe quèn còn thua súc vật lại dám ra tay đánh người ở trong địa bàn của tập đoàn uyển như chứ anh anh dám đánh tôi tự tìm chết giang hải chế nhạo đánh cậu là còn nhẹ rồi đấy nếu cậu còn dám nói nhảm tôi sẽ trực tiếp giết cậu cậu là ai có quan trọng sao gã chủ quản nghiến răng nghiến lợi giang hải vừa vung tay lên anh ta theo bản năng che mặt vội vàng trốn ở phía sau mà giang hải lúc này chẳng qua chỉ là đang gãi đầu bảo vệ các anh bị mù hết cả rồi sao tên điên này ngay cả tôi còn dám đánh Tôi là người của tập đoàn Uyển Như đó." Chu Khải và đám nhân viên bảo vệ nhìn gã chủ quản lúc này giống như một con chó điên đang gào thét về phía Giang Hải. Lúc này, khuôn mặt của tất cả mọi người đều co quắp, không khí như muốn đóng băng ngay lập tức. Họ không dám tin vào mắt mình nữa. Một gã chủ quản nhỏ nhoi của tập đoàn Uyển Như lại có gan dám đánh gãy chân ông chủ của mình. Giang Hải là ai chứ? Là ông chủ thực sự của tập đoàn Uyển Như ở thành phố Giang Tư này người quyền lực nhất ở thành phố Giang Tư. Lời nói của anh chính là xác lệnh, ngay cả chủ tịch của thành phố Giang Thanh Hoành Thiên Giai gặp anh cũng phải lịch sự cúi chào. Anh còn là, anh Giang, được tất cả mọi người ở tỉnh Hải Đông công nhận, ngay cả thế giới ngầm cũng phải sợ hãi trước anh. Cách đây không lâu, Giang Hải còn đánh bại cả húc thiết chỉ với một chiêu. Cậu, Chu Khải vừa mở miệng, nhưng lại nhận được ánh mắt ra hiệu của Giang Hải. Đi theo Giang Hải lâu như vậy, Chu Khải lập tức hiểu ra ý của Giang Hải. Ở đây có rất nhiều người, đừng nói đến thân phận của Giang Hải, cho dù có thấp hơn đi chăng nữa, gã chủ quản này cũng phải cút ra ngoài. Giang Hải nói, lúc nãy, cậu nói muốn lấy của tôi mấy cái chân. Danh con, nói cho anh biết, tôi sẽ phế hết cả ba cái chân của anh. Gã chủ quản đã hoàn toàn nổi điên và tức giận đến cực độ. Được làm việc trong tập đoàn Uyển như chính là vinh dự lớn nhất của anh ta, nhất là bây giờ anh ta đã leo lên được đến vị trí chủ quản, lương cao ngất ngường, khiến nhiều người phải ngước mắt ghen tị. Cảm thấy bản thân vô cùng ưu tú, có thể hô mưa gọi gió. Tập đoàn Tiến Giao ở thành phố Giang Tư, chính là vua. Nghe đến tên của tập đoàn Uyển Như, dù là thế giới ngầm hay người thường cũng đều phải nể mặt, người của tập đoàn Uyển Như, kẻ nào dám động vào. Nhưng, ở ngay tổng bộ của tập đoàn Uyển Như lại có kẻ dám đến gây sự. Bảo vệ, lên cho tôi tôi muốn xé con chó này ra thành ba khúc vứt ra ngoài kia nhớ kỹ phải xé thành ba khúc nếu các anh xử lý tốt chuyện này tôi sẽ trình báo với lãnh đạo giúp các anh luận công ban thưởng sắc mặt chu khải trở nên khó coi hẳn vẻ mặt thâm trầm kinh khủng nhìn về phía gã chủ quản hôm nay anh ta làm bảo vệ nhưng điều đó không có nghĩa thân phận của anh ta ngang bằng với đám người bọn họ tên chủ quan này có phải đầu heo không vậy Bảo vệ của tập đoàn Uyển Như chia ra làm hai loại, anh ta không biết sao. Một là nhân viên bảo vệ bình thường, làm nhiệm vụ gửi và nhận chuyển phát nhanh, đóng mở cửa, buổi tối cho dù có trộm lẻn vào bọn họ cũng không cần phải ra tay bắt giữ. Ra rồi tay chân chậm chạp, cũng không thấy đường mà đi bắt trộm. Loại thứ hai là chuyên lo công việc bảo vệ, có điều chỉ lấy danh nghĩa là bảo vệ để dễ bề làm việc hơn mà thôi. Những người này chính là đám người Chu Khải gã chủ quản hét lớn lên với từng nhân viên bảo vệ một, ra lệnh cho Chu Khải như thể anh ta đang chỉ huy một bầy chó săn đã được thuần hóa. Ngay cả những nhân viên bảo vệ bình thường cũng cảm thấy rất khó chịu. Đổi lại là ai cũng đều sẽ không mấy vui vẻ. Lên cho tôi, từ tôi, này, là đang nói ai vậy? Chu Khải lạnh lùng hỏi. Tôi, chủ quản của tập đoàn Uyển Như, gã chủ quản sướng sờ, không ngờ lại có người dám hỏi thân phận của mình anh ta cầm chiếc ghim trên áo lên, nhìn cho rõ thân phận của tôi đây. Chu Khải lại nói, luận công ban thưởng, vị lãnh đạo này có thể thưởng cho tôi được bao nhiêu. chương 217 Vẻ mặt của gã chủ quản đột một thay đổi, anh ta thực sự không có nhiều quyền hạn. Nhưng, lời đã nói ra khỏi miệng, đâm lao thì phải theo lao thôi. Lẽ nào tôi không thể ra lệnh cho một tên bảo vệ nhỏ bé như cậu được sao? Chu Khải cười chế nhạo, anh thật sự không thể ra lệnh cho tôi, lãnh đạo của lãnh đạo của anh có thể mới đủ tư cách để thương lượng với tôi. Vào lúc Cố Uyển Như đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, anh ta không chỉ cứu được mạng của Cố Uyển Như, mà còn cứu được đám người đi theo Cố Uyển Như. Chuyện này đã gây ra chấn động lớn trong công ty, bất cứ ai nhìn thấy đám người Chu Khải đều vô cùng tôn kính. Bọn họ chính là ân nhân cứu mạng của Cố Uyển Như. Bọn họ dùng cả tính mạng của mình đứng chắn trước đầu xe để bảo vệ cho Cố Uyển Như, ai mà không nể phục dũng khí này chứ? Ngay cả những vị giám đốc điều hành cấp cao trong công ty, thậm chí ngay cả Cố Uyển Như cũng phải gọi anh ta một tiếng anh. Một gã chủ quản nhỏ bé là cái thá gì chứ? Đám người Chu Khải mặc dù lập được công lớn cũng không kiêu ngạo đến như vậy, một gã chủ quản nhỏ bé lại dám lên giọng ra lệnh cho bọn họ. Chu Khải bước tới rồi nắm lấy cổ áo gã chủ quản. Cậu gan cũng lớn thật, ở thành phố Giang Tư tại sao lại tồn tại một tên ngu si như cậu, còn dám bẻ gãy chân anh Giang nữa, cậu cũng giỏi thật ha. Anh Giang, anh Giang nào? Lập tức, đồng tử của gã chủ quản co rút mạnh, cả người run lên. Anh ta dường như đã nghĩ ra rồi, trong tập đoàn uyển như, anh Giang, ngoài trừ Giang Hải ra, thì còn ai vào đây nữa? Phốc, gã chủ quản ngồi phịch xuống đất, sắc mặt như cho tàn, giống như cha mẹ chết vậy. Cổ họng cuộn trào, cơ thể run lên vì sợ hãi, xém chút nữa đã tè ra cả quần. Lúc đầu anh ta cũng không muốn tiến lên, chỉ là mọi chuyện phát triển vượt quá dự tính, máu nóng sôi lên sùng sục. Ngay giờ phút này, trong lòng như chết nghẹn, những thứ tiếp theo đang đón chờ anh ta sẽ là một kết thúc vô cùng bi thảm, nếu Giang Hải ghi thù truy cứu tới cùng, vậy thì sẽ không thoát khỏi tội chết. Nhưng mà, Giang Hải chỉ đơn giản là khinh thường liếc mắt nhìn anh ta một cái, loại cặn bã như vậy trừ khử càng sớm càng tốt cho xã hội nhưng mà vào lúc này uyển thuần lại mỉm cười nhìn về phía doãn bằng cố ý siết chặt tay ôm chặt lấy cánh tay của giang hải ra vẻ tràn đầy hạnh phúc đây chính là một minh chứng để doãn bằng thấy được rằng anh ta còn không bằng một người lái xe ngay khi giang hải chuẩn bị cất bước rời đi doãn bằng lại lạnh lùng nói đánh người của tôi mà muốn đi dễ dàng vậy sao nếu không thì sao giang hải nhận thấy hành vi của uyển thuần lạnh lùng đẩy cô ta ra, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt oán trách của Uyển Thuần. Nếu anh nghĩ mình có thể thì cứ đến đánh tôi. Anh, một tên được nuông chiều từ trong trứng nước, bị tử sắc làm cho hao mòn hết sức lực, căn bản không phải đối thủ của Giang Hải. Trong lòng anh ta vô cùng oán hận, tại sao lúc đầu lại không mạng theo vài vệ sĩ bên cạnh chứ? Giang Hải xoay người đi thẳng vào cửa. Uyển Thuần lập tức đuổi theo. Doãn bằng đứng lặng người, trong lòng mẫu thuẫn, đuổi cũng không được, không đuổi cũng không được. Sảnh tiếp tân được trang trí rất ấm cúng. Đèn điện sáng choang, nan thanh như tú, ai nấy cũng cầm trên tay một ly rượu, tao nhã tụ tập thành nhóm vài ba người, nói chuyện với nhau, lâu lâu lại có tiếng cười nói vang lên. Trên bậc thang xoắn ốc được trải thảm đỏ, một bóng dáng trắng ngần từ từ hiện ra. Cố tổng, cố tổng ra rồi kìa. Cô bước đi một cách duyên dáng với nụ cười trên môi giống như ánh trăng tròn trong đêm tỏa sáng rực rỡ khó có thể không chú ý tới trong đại sảnh kể từ lúc cố uyển như xuất hiện có rất nhiều người không thể rời mắt khỏi hình bóng của cô đẹp quá không hổ danh là nữ thần uyển như cố uyển như cũng không biết từ bao giờ mình lại có biệt danh này trong tập đoàn uyển như chỉ cần nhắc đến cố uyển như một cách thân mật bọn họ sẽ đều gọi cô là nữ thần cho dù là cố uyển như Hai Lan Kiều đang đứng phía sau đều có sắc đẹp và sự quyến rũ không thứ gì sánh bằng. Mặc dù cách ăn mặc của Lan Kiều vô cùng đơn giản, nhưng ở đây không một ai dám coi thường cách ăn mặc của cô. Lan Kiều chính là nhân vật quan trọng thứ hai trong tập đoàn Uyển Như. Người phụ nữ này thật thú vị. Khi Doãn Bằng nhìn thấy mỹ nhân trước mặt, anh ta dường như đã quên mất cảm giác khó chịu vừa rồi, hoàn toàn chìm đắm trong mộng tưởng của chính mình. Anh ta nhất định phải có được Cố Uyển Như, tiện thể bỏ luôn tập đoàn Uyển Như bỏ vào trong túi của nhà họ Doãn ở danh quận. Vừa định bước tới chào hỏi, Cố Uyển Như lại quay người sang chào hỏi một vài vị khách quen thuộc, rồi đi thẳng vào khu buffet. Giang Hải một tay cầm đĩa, tay kia cầm một cái kẹp lớn, chất một đĩa đầy ắp, miệng thì phồng to lên. Tại sao bây giờ anh mới tới? Cố Huyền Như cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng ăn uống xấu xí của Giang Hải thật sự không có chút hình tượng nào, quá mất mặt mà. Em ở bên trên đợi đến suốt cả ruột. Anh có việc phải làm, vừa mới tới, em cứ làm việc của em đi. Giang Hải cười tâu tuét, suýt chút nữa làm đổ hết mấy thứ trong miệng ra. Anh phải ở yên trong hội trường cho em, đi đâu cũng phải nói với em một tiếng, em muốn nhìn thấy anh, nghe rõ chưa? Không biết từ khi nào, nếu không nhìn thấy Giang Hải, cô sẽ đột nhiên cảm thấy hoảng sợ và lo lắng giang hải vẫn đang cố nhét đống thức ăn vô miệng gật gật đầu nếu không phải vì sự an toàn của cố uyển như giang hải đã không phải tham gia một bữa tiệc nhàm chán như vậy những người ở đây toàn là một lũ đạo đức giả không một ai đáng để giang hải tới kết giao cố uyển như cau mày nghẹn chết anh vợ à em có muốn ăn thử không món này rất ngon nói xong giang hải chuẩn bị đút một miếng bánh vào trong miệng cố uyển như Cố Uyển Như lập tức lui ra, cau mày. "Đừng chê mà, đây là đại sảnh bữa tiệc, ăn một chút bánh ngọt cũng không sao." Cố Uyển Như chỉ sợ, lát nữa mấy hạt vừng lại dính vào kẽ răng thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô. Bây giờ, những gì cô làm không chỉ là đại diện cho mỗi bản thân mình, mà là cho cả tập đoàn Uyển Như. Cách đó không xa, Doãn Bằng đã theo dõi tất cả những điều này. Sắc mặt anh ta dần trở nên u ám, tên lái xe này thật sự có quan hệ gì đó với Cố Uyển Như? Anh ta không nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người họ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm và cách cư xử của bọn họ vô cùng thân mật. Sau khi uống một ly rượu đỏ, Doãn Bằng liền bước tới. "Cố tổng, hôm nay cô thực sự là một ngôi sao chói lọi, thật đẹp." Doãn Bằng mặc một bộ quần áo đắt tiền, cùng với gương mặt điển trai, vừa bước vào cửa đã thu hút sự chú ý của không ít cô gái ở đây. Nhưng anh ta không hề để tâm đến, sắc mặt bình ổn mong chờ sự xuất hiện của Cố Uyển Như. Mục tiêu của anh ta trước tiên là phải giành được Cố Uyển Như, sau đó là Lan Kiều, và cuối cùng là giành được Uyển Thuần. Cố Uyển Như mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Ngay lúc này, Doãn Bằng thật sự rất có phong độ, toát lên vẻ quyến rũ đầy mị lực. Cố Tổng, cùng uống một ly nhé. Ít có cô gái nào có thể chịu được trước sư cám dỗ của một người đàn ông hoàn hảo và đẹp trai đến như vậy. Nhiều cô gái nhìn qua không khỏi ghen tị với Cố Uyển Như đồng thời trong lòng cũng dâng lên sự oán hận tại sao ông trời lại không cho mình sức hấp dẫn như vậy chứ xin lỗi tôi không biết uống rượu cố huyền như cười nhẹ tỏ ý từ chối sau đó hơi cúi đầu quay người sang chỗ khác doãn bằng nhất thời sửng sốt anh ta thật sự đã bị cự tuyệt rồi sao một lời yêu cầu đơn giản như vậy cố huyền như lại từ chối hơn nữa là vô cùng dứt khoát không có chút lưu tình chào anh anh là cậu chủ nhà ai vậy đúng lúc này một cô gái cao giáo đi tới, trong tay cầm ly rượu, phong thái tao nhã. Chúng ta uống một ly có được không? Lúc này, Doãn Bằng như bị tát một gáo nước lạnh, đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải loại chuyện như vậy. Cố huyền như đúng là không biết nể nang ai mà. Đường đường là một cậu chủ của nhà họ Doãn, chỉ cần một câu nói, không biết có bao nhiêu phụ nữ tình nguyện trèo lên giường phục vụ cho anh ta, nhưng cố huyền như lại dám coi thường anh ta như vậy. Anh ta quay đầu lại nhìn cô gái bẽn lẽn phía sau, cô ta cũng là một tiểu mỹ nhân hiếm có. Nỗi bất hạnh trong lòng anh ta bấy giờ cũng được giấu kỹ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta cười nhẹ, "Cư xử lịch hiệp, tôi là Doãn Bằng đến từ nhà họ Doãn của danh quận, rất vinh dự được quen biết với một người đẹp như cô ở một nơi tuyệt vời như thế này." Cô gái cười một cái, như muốn được xà vào vòng tay của Doãn Bằng ngay lập tức. Nhà họ Doãn ở danh quận là một gia tộc lớn doãn bằng lại đẹp trai như vậy đặc biệt là phong thái quý tộc đó thật sự rất hấp dẫn đúng lúc này cô ta dường như chìm đắm trong giấc mộng được gả vào nhà hào môn cô ta cũng không có liên quan gì đến bữa tiệc này lắm chẳng qua đến đây tham dự với tư cách là sinh viên của trường nghệ thuật ở thành phố giang tư cô ta luôn có ước mơ được gả vào một gia đình giàu có thật tình cờ một người anh em họ của cô ta làm việc trong tập đoàn uyển như lấy danh nghĩa là bạn bè đưa cô ta đến tham dự bữa tiệc này Vừa vào cửa đã thấy Doãn Bằng vô cùng yêu nhã hào hoa, hai mắt lập tức sáng lên, rất nhanh đã tìm được mục tiêu của cuộc đời. "Người đẹp, xin hỏi cô tên gì?" Tố Nhã, cô gái mím môi, tỏ vẻ ngượng ngùng, giống như đang hỏi sinh thần bát tự của cô ta để định ngày kết hôn vậy. "Cô có biết người đó là ai không?" Doãn Bằng chỉ về phía Giang Hải rồi hỏi. "Anh ấy chính lái xe của Cố Uyển Như." Tố Nhã nói. Doãn Bằng cau mày, hóa ra anh ta là lái xe của Cố Uyển Như thảo nào gã chủ quản vừa rồi lại có biểu hiện như vậy. Cố điều, một tên lái xe làm sao lại có thể thân thiết với cố uyển như đến mức như vậy, hơn nữa. Anh ta còn được uyển thuần khoác tay bước vào đại sảnh. Mối quan hệ giữa bọn họ rốt cuộc là gì? Cô có biết anh ta tên gì không? Cho dù là lái xe của cố uyển như, Doãn Bằng cũng không định cho qua, phàm là kẻ dám đắc tội với nhà họ Doãn, cho dù là kẻ nào anh ta cũng sẽ không nương tay. Cái này mà anh cũng không biết sao, anh ta tên là Giang Hải, tôi nghe anh họ nói Giang Hải suốt này không làm gì cả, chỉ là con rể của tập đoàn tiền giao mà thôi. Cái gì, anh ta là Giang Hải? Nói tới đây, Doãn Bằng dường như đã hiểu ra mọi thứ, những chuyện diễn ra lúc trước bây giờ sâu chuỗi trở lại cũng vô cùng logic. Điều duy nhất Doãn Bằng quan tâm chính là, Giang Hải đã đánh bại húc thiết chỉ trong một chiêu. Tuy nhiên, Doãn Bằng cũng không quá để tâm, con mắt của mọi người đều rất tinh tường, tất cả bọn họ đều nói giang hải thắng được trận đó là nhờ dở thủ đoạn sau lưng húc thiết nổi danh từ lâu làm sao có thể bại dưới tay giang hải được chứ cô gái đầu tiên kết giao thành công ngay lập tức cho những người phụ nữ khác can đảm bước đến doãn bằng ưu tú như vậy ai gặp mà không muốn đoạt làm của riêng chứ hết người này đến người khác bước tới tiếp chuyện làm quen tuy nhiên doãn bằng nóng lạnh thất thường sự nhiệt tình của anh ta chủ yếu phụ thuộc vào ngoại hình vóc dáng và cả mức độ nhiệt tình của đối phương. Tố Nhã luôn nở một nụ cười tươi trên môi, bởi vì thái độ của Doãn bằng đối với cô ta là tốt nhất, đặc biệt là đôi mắt đó thỉnh thoảng lướt qua khe ngực cô ta. Tố Nhã cực kỳ tự tin về vóc dáng của mình, nhiều lúc còn làm như vô tình ưỡn ngực về phía anh ta trông càng quyến rũ. Phía bên kia, Giang Hải ngồi sang một bên, ăn uống no say rồi nằm úp sắp xuống. Phía sau anh ta là Chu Khải trong bộ đồng phục bảo vệ. "Anh Giang, đây là tiệc của nhà chúng ta, không cần phải ăn ngấu nghiến như vậy, tức bụng đấy." "Cần cậu quản sao, cậu mọc hai con mắt chỉ để nhìn chằm chằm lúc tôi ăn uống thôi sao?" Giang Hải lau miệng, móc tay vào túi lấy ra một cây tăm xỉa răng. Chu Khải chậm rãi bước sang một bên vài bước, duy trì khoảng cách, biểu thị hai người bọn họ không quen biết nhau. Chương 221: Cự tuyệt tiếng đàn du dương bắt đầu khiêu vũ các nam thanh nữ tú bắt đầu bước ra khiêu vũ giang hải uể oải ngồi trên ghế doãn bằng đã đặt ly rượu sang một bên và chậm rãi bước đi một người đàn ông lịch lãm đưa tay ra uyển như cô có thể cho tôi vinh hạnh được mời cô nhảy một bài không với vẻ ngoài điển trai xuất thân lại là cậu chủ của nhà họ doãn cùng với cách cư xử như một quý ông có người phụ nữ nào không muốn nhảy cùng anh ta chứ đó là lần đầu tiên anh ta chủ động tấn công trên mặt nở nụ cười tràn đầy vẻ tự tin anh ta vốn đang nghĩ có thể nhảy cùng với cậu chủ nhà họ doãn là mong ước của biết bao người phụ nữ một vinh dự như vậy thậm chí có thể khiến cho đám phụ nữ kia phải gào thét trong sung sướng cố uyển như nhất thời được nịnh hót sẽ lập tức đặt bàn tay và ngọc của mình vào lòng bàn tay của anh ta và vui vẻ đồng ý tuy nhiên ngay sau đó nụ cười trên mặt cố uyển như nhanh chóng biến mất thay vào đó là sự thờ ơ. Xin lỗi, tôi không biết nhảy. Cố huyền như cảm thấy hơi khó chịu khi bị người khác trực tiếp gọi tên mình một cách thân thiết như vậy, mà người gọi lại là một người xa lạ. Cho dù doãn bằng có phong thái hào hoa lịch lãm, nhưng lại khiến cố huyền như không có thiện cảm cho lắm. Ngoài ra, cố huyền như cũng không có hứng thú với mấy bữa tiệc kiểu này, chỉ đơn giản là làm theo xu hướng để tạo bầu không khí mà thôi. Cô thật sự không thích tỏ ra quá thân mật cùng với một người xa lạ, chẳng qua cũng chỉ là góp vui lấy lệ mà thôi. Mà biểu cảm của Cố Uyển như lúc này chẳng qua cũng chỉ là nở một nụ cười lấy lệ, cách tiếp cận có chủ ý của Duẫn Băng khiến Cố Uyển như cảm thấy khó chịu. Không cần căng thẳng, tôi có thể từ từ dạy cô. Doãn bằng duỗi tay ra, ý bảo Cố Uyển như đặt tay vào trong tay mình. Cố Uyển như lại ngoảnh mặt làm ngơ, vô tình liếc mắt về hướng Giang Hải. Cô biết Giang Hải chỉ được cái mạnh miệng, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì trong lòng lại vô cùng bảo thủ khiến người khác cảm thấy phẫn nộ. Nếu cô đồng ý khiêu vũ với người khác, chắc chắn Giang Hải sẽ nổi cơm ghen cho xem. Tôi không biết, tôi cũng không thích nhảy, hay anh mời người khác đi. Mặc dù Doãn Bằng là cậu chủ của nhà họ Doãn ở danh quật, nhưng Cố Uyển Như cũng không quá bận tâm, sự phát triển của tập đoàn Uyển Như không cần phải quan tâm đến sắc mặt của bọn họ. Vì vậy, không hề nể mặt Doãn Bằng một chút nào. Hơn nữa, Bây giờ, nhà họ Doãn ở danh quận cũng không có bất quan hệ hợp tác gì với tập đoàn Uyển Như, cho nên Cố Uyển Như cũng không cần phải lãng phí tâm sức lên người Doãn Bằng. Doãn Bằng không ngờ đến bước này, trong đầu cứ vang lên tiếng ong ong không ngớt. Anh ta thực sự đã bị từ chối. Hơn nữa, còn bị từ chối hai lần liên tiếp. Trước giờ chưa từng có ai dám không chút nể nang với nhà họ Doãn như vậy. Doãn Bằng rất phẫn nộ, sự kiên nhẫn của anh ta cũng dần dần biến mất anh ta vốn dĩ muốn dùng dáng vẻ lịch lãm phong độ của mình để quyến rũ cố uyển như nào ngờ cô lại không hề có chút dao động nào xem ra hôm nay không dở chút thủ đoạn không được rồi nếu không trong vòng ba ngày khó mà dụ được cố uyển như lên giường từ từ rút tay về trên mặt như bị tát cho vài cái vậy cảm giác nóng ran bức bối vừa định quay lại phía sau lại có giọng nói vang lên vợ à em có muốn khiêu vũ với anh không Giang Hải mỉm cười đi tới, nhìn có uyển như, ánh mắt đong đầy yêu thương. Giang Hải biết của Doãn Bằng đến thành phố Giang Tư là để làm gì, anh đương nhiên không muốn anh ta tiếp xúc quá nhiều với cố uyển như. Thấy cái tên chơi trẻ này lại sấn tới gần cô, sắc mặt Giang Hải đột nhiên trầm xuống. Doãn Bằng cố ý tiếp cận cố uyển như hết lần này đến lần khác, lẽ nào muốn tìm chết sao? Cố uyển như sừng sốt trong chốc lát, lập tức hiểu được tại sao Giang Hải lại đột nhiên đi tới giang hải lại nổi cơn ghen nhanh thế sao cô đã dứt khoát từ chối doãn bằng rồi anh đâu nhất thiết phải chạy tới làm xấu mặt người ta như vậy nhưng trong lòng cố uyển như lại có một niềm vui khó tả bởi vì giang hải muốn khiêu vũ với cô cô trước giờ không biết là giang hải còn biết khiêu vũ nữa đó muốn cố uyển như mỉm cười nụ cười xinh đẹp thuần khiết lập tức nở trên mặt cô vậy thì em phải mời anh khiêu vũ mới được giang hải nghiêng đầu nói đùa ông xã, em có thể mời anh nhảy một điệu được không? Cố huyền như suýt chút nữa không kìm được nở nụ cười, lúc Giang Hải đang giả vờ cưỡng ép, anh ấy thực sự có khí chất bất phàm. Cô từ từ đưa bàn tay vàng ngọc của mình ra. Mà Giang Hải lúc này cầm chắc lấy bàn tay cố huyền như, dìu cô vào sàn nhảy. Nhưng mà anh không biết nhảy, em phải dìu anh mới được. Cái này rất đơn giản. Thật vậy sao, đơn giản như thế nào? Giang Hải cúi người lại gần, nói nhỏ hết mức có thể chỉ đủ để hai người bọn họ có thể nghe thấy, có đơn giản như lúc chúng ta hôn không. Anh, cố huyền như ngượng ngùng đỏ mặt, nếu mấy lời này để người khác nghe được, vậy thì cô xấu hổ chết mất. Doãn bằng đứng ở một góc giống như hóa đá. Chồng, cố huyền như thực sự công khai gọi Giang Hải là chồng ở một nơi như vậy sao? Giang Hải, lẽ nào chính là tên ở rể đó? Không phải là kẻ không có lý lịch gì sao? Theo thông tin tra được, Giang Hải đáng ra chỉ là một vỏ bọc trống rỗng. Mà Cố Uyển Như, lẽ ra phải là bổ nhí của một vị đại gia nào đó mới đúng chứ? Căn cứ theo những thông tin thu thập và phân tích, Cố Uyển Như lẽ ra không nên có bất cứ mối quan hệ gì với Giang Hải mới đúng. Tại sao, bây giờ trước mặt anh ta lại dàn ra một vở kịch tình yêu đôi lứa sâu đậm như vậy? Một sô cầu lương điền cuồng táp thẳng vào mặt doãn bằng. Giang Hải nhẹ nhàng đặt tay lên eo của Cố Uyển Như, dựa theo âm nhạc, lúc tiến lúc lui, lúc này, trông động tác cũng không tệ. Nhiều người đang chú ý đến những gì đã xảy ra ở đây. Dù sao, Cố Uyển Như cũng là người đứng đầu tập đoàn Uyển Như, tâm điểm đương nhiên sẽ hướng về phía cô. Mà, Doãn bằng lại là mục tiêu thèm muốn của nhiều cô gái xinh đẹp. Cậu chủ nhà họ Doãn, đẹp trai, giàu có, lại có phong thái như vậy. Đừng nói đến chuyện được gả vào một gia đình giàu có, cho dù bọn họ được dâng hiến, làm ấm giường có Doãn Bằng thôi, cũng đã là một loại may mắn rồi. Trong mắt mọi người, việc Cố Huyền Như từ chối lời mời của Doãn Bằng, ở một góc độ nào đó mà nói cũng có thể hiểu, bởi vì lần khiêu vũ đầu tiên không thể tùy tiện khiêu vũ cùng một người nào đó được. Có điều chuyện bọn họ không ngờ đến chính là, Cố Huyền Như từ chối Doãn Bằng, nhưng lại bước ra sàn khiêu vũ cùng với Giang Hải. Điều bất ngờ hơn chính là, Cố Huyền Như lại gọi Giang Hải là chồng đây là lần đầu tiên cô ấy gọi như vậy trước mặt tất cả mọi người điều quan trọng nhất là cố uyển như nói rất trôi chảy ánh mắt cô ấy dịu dàng tràn đầy tình yêu vừa rồi cố tổng gọi người đó là gì vậy hình như là chồng chúa ơi có phải tôi nghe nhầm rồi không anh ta không phải là lái xe của cố tổng sao mấy anh không biết sao anh ta chính là người chồng ở rể của cố uyển như ở thành phố giang tư không ai là không biết anh ta doãn bằng đứng bên cạnh Âm thanh huyên náo lọt vào tai, mặc dù tiếng nhạc không nhỏ, nhưng vẫn không thể át được tiếng bàn luận xì sầm của mọi người xung quanh. Cố Huyền Như từ chối uống rượu, không phải vì cô không biết uống, mà là vì cô không muốn uống cùng anh ta. Cô từ chối lời mời nhảy và nói rằng cô không biết nhảy, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Trong một bữa tiệc cao cấp như vậy, có ai mà lại không biết nhảy chứ? Đây đều chỉ là một cái cớ. Cố Huyền Như là đang muốn làm nhục anh ta cũng là đang làm nhục nhà họ Doãn ở danh quận. Đương nhiên, cũng có một số người chỉ chỉ trỏ trỏ vào Doãn bằng, bởi vì bọn họ căn bản không biết nhà họ Doãn là ai. Tên đó cứ nghĩ mình có khuôn mặt đẹp trai một chút đã muốn tới quyến rũ cố tổng, đúng là tự hất nước bẩn vào mặt mà. Im đi, anh thì biết cái gì, người đó là ai anh có biết không? Đừng có để cái miệng hại cái thân, tự chuốc thêm phiền phức. Anh ta là ai, chỉ là một tên trai bao được cái mẽ ngoài mà thôi anh ta là tên trai bao khuôn mặt doãn bằng lập tức nhăn nhó rồi hừ lạnh một tiếng cố uyển như cô rốt cuộc là có ý gì cô đang muốn làm nhục tôi làm nhục nhà họ doãn ở danh quận giọng của doãn bằng rất lớn gần như giống lên tiếng nhạc dừng lại tất cả mọi người đều hướng mắt về phía anh ta hầu hết mọi người đều bị khựng lại không biết đã xảy ra chuyện gì mà cố uyển như lúc này vẻ mặt cũng rất khó hiểu có chút giật mình không hiểu doãn bằng định làm gì tại sao lại làm nhục anh ta làm nhục nhà họ doãn vẻ mặt doãn bằng lạnh lùng trông có chút gớm ghiếc tôi đến đây với tư cách là đại diện cho nhà họ doãn ở danh quận mời cô uống rượu cô không uống mời cô khiêu vũ cô cũng từ chối nhưng lại đồng ý khiêu vũ với một tên lái xe thấp kém như vậy cô không phải là đang cố ý làm nhục tôi làm nhục nhà họ doãn ở danh quận sao Doãn bằng vốn dĩ muốn thông qua bữa tiệc ngày hôm nay, tiếp cận gần hơn với cô Uyển Như, không chỉ muốn chiếm đoạt thân xác cô, mà còn muốn có được cả trái tim của cô. Chỉ cần cô Uyển Như trở thành món đồ chơi của anh ta, mọi thứ trong tập đoàn Uyển Như đều sẽ thuộc về anh ta. Không tốn một binh một tốt, có thể nhanh gọn bỏ tập đoàn Uyển Như vào trong túi. Không ngờ cô Uyển Như lại kiêu ngạo đến như vậy. Lái xe, sắc mặt cô Uyển Như cũng trùng xuống giang hải từ bao giờ lại trở thành lái xe của tôi chồng lái xe chở vợ làm sao lại bị coi là lái xe được chứ là một người vợ lẽ nào được chồng mình lái xe chở mình đi làm cũng sai sao tôi không uống rượu với anh bởi vì tôi thực sự không thích tập đoàn uyển như từ trên xuống dưới không bao giờ nhún nhường hay khinh khi ai cả mọi thứ đều dựa trên quy tắc đôi bên cùng có lợi quan hệ giữa hai bên chỉ là thứ yếu còn về khiêu vũ tôi thật sự là nhảy không tốt nhưng mà cho dù tôi có biết nhảy hay không tôi nhảy cùng với chồng tôi lẽ nào lại ảnh hưởng tới tâm trạng của anh doãn đây sao cố uyển như cũng tức giận cô không ngờ trong buổi tiệc tân gia của tập đoàn uyển như tiệc tuyên bố thành lập thương hội mới ở thành phố giang tư lại có người đến gây rắc rối bọn họ là vợ chồng xúc phạm đến giang hải không phải là đang xúc phạm đến cô sao mẹ kiếp tên lái xe này thật ra chỉ là tấm chắn một tên côn đồ mà thôi Đến tối cô bò lên giường của ai, ngủ với ai thì có trời mới biết được. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, thậm chí nhiều người cũng từng có suy đoán tương tự như vậy, Cố Uyển Như nhất định là có ông lớn nào đó chống lưng, thậm chí bọn họ còn đồn rằng người này chính là Hoành Độ Dương, còn Giang Hải chỉ là tấm bình phong che mắt thiên hạ. Nhưng, không ai dám nói lên điều này trước mặt Cố Uyển Như. Anh có bị thiểu năng không vậy? Giọng nói không lớn nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Giang Hải nắm tay Cố Uyển Như, khóe miệng nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lãnh đạm. Mấy lời như vậy, Doãn Bằng cũng dám nói trước mặt mọi người, đây không phải là đang muốn làm nhục Cố Uyển Như sao? Nói Giang Hải thế nào cũng được, Giang Hải không quan tâm, cho dù có chỉ đích danh mắng chửi anh, Giang Hải cũng chỉ xem như chó dại sủa bầy. Có điều, nói đến Cố Uyển Như, nếu để ảnh hưởng đến tâm trạng của vợ anh, thì mọi chuyện sẽ không có kết cục dễ dàng như vậy. Anh, ngay bây giờ lập tức xin lỗi vợ tôi nếu không giang hải không thích nói lời uy hiếp nói cũng không thuận miệng nhưng đây là tiệc của tập đoàn uyển như nếu gây ra hỗn loạn thì cũng không có lợi gì cho tập đoàn uyển như nếu doãn bằng xin lỗi giang hải có thể xem xét tha thứ cho anh ta một lần miễn là doãn bằng đừng làm thêm mấy chuyện ngu xuẩn như vậy nữa xin lỗi doãn bằng tức giận chỉ vào mũi anh gần từng chữ từng chữ một anh bắt tôi xin lỗi anh là cái thá gì chứ giang hải chế nhạo trên đời này luôn có một số con kiến tự cho rằng mình là mạnh nhất tự cho cho rằng mình đứng đầu thiên hạ cùng không thèm coi voi vượn ra gì tôi là cái gì không quan trọng quan trọng là tôi nói được thì sẽ làm được tôi cho anh cơ hội cuối cùng mau tới xin lỗi vợ của tôi doãn bằng ngẩng cao đầu cánh tay duỗi thẳng ra vẻ tự đắc xin lỗi trong từ điển của ông đây không có từ này Tôi muốn xem xem, anh không cho tôi cơ hội thì có thể làm được gì tôi. Đánh tôi, anh thử xem. Nhà họ Doãn ở danh quật, ngoặc kép. Chương 218. Nhà họ Doãn ở danh quật. Xung quanh lập tức bắt đầu có tiếng xì xào vang lên. Doãn Bằng, nhìn bề ngoài đẹp trai phong thái cao quý, hóa ra lại là cậu chủ nhà họ Doãn. Cho dù tập đoàn Uyển Như ở thành phố Giang Tư là không thể thay thế, không ai có thể sánh được cho dù tập đoàn huyền như có nổi danh khắp tỉnh Hải Đông, ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhưng, so với thế lực to lớn như nhà họ doãn ở danh quật, vẫn là thiếu đi nền tảng vững chắc, cũng như thực lực bên trong. Vậy mà, Giang Hải lại dám giao uy, bắt doãn bằng phải xin lỗi, nếu không. Mọi người chỉ coi đây là một câu nói đùa, Giang Hải không có đầu óc nói ra mấy lời tầm bậy. Ngay cả khi Giang Hải muốn ra tay với Doãn Bằng, Cố huyền như cũng sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Làm như vậy chỉ sẽ mang lại tai họa cho tập đoàn huyền như, dám đắc tội với Doãn Bằng, đắc tội với nhà họ Doãn ở danh quận sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Anh không phải đánh nhau giỏi lắm sao? Vừa rồi ở bên ngoài, còn dám đánh người của nhà họ Doãn bọn tôi. Anh có dám đánh tôi không? Có bản lĩnh thì đến đánh tôi đi, tôi cho anh đánh đấy, anh dám không? Nếu anh dám, thì cũng phải hỏi xem cô cố đây có dám không nếu không giang hải sớm đã biết anh ta là người của nhà họ doãn ở danh quận lúc nãy ở ngoài cửa còn đánh hai người mà anh ta mang theo cơ mà lời vừa nói ra doãn bằng đã có chút hối hận dù sao giang hải cũng chỉ là một đứa ở rể một tên côn đồ nếu như giang hải dám ra tay thật thì e rằng anh ta cũng chỉ biết đứng khóc không ra tiếng cho dù sau này có xé xác giang hải ra thành trăm mảnh thì cũng không thể rửa được nỗi nhục ngày hôm nay cho nên anh ta mới vội vàng nói thêm một câu phải hỏi xem cố uyển như có dám đắc tội với nhà họ doãn ở danh quận không đã giang hải chậm rãi buông tay cố uyển như ra từ từ bước về phía doãn bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc anh anh định làm gì doãn bằng nhìn thấy giang hải bước tới ngày một gần không khỏi cảm thấy hoảng sợ một linh tính không mấy tốt lành đột ngột dâng lên trong lòng giang hải không lẽ thật sự muốn ra tay với anh ta đấy chứ ăn phải gan hùm mật gấu không muốn sống nữa sao ông đây đến từ nhà họ doãn ở danh quận đấy anh dám bốp giang hải không có chút khách sáo vung tay tát cho anh ta một cái mặc dù giang hải chỉ mới dùng một phần sức lực nhưng đối với doãn bằng thì giống như bị một cái gậy dáng thẳng vào mặt vậy tiếng cái tát dội lại khiến cho đầu óc doãn bằng quay cuồng nhà họ doãn đã có suy tính muốn thôn tính tập đoàn uyển như nếu hôm nay giang hải tha cho doãn bằng thì chỉ khiến nhà họ Doãn cảm thấy tập đoàn Uyển Như dễ bị ăn hiếp. Thay vào đó, phải để cho anh ta ghi nhớ suốt đời. Thành phố Giang Tư không phải là một mảnh đất hoang vô chủ ai muốn làm càn cũng được. Tập đoàn Uyển Như chính là thứ mà nhà họ Doãn bọn họ không thể đụng vào được. Lúc này ở xung quanh, khi cái tát sáng trời vừa vang lên, tất cả mọi người đều há hốc miệng. Giang Hải thực sự dám làm ra chuyện này, tất cả mọi người đều mơ màng không thể tin vào mắt mình. Cố điều. Cái tát của Giang Hải đã hằn lên trên khuôn mặt trắng trẻo của Doãn bằng một dấu vết quá trói mắt. Giang Hải đã gây hỏa cho tập đoàn Uyển Như và cả anh ta cũng đã đắc tội với nhà họ Doãn ở danh quận. Kích động, chính là ma quỷ hại người, nhà họ Doãn ở danh quận nhất định sẽ khiến Giang Hải sống không bằng chết. Mà, tập đoàn Uyển Như cũng thoát khỏi liên can, sẽ bị cơn lửa giận này bao trùm. Nhiều người không khỏi lo lắng về việc hợp tác giữa mình với tập đoàn Uyển Như có khi nào sẽ bị ảnh hưởng gì không. Anh Doãn, tôi đã làm theo yêu cầu của anh, đánh anh một cái, cũng coi như thỏa mãn được tâm nguyện của anh rồi nhỉ. Tập đoàn Uyển như trước nay luôn rất tôn trọng khách của mình, chúng tôi luôn cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của mọi người. Mặc dù yêu cầu của anh có hơi kỳ lạ, tôi sống trên đời mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên mới thấy người có yêu cầu kỳ lạ đến vậy. Lần sau nếu còn có nhu cầu như vậy nữa, cứ nói tôi, tôi sẵn lòng phục vụ chu đáo. Doãn bằng ôm lấy một bên mặt Bây giờ làm gì còn khí chất nho nhã, phong thái của một quý ông lịch lãm lúc trước nữa chứ." Đôi mắt anh ta trợn tròn, không thể tin được sợ thật lúc này. "Anh dám đánh tôi? Anh sẽ chết sớm thôi, tập đoàn Uyển Như nhất định sẽ phải tiêu đời." "Anh, các người cứ chờ đấy cho tôi." Giang Hải dường như không nghe thấy gì cả, đối với mấy loại uy hiếp như vậy, anh dường như đã nghe qua quá nhiều. Từ khi bước vào thế giới ngầm 5 năm trước, Giang Hải đã hiểu ra một chân lý có thể giải quyết bằng nấm đấm thì không cần phải tốn nước bọt. Cố huyền như, đồ đàn bà khốn kiếp, tôi nhất định phải lột sạch cô ra, chơi cô đến chết, để cho chó. Bốp, Giang Hải không thèm quan tâm đến mấy lời đe dọa đó, nhà họ doãn ở danh quận nếu thật sự muốn ra tay, thì Giang Hải sẽ không ngần ngại góp một tay đẩy bọn họ xuống địa ngục. Nhưng nếu như dám đụng đến cố huyền như, vậy thì đã chạm đến giới hạn của Giang Hải rồi. Anh vừa nói cái gì? giang hải nắm lấy cổ áo doãn bằng ánh mắt lạnh lùng khiến người khác cảm giác như rơi vào động lạnh tôi là nhà họ doãn ở danh quận rất lợi hại sao nếu nhà họ doãn muốn biến mất khỏi mảnh đất phương đông này vậy thì tôi sẽ giúp một tay lời nói của giang hải cực kỳ hống hách tất cả những chuyện này cố huyền như chỉ đứng nhìn một cách bình thản đây không phải là lần đầu tiên giang hải ra tay vì cô cô cũng biết doãn bằng đã thực sự chạm tới giới hạn của giang hải cũng đã thành công chọc giận giang hải tuy nhiên mọi người xung quanh đều đang rất hoảng sợ biết được thân phận của đối phương giang hải vẫn không chút do so dự mà ra tay thật điên rồ thật điên rồ giang hải thật sự đã đạt đến mức độ ngu xuẩn không cách nào cứu chữa được nữa đó là nhà họ doãn ở danh quận đó cho dù là ở danh quận cũng là một hào môn thế phiệt một thành phố Giang Tư nhỏ bé như vậy làm sao có thể sánh ngang với nhà họ Doãn được, thậm chí ở đây có rất nhiều người, ngay cả tư cách ngước nhìn nhà họ Doãn cũng không có. Bị túm lấy cổ áo nâng lên, Doãn bằng chỉ có thể kiếng chân chạm đất. Muốn thoát khỏi, nhưng anh ta đâu phải là đối thủ của Giang Hải, cánh tay bị treo lơ lửng, căn bản là không thể thoát ra được. Anh ta đang định mở miệng nói chuyện, Giang Hải lại xách anh ta sang qua một bên, cầm một nắm bánh quy, trực tiếp nhét vào miệng anh ta nếu đã đến tập đoàn Uyển như làm khách, vậy thì phải ăn uống no say mới được về, nếu không nhà họ doãn ở danh quận lại nói tập đoàn Uyển như chúng tôi tiếp đãi không chu đáo. Ưm, um, ưm um, ưm, um, ngoặc kép, trong miệng cứ từ từ bị nhét đầy bánh vào, doãn bằng rất muốn phun ra, bột bánh quy rơi vãi tung tóe ra ngoài. Sao, miệng khô quá sao? Giang Hải cầm lấy một chai rượu trực tiếp đổ vào miệng doãn bằng. Xung quanh hội trường, tất cả mọi người đều nổi hết da gà, ớn lạnh đứng thẳng. Giang Hải quả nhiên là một tên biến thái, Doãn Bằng vừa nói vài câu về Cố Uyển Như, Giang Hải đã như muốn phát điên, muốn chơi chết cậu chủ nhà họ Doãn ở danh quận. Bây giờ, mối thù này, coi như là không thể hóa giải được nữa rồi. Có thể thấy trước được tương lai của tập đoàn Uyển Như và nhà họ Doãn ở danh quận, nhất định sẽ một sống một chết. Khi đó quyền lợi của việc hợp tác giữa bọn họ lấy gì ra để đảm bảo chứ? dù sao thì đại thần đánh nhau kẻ chịu thương vong cũng chính là bọn họ trong đám đông vẻ mặt của đường tu văn có chút không rõ ràng ông ta đã bám vào được nhà họ doãn ở danh quận cũng đang hợp tác với tập đoàn uyển như lúc này phía trước có hai con đường thứ nhất là phải giả vờ như không nhìn thấy gì cả sau đó nấp sau đám đông để xem náo nhiệt không có tổn thất cũng sẽ không có lợi ích gì cả thứ hai là ra mặt và thuyết phục đường tu văn biết chắc rằng giang hải sẽ không chơi doãn bằng đến chết lúc này ông ta đứng ra làm hòa nếu làm tốt thì đôi bên sẽ nhớ tới ông ta như một ân tình còn nếu hai bên đánh nhau nhà họ doãn ở danh quận nhìn thấy ông ta ra mặt hòa giải cũng nhất định sẽ không để ông ta chịu bất cứ tổn thất gì có điều nhớ đâu nói ra câu nào đó không tốt đắc tội với một bên vậy thì chẳng phải cùng với bên kia gánh lấy xui xẻo sao dù sao muốn ăn lớn thì phải làm liều đường tu văn nghiến răng rồi bước về phía trước. Anh Giang, anh Giang, thủ hạ lưu tình. Đường tu văn nắm lấy cánh tay của Giang Hải, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh Doãn sợ là sẽ chịu không nổi mà ngất đi mất. Quả thực lúc này Doãn bằng đã trợn tròn mắt, sắc mặt tím tái đi rất nhiều, ngộp thở đến mức không thể hô hấp được. Trông à, đừng gây chuyện nữa, để anh ta đi đi. Cố huyền như cũng có chút sốt ruột, nếu thật sự xảy ra chuyện, sẽ không có lợi cho cả hai bên. Đối với Giang Hải mà nói, cho dù có giết anh ta thì cũng chẳng to tát gì cả. Nhưng anh không muốn để Cố Uyển như nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn này. Thế là Giang Hải thậm chí còn không thèm nhìn Đường Tu Văn, lần nữa dùng lực tát thẳng vào mặt doãn bằng. Bốp, ăn uống no nê rồi thì cút đi cho tôi. Từ nay về sau cấm không được bước chân vào thành phố Giang Tư dù chỉ nửa bước. Nếu không, tôi không chỉ mời anh ăn bánh quy đơn giản vậy thôi đâu tôi sẽ mời anh mãn hán toàn tịch. Nói xong, anh xua xua tay, cũng không nhướng mày một cái, quay sang nói với đường tu văn, phiền ông vứt con lợn này ra ngoài. Đường tu văn lúc này miệng mồm đông cứng, mãi một hồi lâu mới thở ra một hơi. Doãn bằng, nằm trên mặt đất, ho khan dữ dội. Làm gì còn dám nói lời nào nữa chứ? Tuy nhiên, trong thâm tâm anh ta đã căm thù Giang Hải đến tận xương tủy, thề rằng phải giết chết Giang Hải, sau đó chơi cố huyển như cho đến chết, sau đó, tống người phụ nữ này đến một khu ổ chuột nào đó để làm phúc lợi. Anh ta muốn Giang Hải và Cố Uyển như đều phải chết. Một lúc lâu sau, Doãn Bằng mới lấy lại được chút sức lực, anh ta không thể đứng vững được, đành phải dựa vào sự hỗ trợ của đường Tu Văn. Bộ quần áo đắt tiền trên người anh ta lúc này cũng đầy nếp gấp, lại càng thêm bẩn thỉu. Đầu tóc bù xù, khuôn mặt méo mó đến kỳ lạ. Giang Hải cúi người xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Doãn Bằng. Tập đoàn Uyển như trước giờ vẫn luôn đối đãi nhiệt tình như vậy, mấy lời cảm ơn thì không cần phải nói đâu. Nhưng, nhớ kỹ mấy lời tôi vừa nói. Mày, khổ khổ, khổ khổ, ngoặc kép. Doãn Bằng vẫn ho khan kịch liệt, theo bản năng muốn nói thêm vài câu tàn nhẫn, kiên quyết nhìn chằm chằm vào Giang Hải. Nhưng mà, khi nhìn thấy ánh mắt của Giang Hải, trái tim của anh ta đột nhiên trở nên lạnh lẽo anh ta có cảm giác mình đang bị một ác linh tàn bạo nhìn chằm chằm vào, trái tim anh ta dường như đang bị bóp nghẹn sắp chết đến nơi. Đây là một loại sợ hãi cực độ từ sâu thẳm bên trong, doãn bằng dùng mình sợ hãi. Nói xong, Giang Hải đứng dậy vẫy tay với mấy nhân viên bảo vệ cách đó không xa, ra hiệu cho bọn họ thu dọn đống lộn xộn này. Việc doãn bằng làm thế nào để bò được ra khỏi chỗ này, Giang Hải căn bản không thèm quan tâm đến. Tiếng nhạc lại vang lên. Giang Hải một lần nữa nắm lấy tay Cố Uyển Như, đôi mắt của Giang Hải trở nên dịu dàng và ngọt ngào. "Bà xã, vừa rồi điệu nhảy kia vẫn chưa nhảy xong." Chuyện bá đạo như vậy xảy ra trên người của Giang Hải, cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Cách đó không xa, huyền thuần một tay chống cằm, mỉm cười, mê mẩn xem hết mọi chuyện vừa rồi, người đàn ông này quá nam tính. Tuy nhiên, Lan Kiều đứng một góc luôn tỏ ra vẻ điềm tính. Ở đây, chỉ có mỗi cô biết rõ. Giang Hải một khi đã ra tay thì sẽ điên cuồng đến mức nào? Đánh người, mắng người, tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ. Một khi Giang Hải trở nên tàn nhẫn thì sẽ điên cuồng trừng phạt. Nghĩ đến việc lúc đó Giang Hải đã lấy Lan Gia Gia để uy hiếp cô ta, ra lệnh cho cô nằm chờ sẵn trong khách sạn, sau đó bắt cô ta cởi quần áo, sau đó, làm nhục cô ta nhưng không thèm đụng vào người cô ta. Bây giờ, Lan Kiều lại thấy cảm kích. Năm đó nếu giang gia không xảy ra vụ hỏa hoạn đó lan gia là người tiêu diệt nhà ho giang vậy thì bây giờ hậu quả sẽ như thế nào giang hải không giết cô ta mà chỉ làm nhục cô ta khiến cô hoàn toàn mất đi nhân phẩm không chỉ trà đạp thân thể mà còn trà đạp lên cả tâm hồn sau khi khiêu vũ xong lan kiều cũng hồi phục thần sắc nhớ lại vài tháng trước vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi tiếp xúc với giang hải không chỉ phải làm cho anh ta cả thấy hài lòng mà còn phải hết mức thận trọng Cô ta bước tới, khẽ nở nụ cười, uyển như, cô nên đi chuẩn bị một chút cho chuyện sắp tuyên bố tiếp theo. Còn ông xã của cô, sợ là phải cho tôi mượn dùng tạm một lát rồi. Nhẹ nhàng nâng bàn tay vàng ngọc lên, tôi có thể có vinh dự mời anh Giang nhảy một bài không? chương 223, thành lập thương hội. Giang Hải vốn định từ chối. Nhưng cố uyển như lại hào phóng đưa tay của Giang Hải qua. Hai người khiêu vũ đi, dù sao tôi cũng không thích khiêu vũ lắm, Cô hoàn tin tưởng Giang Hải, cũng rất thoải mái đối với Lan Kiều. Lúc này, Cố Huyền Như nhìn về hướng Huyền Thuần đang ngồi một góc, cô luôn có một cảm giác kỳ lạ đối với người phụ nữ này. Có lẽ đây là bản năng của một người phụ nữ. Khi âm nhạc vang lên, điệu nhảy uyển chuyển bắt đầu, Lan Kiều nghiêng người dựa rất gần vào Giang Hải, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương tao nhã trên cơ thể cô ta. Tuy nhiên, Giang Hải không hề liếc mắt, ngay cả vẻ mặt cũng rất hứng hờ không phải chứ khiêu vũ với cố uyển như anh phấn khích như vậy khiêu vũ vói tôi khiến anh cảm thấy chán trường vậy sao lan kiều không tức giận ngược lại trong lòng cô ta lại có một sự kính nể đối với giang hải một người đàn ông đứng ở đỉnh cao như giang hải không những không có tư tưởng tam thê tứ thiếp mà thậm chí còn không có bất kỳ hứng thú nào đối với những người phụ nữ khác còn nhớ lúc đó trên người cô không một mảnh vải che thân nhưng trong ánh mắt giang hải không hề có chút dục niệm nào cả có thể thấy người đàn ông này phải có sức tự chủ mạnh mẽ đến nhường nào thứ đáng sợ nhất trên đời này là gì chính là một người phụ nữ có thể cởi sạch đồ trên người xuống mà vẫn không chút đỏ mặt đúng là thật đáng sợ đặc biệt là phụ nữ đẹp loại người như vậy muốn có được một thứ gì đó thì dễ như chở bàn bay mà người đàn ông có thể quản được dây kéo khóa quần của mình còn đáng sợ hơn nữa đặc biệt là đối với một người đàn ông có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không cần phải lo sợ trái tim mạnh mẽ năng lực tự chủ phi thường anh định xử lý uyển thuần thế nào đột nhiên lan kiều hỏi một câu giang hải cười lãnh đạm mời cô chỉ giáo tùy anh cứ như đối phó với tôi là được lan kiều ngẩng đầu lên cái cổ trắng như tuyết vô cùng quyến rũ lộ ra chỉ cần giang hải thích anh muốn lúc nào cũng được nhưng vấn đề là lan kiều đã nhìn thấu mọi thứ ngược lại cố huyền như là một cô gái trong sáng có chút ngốc nghếch không biết chuyện gì cả tôi muốn làm thế nào không cần phải nói cũng chả cần phải giải thích với ai cả giang hải có chút nghi ngờ lan kiều có phải ăn mặn đến khát nữa rồi không lan kiều cong môi vặn eo mấy cái rồi mỉm cười vậy nhà họ doãn ở danh quận anh tính sao lan kiều lo lắng lo lắng tập đoàn uyển như không phải là đối thủ của nhà họ doãn ở danh quận tiếp theo đây hai bên nhất định sẽ có màn đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ chán mà lúc này so với lúc lan kiều đi theo giang hải đến thành phố hải hà thái độ rõ ràng đã thay đổi đi rất nhiều giang hải không phải là một người có đầu óc đơn giản anh làm sao có thể đắc tội với thế lực mà anh không nắm chắc trong tay được chứ chỉ là trong lòng vẫn phảng phất một chút lo lắng nhảy trả ra làm sao cả sau khi âm nhạc kết thúc lan kiều ngước nhìn giang hải từ biểu tình ấy có thể nhìn thấy tâm trạng của anh lúc này chỉ đáng tiếc giang hải giống như một vũng nước bình lặng không một chút gợn sóng cô khoác tay giang hải bước sang một bên lúc này uyển thuần cũng nhẹ nhàng bước tới anh giang tôi có may mắn được mời anh nhảy một bài không cô có may mắn đó tôi còn đang nghĩ cách làm sao thoát khỏi người bạn nhảy cứng như khúc gỗ này vừa rồi còn dẫm chân lên mấy lần nữa đây sau đó lan kiều cũng học theo cách của cố uyển như từ từ đưa cánh tay gang viêm về phía uyển thuần thật ngại quá tôi trước khi cô ta kịp nói xong uyển thuần đã nắm lấy cánh tay giang hải ánh mắt vô cùng chiều mến anh giang tôi cũng có biết một chút về nhà họ doãn ở danh quận tôi không muốn biết cũng không có nhu cầu tìm hiểu giang hải thẳng thừng từ chối anh rút tay về cũng không thèm bày ra vẻ xin lỗi xoay người bước đến khu ăn uống Uyển Thuần khẽ giật mình, nhưng cô ta cũng không hề tức giận, ngược lại mọi chuyện vẫn đang diễn ra như cô ta mong đợi. Nếu có thể quyến rũ được Giang Hải dễ dàng như vậy, người đàn ông này sẽ không đáng để cô ta trân trọng. Cô ta bình tĩnh bước sang một bên lấy điện thoại ra. Trong điện thoại di động vừa gửi đến rất nhiều dữ liệu phân tích, dùng những thông tin có được qua quá trình điều tra này kết hợp với lý thuyết tâm lý, cùng sự hỗ trợ của dữ liệu lớn, bắt đầu tiến hành giải thích toàn diện về Giang Hải mặc dù giang hải biết huyền thuần cũng chẳng có ý tốt gì nhưng giang hải cũng không có quá nhiều ác ý đối với người phụ nữ này ít nhất người phụ nữ này cũng không hề rẻ rúng theo đuổi giang hải giống như một cô gái trẻ mới biết yêu vậy giống như phân tích thông tin này đối với loại hành vi chân thành cho dù đúng hay sai giang hải cũng không hề bài xích ánh đèn lại được bật lên cả hội trường sáng sửa trở lại mà cố huyền như đã thay một bộ váy mới bước ra sân khấu trở lại Giới thiệu tổng thể về thương hội ở thành phố Giang Tư do tập đoàn Uyển Như đứng đầu. Khác với các thương hội khác, thương hội ở thành phố Giang Tư kết nối chặt chẽ tất cả các thành viên lại với nhau, cho phép nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hợp lại cùng nhau phát triển. Tuy nhiên, Cố Uyển Như thông báo rằng để tham gia vào thương hội, ngoài phí thành viên để duy trì cho hoạt động cơ bản của thương hội ra, cần phải bỏ thêm 10 triệu để đưa vào ngân sách của thương hội. Số tiền này dùng để phòng ngừa rủi ro nếu bất cứ công ty nào gặp phải khó khăn gì trong quá trình hoạt động thì có thể đăng ký vay với thương hội. Tất nhiên, thương hội cũng sẽ xem xét sự cần thiết và khả năng thu hồi. 10 triệu không phải là số tiền nhỏ, dù mọi người có mặt tại đây đều là những người giàu có, trong tay nắm cả tỷ đô, nhưng ai cũng lo lắng sợ sẽ không thu hồi lại được số tiền đó. Phía dưới hội trường cũng có rất ít người hưởng ứng. Cố Huyền Như không vội vàng. Thứ nhất, Thương hội vừa mới được thành lập, mọi người đều tỏ ra thận trọng, chưa hiểu rõ các quy định trong đó nên cũng không dễ dàng để đưa ra quyết định ngay lập tức được. Thứ hai, vừa rồi Giang Hải đã đắc tội với người của nhà họ Doãn ở danh quận, hơn nữa chuyện này còn rất nghiêm trọng. Việc đối đầu với một thế lực hùng mạng như vậy cũng sẽ khiến mọi người phải cân nhắc kỹ lưỡng những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai. Ngay sau đó, Cố Huyền Như lại mỉm cười việc thành lập thương hội ở thành phố Giang Tư mang đến những lợi ích gì cho các vị, tôi nghĩ tôi không cần phải nói nhiều nữa. Nếu mọi người muốn gia nhập, khoản đầu tư 10 triệu tệ chỉ là bước khởi đầu. Số tiền đầu tư của quỹ cũng sẽ ảnh hưởng đến tình trạng và quyền hạn trong tương lai của thương hội. Tập đoàn Uyển Như sẽ đầu tư 300 triệu tệ. 300 triệu? Nhiều vậy sao? Tập đoàn Uyển Như thực sự giàu có và quyền lực như vậy sao? tập đoàn Uyển như mới chỉ được thành lập có hơn một năm thôi mà. Không phải chứ, lấy đâu ra lắm tiền vậy? Tôi nhớ, lúc đầu vốn điều lệ của tập đoàn Uyển như chỉ có 100 triệu, đúng không? Đừng nói vậy, tôi đã nghe người ta nói tập đoàn Uyển như bây giờ đã là một doanh nghiệp hàng chục tỷ rồi. Phía dưới hội trường bất ngờ như phát nổ. Hầu hết những gì tập đoàn Uyển như hiện có đều là tài sản vô hình. Đi đến hợp tác kỹ thuật, chẳng những không cần tốn tiền, ngược lại còn thu hồi lại không ít hàng chục và hàng trăm công nghệ đã được triển khai hợp tác và tập đoàn uyển như bây giờ đang nắm trong tay một lượng tiền mặt lớn có điều con số hàng chục tỷ vẫn là có chút không thể tin nổi vài tỷ thì còn có khả năng đây chưa phải là kết thúc cố uyển như lại nói tiếp trong tương lai tất cả các dự án của tập đoàn uyển như sẽ chỉ hợp tác với các doanh nghiệp nằm trong thương của ở thành phố giang tư bao gồm tất cả các công nghệ và quyền sở hữu còn có công viên công nghệ không bao lâu nữa sẽ bước vào giai đoạn nghiên cứu và phát triển. Đến lúc đó, tất cả các công nghệ được sản xuất cũng sẽ được chuyển qua thương hội ở thành phố Giang Tư. Cố huyền như vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ bước vào hội trường. Người phục vụ mặc sườn xám bước vào với một cái khay, trên đó đã chuẩn bị sẵn những sắp tài liệu vừa mới in. Đây chính là quy tắc hoạt động chung của thương hội ở thành phố Giang Tư. Chen qua giữa đám đông, đưa cho mỗi người bản, để bọn họ lật ra xem. Đúng lúc này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều bàn tán không ngớt, cả hội trường như muốn nổ tung. Đầu tiên bọn họ thì thầm với nhau, sau đó nhiều người bắt đầu nói chuyện ồn ào. Một số người nhìn thấy cơ hội, chỉ cần gia nhập thương hội, bọn họ sẽ có cơ hội hợp tác với tập đoàn Uyển Như. Một số khác lại nhìn thấy rủi ro, nếu như vậy thì sẽ có rất nhiều công ty bị tập đoàn Uyển Như kiểm soát. Tập đoàn Uyển Như giống như một vị hoàng đế Bọn họ mặc dù không thuộc về chư hầu của tập đoàn Uyển Như, nhưng bọn họ đã trở thành ngoại tộc cần phải cống nạp. Nói thì dài dòng phức tạp, thực ra, 10 triệu này nói trắng ra chẳng phải là để mua vé vào cửa sao. Có thể nói đây chính là điều kiện tin quyết để hợp tác với tập đoàn Uyển Như. Đây chẳng phải là đang cưỡng ép người khác sao, nếu bây giờ tôi không đồng ý, vậy sự hợp tác với tập đoàn Uyển Như trước đây chẳng phải là không thể tiếp tục gia hạn nữa sao. Tôi thấy, Sắp tài liệu này chúng ta không cần phải xem nữa, trừ phi có người không muốn tiếp tục gia hạn hợp tác với tập đoàn Uyển Như trong tương lai. Tiếng lật giấy không ngớt, sau đó ai nấy cũng đều bắt đầu gật đầu. Bởi vì, dựa theo quy tắc chung này, nội dung được đánh dấu không hề thiên vị cho tập đoàn Uyển Như, có thể nói là rất công bằng. Thậm chí, ở một khía cạnh nào đó, đối với tập đoàn Uyển Như mà nói không hề có lợi, mà ngược lại bọn họ còn phải gánh thêm rất nhiều trách nhiệm. Nay này, mọi người nhìn cái này. Khoản vay của công ty vượt quá 20% tổng tài sản của công ty mới có thể đăng ký quỹ này. Vậy thì thế nào? Anh không biết sao, tập đoàn Uyển Như thời điểm hiện tại không có bất kỳ khoản vay ngân hàng nào dù chỉ một xu, khoản vay trước đó cũng đã trả hết. Nói cách khác, tập đoàn Uyển Như lấy ra 300 triệu nhân dân tệ này, nhưng bản thân lại không thể sử dụng. Vậy, vậy cô ta muốn gì? Không thể, chuyện này tuyệt đối không thể ngoặc kép. Mọi người bắt đầu thảo luận, Cố Huyền như đứng sang một bên, thì thầm điều gì đó với Lan Kiều. Bọn họ đều biết rõ, việc quản lý một công ty, không phải phụ thuộc bạn có tham vọng lớn đến bao nhiêu, cái đầu tiên, chính là sự ổn định. 10 triệu, xem ra không nhiều, cho dù bỏ ra số tiền này cũng không tổn thất gì cả, tuy nhiên, bọn họ cũng phải cực kỳ thận trọng. Cũng nên cho bọn họ thời gian để cân nhắc một chút, hơn nữa tập đoàn Uyển Như cũng không định để các công ty gia nhập vào thương hội ngay ngày hôm nay, mọi chuyện đều cần phải có quy trình. Khi nhóm người đầu tiên ăn cua và đã nếm được vị ngọt của nó, còn sợ những người khác không chạy theo xu hướng mà đầu tư nhiều hơn sao? Dù sao, trong quy tắc chung cũng có một điều khoản như vậy. Số tiền đầu tư cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ chiết khấu khi đấu thầu của tập đoàn Uyển Như. Đầu tư hơn 100 triệu nhân dân tệ để tham gia đấu thầu dự án của tập đoàn Uyển Như với mức chiết khấu lên đến 5%. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng đối với những dự án lớn hơn 1 tỷ NDT, tỷ lệ hàng năm đều sẽ được tăng lên 5%, bất kể là ai cũng không thể bỏ qua miếng thịt béo bở này. Việc thành lập thương hội, tập đoàn Uyển như đương nhiên cũng có lợi ích riêng của mình trong đó. Nếu tất cả các đối tác cùng đứng chung trên một con thuyền, có lợi cùng hưởng. Vậy thì đối với những kẻ muốn phá hủy mạng lưới công nghiệp do tập đoàn Uyển như thiết lập sẽ khó hơn lên trời. Cố Tổng, chúng tôi có thể là người đầu tiên tham gia không? Một người giơ tay lên. Chính là Hồ Tổng của thành phố Giang Thanh. Ngày hôm đó, cô Uyển Như tham gia buổi họp lớp và tình cờ gặp được Hồ Tổng. Cô đã nói rằng tập đoàn Uyển Như chỉ ghi nhận những người thật sự có thành ý muốn hợp tác. Nếu Hồ Tổng muốn hợp tác thì cứ gửi bản kế hoạch kinh doanh đến cho tập đoàn Uyển Như. Sau đó, Hồ Tổng và những người bạn của ông ta đã lập tức thành lập một công ty cổ phần mới và nhanh chóng lên kế hoạch kinh doanh. Bởi vì điều này, cho nên hôm nay ông ta mới được mời đến tham dự tiệc của tập đoàn Uyển Như. Là một doanh nghiệp nhỏ rất khó để có thể phát triển, nó hoàn toàn nằm trong khe hở giữa các doanh nghiệp lớn mạnh. Thương hội ở thành phố Giang Tư do tập đoàn Uyển Như đứng đầu, có rất nhiều điều khoản đặc biệt dành cho các doanh nghiệp nhỏ như vậy, càng xem càng thấy đáng kinh ngạc, đối với Hồ tổng mà nói, đây chính là một dự án hỗ trợ dành riêng cho những người như ông ta. Đóng tập tài liệu trên tay lại, sau đó bình tĩnh suy nghĩ trong vài giây hồ tổng lại nghiêm túc đọc lại thật kỹ các điều khoản một lần nữa sau khi đọc lại hồ tổng cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định thương hội này ông ta nhất định phải gia nhập hồ tổng lẽ nào ông không muốn suy nghĩ thêm một chút nữa sao cố huyền như cười nói không cần nghĩ nữa hiện tại tôi chỉ muốn xem điều khoản thành viên liên quan thôi mỗi bước đi đều rất thận trọng không chỉ cố huyền như mà ngay cả Lan Kiều được mệnh danh là Gia Cát Lượng ở thành phố Giang Tư, cũng phải nhìn ông ta với con mắt tán thưởng. chương 219 Sau vài giờ, bữa tiệc cũng đã kết thúc. Mặc dù sự hưởng ứng của mọi người không đáp ứng được sự kỳ vọng của Cố Uyển Như, nhưng cũng có hơn chục đối tác đầu tư 10 triệu vào quỹ ngân sách và đăng ký tham gia thành viên thương hội ngay tại buổi tiệc. Thương hội ở thành phố Giang Tư chính thức được thành lập. Cố Uyển Như bận bịu đến khuya, Cố Vân Lệ gọi điện đến mấy lần hỏi cô khi nào quay về ăn cơm, đồ ăn đã hâm đi hâm lại nhiều lần rồi. Cố Huyền Như vừa thu dọn đồ đạc vừa vội vã trở về. Ngồi trong xe, Cố Huyền Như liếc nhìn Giang Hải, nói nhỏ, "Chồng à, có phải hôm nay anh rất tức giận không?" "Tức giận? Tại sao anh phải tức giận?" Giang Hải cười hỏi lại. "Hôm nay, lần đầu tiên vợ anh chủ động khiêu vũ với anh, anh rất vui." Cố Huyền Như thở phào nhẹ nhõm lúc nhìn thấy Giang Hải nắm lấy doãn bằng nhấc lên, rồi nhét bánh quy đổ rượu vào miệng anh ta, bộ dạng đó quá đáng sợ. Ngay cả Cố Uyển như cũng nghĩ rằng, có phải đây là tính cách khác tồn tại trong con người Giang Hải không? Bất cứ ai dám chạm vào giới hạn của Giang Hải, rất có thể đều sẽ bị giết không tha. Đồng thời trong lòng cô cũng có chút vui mừng, Giang Hải làm tất cả những chuyện này đều là vì quan tâm đến cô. Giang Hải tại sao lại làm như vậy, anh nhất định tự có suy tính của mình. Trước mặt mọi người, điên cuồng nghiền ép nhà họ Doãn ở danh quật, nhưng cũng đồng thời cũng muốn nói cho tất mọi người biết, bất kể là ai cũng không thể tùy tiện động vào tập đoàn Uyển Như. Ngay cả bây giờ, mặc dù sẽ có tác động tiêu cực, nhưng thời gian lâu dài, mọi người đều sẽ có thể nhìn thấy, ngày hôm nay dạy cho Doãn bằng một bài học, không những không có chuyện gì xảy ra, mà nhà họ Doãn sẽ vì trộm gà không thành mà cơm không lành canh không ngọt, uy doanh của tập đoàn Uyển Như cũng sẽ từ đấy mà phất lên người người cho dù là một cá nhân hay cả một doanh nghiệp chỉ khi bạn trở nên thật mạnh mẽ thì bạn mới có thể đứng vững được tại sao phải thể hiện sức mạnh chỉ có như vậy những kẻ côn đồ tưởng mình là bố thiên hạ mới có thể nói chuyện một cách văn minh với bạn làm người không chỉ cần phải có năng lực chiến đấu mà còn cần phải biết tu dưỡng sự kiềm chế của bản thân anh tôn trọng tôi tôi cũng sẽ tôn trọng anh tại sao anh không nhảy cùng với uyển thuần cố uyển như đột một hỏi trong bữa tiệc không biết đã có biết bao nhiêu người mời cô ấy khiêu vũ nhưng cô ấy đều từ chối giang hải cười thầm cô vợ ngốc nghếch này của anh như thế này là đang thiếu tự tin sao anh chỉ khiêu vũ với mỗi em giang hải cười nói cố uyển như hơi đỏ mặt trong lòng ngập tràn hạnh phúc có giang hải bên cạnh thật tốt đồng thời lại cũng có chút cảm giác tội lỗi cô đề phòng uyển thuần chẳng khác nào là đang không tin tưởng giang hải giang hải liếc mắt nhìn cố uyển như vợ à anh nhảy có tốt không tốt lắm em không ngờ anh lại nhảy giỏi đến như vậy giang hải bật cười không anh cảm thấy có mấy động tác anh nhảy không được tốt lắm tối nay em dạy anh có được không động tác nào thì động tác mà có thể sinh con ấy vợ sao mặt em lại đỏ rồi động tác này anh nhớ hình như chúng ta luyện tập rất tốt mà ui đừng véo anh đang lái xe đấy Cố huyền như rất xấu hổ, Giang Hải cái gì cũng tốt, chỉ có lái xe là không ổn, cô còn chưa kịp chuẩn bị đã rồ ga chạy mất rồi, có lần còn bị rơi xuống hố còn lơ nga lơ ngơ. Vào lúc này, trong khách sạn, Doãn Bằng đang phát cuồng. Trong phòng không còn thứ gì có thể đập phá được nữa, cô gái trên người chỉ mặc mỗi cái yếm đứng núp ở một góc không khỏi dùng mình. Sau khi chút giận, Doãn Bằng gọi điện thoại, chú, phái cho cháu hai cao thủ, thư xê lực phải mạnh hơn cả húc thiết. Anh ta không dám nói chuyện xảy ra ở thành phố Giang Tư cho cha mình biết, vốn dĩ nhiệm vụ của anh ta đến đây là để xây dựng mối quan hệ với tập đoàn Uyển Như và tìm ra khuyết điểm của bọn họ, sau đó nhà họ Doãn ở danh quận sẽ ra đòn quyết định, thu tập đoàn Uyển Như về tay mình. Doãn bằng vì tham lam muốn giành được công trạng sớm, muốn có địa vị cao hơn trong gia tộc, nếu thắng được tập đoàn Uyển Như thì sẽ có tư cách kế thừa vị trí chủ nhân kế tiếp của gia tộc mình. Vì vậy, anh ta muốn dùng nghị lực của mình để thu hút sự chú ý của cố uyển như sau đó một mẻ thu gọn tập đoàn uyển như mà không tốn một binh một tốt quả thật doãn bằng đã đánh giá quá cao sức hấp dẫn của mình nếu không có cái danh là cậu chủ nhà họ doãn ở danh quật anh ta cũng chẳng là cái rắm gì cả ngay cả làm một tên trai bao cũng không xứng cao thủ còn mạnh hơn cả húc thiết cháu tưởng cao thủ giống như rau cải bán ở khắp phố sao bên kia truyền đến giọng nói khiển trách một cao thủ có thể sánh ngang với Húc Thiết, thì có người nào không phải mục tiêu của các đại gia tộc, những người trình độ như vậy, có thể không kết giao, nhưng tuyệt đối không thể kết thù. Nhà họ Triệu ở phương Bắc chẳng phải là tấm gương tiêu biểu sao? Nghiệp gia vốn dĩ là một con chó của nhà họ Triệu, nhưng vì sử dụng không đúng cách mà suýt chút nữa nó đã quay lại cắn chết người của nhà họ Triệu. Húc Thiết sau cùng đã giết Nghiệp gia, ngay cả ở phương Bắc cũng là kẻ đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp một cao thủ có thể so bì được với ông ta nếu như trở thành kẻ thù với nhà họ doãn ở danh quận vậy thì nhà họ doãn có thể yên ổn sống tiếp được hay không cũng thật khó nói nói đi cháu định đối phó ai doãn bằng lạnh lùng nói giang hải cháu muốn giết chết nó hả đầu dây bên kia nghe xong có chút khó hiểu doãn bằng vừa mới đến thành phố giang tư làm sao lại có thủ oán gì với giang hải được sau đó Doãn Bằng nói ra những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. đầu dây bên kia lập tức hét lên, mắng chửi Doãn Bằng là một tên ngốc, chỉ vì một người phụ nữ mà lại gây thù chuốc oán với Giang Hải. Doãn Bằng có não không? Ngây thơ, ngu ngốc, thực sự nghĩ rằng sau khi có được Cố Uyển Như, nhà họ Doãn sẽ có thể có được tập đoàn Uyển Như sao? người ở đầu dây bên kia thực sự nghi ngờ, không biết đầu óc của Doãn Bằng có phải là một cục đá hay không nữa iq là số âm à ngay cả một kẻ ngốc cũng không thể làm ra một chuyện ngu ngốc đến như vậy từ hôm nay cháu đừng có bất cứ hành động gì cả cứ ở đó đợi tin tức của chú chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ nói lớn thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của nhà họ doãn nói nhỏ thì cũng chỉ là chuyện ghen tuông mà thôi để đề phòng bất chắc vẫn là nên nói với gia chủ của nhà họ doãn một tiếng thì vẫn tốt hơn sau khi vứt điện thoại sang một bên Khuôn mặt của Doãn bằng gần như méo mó vô cùng khó coi. "Người đâu? Mau đi nghe ngóng cho tôi con khốn Huyền Thuần đó rốt cuộc là đang ở phòng nào trong khách sạn này. Nếu Huyền Thuần đã ra vẻ thanh thuần, vậy thì anh ta sẽ cưỡng ép người phụ nữ này. Đàn bà ấy mà, chỉ cần ngủ vài lần thì cũng đành phải chấp nhận số phận thôi. Hoặc cũng có thể sẽ trở nên ngoan ngoãn phục vụ lại cũng không chừng." Người tùy tùng cúi đầu nói, "Cậu chủ, vừa rồi vừa rồi nhà họ Doãn truyền tin tới nói, nói tôi thông báo với cậu chủ, trong thời gian này phải ở yên trong khách sạn, không được đi đâu cả, thậm chí cũng không được tiếp xúc với bất cứ ai. Cái gì, sắc mặt Doãn bằng lập tức thay đổi, loạn choạng bước về phía trước, rồi nắm lấy cổ áo người kia. Ngay cả cậu cũng dám ra lệnh cho ông đây sao? Không, 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 cậu chủ, tôi cũng không còn cách nào. Mặc dù đi theo Doãn bằng, nhưng bọn họ là ăn cơm của nhà họ Doãn, lời nói của ai có giá trị hơn bọn họ cũng biết phân biệt trong một căn phòng khác uyển thuần chống một tay lên cằm lười biếng nằm trên chiếc giường êm ái trong tay là dữ liệu phân tích về giang hải trọng tình cảm uyển thuần thì thầm nếu như vậy trước đây anh và cố uyển như đã từng xảy ra chuyện gì nếu không làm sao anh lại chấp nhận ở rể nhưng mà uyển thuần suy nghĩ nát óc làm sao mới có thể khiến anh nợ ân tình của mình tốt nhất là loại ân tình không thể báo đáp đặc biệt là đối với những người như Giang Hải không thể nào nợ ân tình này được. Anh tài thế kiệt. Khi hai người trở về nhà, đúng lúc Cố Vân Lệ cũng vừa hâm nóng thức ăn lại xong, liên tục than phiền hai người bọn họ chỉ biết đến công việc, không biết lo nghĩ đến mấy chuyện khác. Kiếm nhiều tiền như vậy thì có ích gì chứ? Cố Huyền Như nở nụ cười với mẹ mình rồi ngồi xuống bàn ăn. Nhưng Giang Hải chỉ ăn được một chút. Vừa rồi ở nửa tiệc, miệng của anh không nghỉ ngơi lấy một giây tiểu giang đồ ăn hôm nay không ngon sao đương nhiên là rất ngon rồi ạ à, con thích nhất là món mẹ nấu vừa nói xong giang hải còn cố ý nhét thêm vài miếng vào miệng tấm tắc khen ngon cố Huyền như ngồi bên cạnh chỉ biết cười thầm giang hải bây giờ chứa một bụng thức ăn đủ loại bữa cơm này nuốt trôi mới lạ hai người ăn xong bước lên lầu cố Huyền như sau khi tắm xong ngồi lau tóc ông xã nhà họ doãn có phải là có ý xấu không Giang Hải chắc chắn sẽ không thể nào vô duyên vô cớ mà nổi điên như vậy, bên trong nhất định có ẩn tình. Vừa rồi, em có hỏi qua cha, cha nói cũng từng có nghe được một số tin đồn về nhà họ Doãn ở danh quật, cướp đoạt lừa gạt, bọn họ trước giờ làm không ít chuyện xấu. Có phải anh có ân oán gì với nhà họ Doãn không? Sau khi điều tra qua, Cố Uyển như càng cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, nhưng cô có hỏi thế nào Giang Hải cũng không nói cho cô biết giang hải nói em chỉ cần lo chuyện kinh doanh của công ty những chuyện khác không cần phải bận tâm giang hải không muốn nói quá nhiều về chuyện đánh đấm chém giết nhà họ doãn này bên trong chứa rất nhiều cao thủ cướp bóc lừa gạt nếu chỉ có thế lực thông thường làm sao có thể làm ra được mấy chuyện này phong cách hành động lại giống như mấy tên thổ phỉ thời xưa ngay cả mấy chuyện bắt cóc và tống tiền cũng làm không ít cố huyền như thở dài một hơi vẻ mặt có chút phức tạp chúng ta làm ăn nếu thấy thích hợp thì kết giao, không thích hợp thì bỏ đi, thành ý mới là điều quan trọng nhất. Em cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể mở rộng được quy mô kinh doanh, khiến công ty ngày càng lớn mạnh, nhưng tại sao lại có một số người không làm mà đòi có ăn? Làm việc xấu nhiều, làm gì có chuyện không phải trả giá. Giang Hải cười nói, thổ phỉ thời xưa có mấy kẻ không tiêu tan bỏ mạng chứ? Mạng của loại người như vậy vô cùng rẻ rúm, vợ à, em không cần phải bận tâm tới mấy chuyện này. Giang Hải biết Cố Uyển như bản chất rất lương thiện. Trong thế giới của cô không có mưa đạn hay thuốc súng. Lúc trước, Giang Hải cũng từng nghĩ như vậy, thảm nhất chẳng qua cũng chỉ là đầu gục xuống đất. Chỉ sau bước vào thế giới ngầm, anh mới biết so với những gì có thể tưởng tượng ra được, thế giới này còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần. Cố Uyển như đã ngủ, Giang Hải lại đứng trên ban công châm một điếu thuốc. Nam Chiến đã từng theo chân lôi đại ca tàn sát tứ phương người được biết đến là một trong hai đại sát thần ở thành phố Giang Thanh, nhưng bây giờ anh ta đã biến thành một tình báo ngầm. Trong thế giới ngầm ở tỉnh Hải Đông, Nam Chiến có một mạng lưới quan hệ cực kỳ rộng lớn, cùng với sự hỗ trợ tài chính của Giang Hải, rất nhanh đã gây dựng được một mạng lưới tình báo vững chắc. Bây giờ, đã đến lúc xuất đầu lộ diện, việc đầu tiên cần làm chính là khai phá các thế lực ngầm ở tỉnh Hải Đông, thậm chí là một số mạng lưới ở ngoài sáng. Giang Hải cần biết, tiếp theo đây, Ai sẽ là kẻ thù, ai sẽ là thể lực có thể bồi dưỡng vun đắp để hỗ trợ trong tương lai. Toàn tính của nhà họ Doãn không nhỏ, nhất định sẽ tích tụ trở lại, đợi đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, đó sẽ là một đòn chí mạng. Đây là sự khác biệt giữa đại gia tộc và thể lực giang hồ. Làm việc tàn nhẫn, tuyệt tình, thậm chí một khi đã ra tay sẽ dứt khoát không trở lại một con đường nào. Kế hoạch tỉ mỉ trồng chéo vào nhau. Bên trong khách sạn, Doãn bằng vung vẩy thắt lưng điên cuồng đánh vào cô gái mặc yếm khiến cô ta không ngừng gào khóc đang lúc bạo lực chuông điện thoại vang lên khi nhìn thấy người gọi tới doãn bằng có chút sửng sốt nhưng anh ta không trả lời ngay câm miệng cô gái mặc yến lập tức im bặt không dám động đậy gì nữa sau đó giọng điệu anh ta vô vùng kính cẩn con nghe ạ à? cái gì nhà mình chuẩn bị giúp con hai cao thủ vâng còn vẫn đang nghe đây dạ vâng vâng con nhất định sẽ khiến cho tên Giang Hải đó. Dạ, con hiểu rồi. Sau khi cúp điện thoại, Doãn Bằng nhún vai, nhịn cả nửa ngày rồi cười điên cuồng. Giang Hải, tao không tin, mày thật sự có bản lĩnh hạ gục được húc thiết. Bây giờ, hai cao thủ này kết hợp với nhau, thực lực không hề thua kém húc thiết. Cho dù mày có thể sống sót trong tay bọn họ, thì cũng vẫn phải chết. chương 220 Doãn Bằng, là cậu chủ nhà họ Doãn, đi đến đâu đều thành đối tượng người ta muốn theo đuổi cung phụng nhưng ở tiệc tập đoàn uyển như giang hải thế mà dám đối xử với anh ta như vậy việc này làm cho doãn bằng mất hết thể diện tôi muốn giang hải chết một phút cũng không thể chờ đợi được lập tức rút điện thoại ra gọi đàn em tới trên mặt tên đàn em đang bôi cồn sát khuẩn chỉ cần hơi động vào lớp da mặt sẽ có cảm giác rát bút đau đớn không thôi liên hệ với hai cao thủ kia bảo bọn chúng nhanh lên giang hải không chết doãn bằng không thể nào ngủ ngon được còn có cố uyển như giả vờ thanh khiết gì chứ chờ khi vào tay mình rồi nhất định phải dạy dỗ tử tế làm cô ta sống không bằng chết thành loại gái đê tiện nhất không chỉ có cố uyển như đợi đến khi hai cao thủ tới anh ta còn muốn cả lan kiều cô gái này quả thực mê người so với cố uyển như lại là hai loại khẩu vị hoàn toàn trái ngược đương nhiên doãn bằng tự nhiên cũng không thể quên uyển thuần Cô gái này làm anh ta thương nhớ ngày đêm. Doãn bằng muốn tất cả mọi thứ của Giang Hải. Từ đã, tên đàn em mới vừa xoay người, Doãn bằng gọi lại, lập tức liên hệ những thế gia kia ở thành phố Giang Thanh, nói cho họ, nhà họ Doãn đồng ý hợp tác cùng bọn họ, có thể nắm chắc cơ hội lần này hay không thì phải xem bọn họ có bao nhiêu thành ý. Còn nữa, đi loan tin nhà họ Doãn muốn thống nhất thế lực ngầm ở thành phố Giang Tư và cả tỉnh Hải Đông. Vâng nghe xong cái mệnh lệnh này tên đàn em biết ngay giờ đây có thể báo thù mối thù mà bản thân phải chịu đựng rồi trên mặt không giấu nổi hưng phấn bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều xoay người chạy đi đi hoàn thành nhiệm vụ mà doãn bằng giao lúc này tâm trạng trở nên vui vẻ doãn bằng lại cảm giác có chút đói bụng gọi một suất cơm mang lên phòng vừa hưởng thụ sự phục vụ của cô nàng mặc yếm vừa ăn uống thỏa thích một đêm không ngủ sáng sớm hôm sau Doãn Bằng đã rời đi sớm. Đi thành phố Giang Thanh. Trong một gian phòng họp của khách sạn, Doãn Bằng ngạo mạn ngồi trên ghế đầu. Ánh mắt lạnh lùng, giống như rắn độc hay giò xét nhìn xung quanh. Hai bên đều là đại biểu của tập đoàn nhà họ sử thành phố Giang Thanh. Đã là các ngành sản xuất đều không ngoại lệ, những gia tộc này đều có quan hệ cạnh tranh với tập đoàn Uyển như. Tôi không muốn nhiều lời. Doãn bằng cuối cùng cũng mở lời, nói bằng giọng điệu cấp trên giao việc hôm nay mời mọi người tới đây vì chuyện gì, hẳn là mọi người đã biết. Do xét bốn phía, phát ra một tiếng hử lạnh. Hiện tại ở trước mặt mọi người chỉ có hai con đường. Thứ nhất là chấp nhận số mệnh, tập đoàn uyển như cướp mất thị trường của mọi người, khiến cho các người tổn thất nghiêm trọng, cạnh tranh không được, vậy thì chỉ có mặc cho số phận. Thứ hai là phản kháng, bọn họ lấy của mọi người bao nhiêu, thì cứ tính cả vốn lẫn lời mà đòi lại. Nếu ai muốn mặc cho số phận, nhà họ doãn danh quận cũng không bắt ép, ngay bây giờ có thể rời đi. Nói xong, lại lần nữa quét mắt nhìn mọi người. Không một người rời đi. Chỉ có một người tương đối đặc biệt là đường tu văn. Giờ phút này, đường tu văn thấy vô cùng khó xử, đi cũng không được, ở cũng không xong. Ông ta lại không giống người khác, hiện tại đã là bên hợp tác với tập đoàn Uyển Như. Nếu đối địch với tập đoàn Uyển Như, đứng bên cạnh nhà họ Doãn, thì lại mất đi tập đoàn Uyển Như, cái cây hái tiền này. Chỉ được chọn một thứ duy nhất, bất luận đường tu văn chọn như thế nào, đều là làm ăn không có lời. Ánh mắt Doãn bằng cuối cùng cũng dừng ở trên mặt đường tu văn. Đường tổng, chẳng lẽ ông còn có suy nghĩ nào khác sao? Uy hiếp, chính là uy hiếp. Đường tu văn hơi giật mình, không có chút nào do dự. Tôi sao có thể có ý tưởng khác, có thể hợp tác cùng nhà họ Doãn, đó là vinh hạnh cho chúng tôi không trâu bắt chó đi cày thật sự ngoài khả năng đường tu văn không có lựa chọn khác đắc tội nhà họ doán ông ta cũng xui xẻo như vậy sau khi so sánh ông ta cũng chỉ có thể đứng ở bên phía nhà họ doán các vị có một câu tôi cho rằng trước tiên vẫn phải nói cho rõ ánh mắt như rắn độc kia rốt cuộc cũng rời khỏi người đường tu văn nếu có ai chơi nước đôi âm thầm trao đổi tin tức cùng tập đoàn uyển như hoặc là ăn cây táo, rào cây sung. Tôi có thể bảo đảm, hàng hóa của người đó, vĩnh viễn cũng không ra được khỏi tỉnh Hải Đông. Cứ tính là trong tỉnh Hải Đông, cũng sẽ không bao lâu, sẽ bị nhà họ doãn khống chế. Cũng không ngại nói cho mọi người biết, thế lực ngầm ở tỉnh Hải Đông, nhà họ doãn sẽ nắm trong tay sớm thôi. Thế giới ngầm. Hiện giờ, thế giới ngầm tỉnh Hải Đông có thể nói chính là một vùng trống không. Sau khi trải qua vài lần thanh tẩy, rồi quy ẩn những người rửa tay gác kiếm cũng không hề ít nghe vậy mọi người đồng loạt sửng sốt trên mặt tất cả đều tỏ ra sợ hãi nhà họ doãn đây là muốn ăn cả trắng lẫn đen hàng hóa của bọn họ nếu không ra được khỏi tỉnh hải đông vậy công ty gia tộc triệt để coi như xong rồi không bao lâu cũng sẽ bị nuốt chừng không còn một mảnh cũng như vậy nếu nhà họ doãn khống chế thế giới ngầm tỉnh hải đông nơi này có thể nói bị khống chế hoàn toàn rồi đao, đều đã kể trên cổ mọi người. Chọn tập đoàn Uyển Như là đắc tội nhà họ Doãn. Chính là chết. Chọn nhà họ Doãn, đắc tội tập đoàn Uyển Như. Cũng chính là chết. Trừ phi có một bên dùng cách thức nhanh nhất để nuốt chọn bên còn lại, nếu trận đối chiến này diễn ra chậm chạp, bọn họ tiêu hao sức lực cũng không thể gượng dậy được. Mà một khi đã chọn sai, kết quả chính là tự hủy hoại bản thân. Cậu Doãn, cái này có phải có chút? Hai mắt Doãn bằng nhau lại, ánh mắt sắc bén, chứa đầy sát ý. Ông rốt cuộc muốn nói cái gì? Người kia nói, hiện giờ chúng tôi còn có một chút không gian mà sinh tồn, nhưng nếu một khi đối địch với tập đoàn Uyển Như. Vừa rồi tôi nói, nhà họ Doãn cũng không bắt buộc, không đồng ý có thể rời đi. Rời đi? Tương đương muốn chết. Cậu Doãn, tôi còn đang hợp tác cùng với tập đoàn Uyển Như. Rầm. Peng Doãn bằng vỗ thật mạnh lên bàn, quét ngang cánh tay, chén trà rơi vãi xuống mặt đất, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Khuôn mặt hung dữ, ngũ quan vặn vẹo. "Chẳng lẽ các ông còn chưa thấy rõ? Nhà họ Doãn và tập đoàn Uyển Như, cuối cùng chỉ một thứ có thể tồn tại. Các ông muốn hợp tác cùng tập đoàn Uyển Như, tôi không ngăn cản. Chỉ có điều, đó chính là đối địch với nhà họ Doãn. Chọn ai là các ông tự do chọn. Nhưng tôi cảnh cáo các ông, nếu chọn sai, phải tự gánh lấy hậu quả. Lời nói trắng trợn đầy sự uy hiếp. Mọi người ở đây ai nấy đều biến sắc. Doãn bằng không hề quan tâm những người này đang nghĩ gì, anh ta không cần biết quá trình mà là kết quả. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng, nhìn qua từng người, nhìn rõ mỗi một khuôn mặt, mỗi một biểu cảm của bọn họ. Nếu trong đám người có ai muốn đứng về phe tập đoàn Uyển Như, nhà họ Doãn tự nhiên sẽ giết gà dọa khỉ, diệt trừ đầu tiên để uy hiếp những người muốn dục dịch hành động nhà họ doãn cho dù là một con chó cũng cao quý hơn giang hải cũng quý trọng hơn nhiều so với tập đoàn uyển như các ông muốn chọn thế nào bây giờ tôi chỉ cần kết quả nếu không muốn đứng cùng chỗ với nhà họ doãn vậy thì bây giờ có thể rời đi tôi đảm bảo sẽ chơi đến cùng với gã ta điên cuồng doãn bằng đã điên cuồng đến cực điểm nhưng nhà họ doãn vốn đã điên cuồng chính xác thì không ai hoài nghi thực lực nhà họ doãn càng không có người đi khiêu chiến uy quyền nhà họ Doãn. Sắc mặt Đường Tu Văn Âm trầm bất định. Bây giờ cứ tính là vẫn hợp tác với tập đoàn Uyển Như, mặc kệ trước đây tốt thế nào, anh ta cũng không thể tiếp tục. Trên một góc bàn khác, một người phụ nữ béo mập đang ngồi, chính là Ung um Tiểu Ni. "Anh Doãn, anh cũng đừng vội trách mọi người có suy nghĩ như vậy, nếu như hôm nay chúng tôi đã tới đây, khẳng định đều muốn thiết lập mối quan hệ tốt với nhà họ Doãn." Mọi người chỉ đang lo lắng lợi ích thu về liệu có bị tổn thất nếu tôi là nói nếu như nếu anh có thể nói ra kế hoạch của nhà họ doãn cũng coi như liều thuốc trấn an cho mọi người ung tiểu ni nói ra tiếng lòng của mọi người sự tình liên quan đến hưng vong gia tộc đồng thời cũng liên quan đến sự tồn tại của phân xưởng nhà máy trong công ty không thể không cẩn thận đằng sau đám người có một người tuổi trẻ người chậm rãi đứng lên cậu doãn tôi nghe nói giang hải kia thân thủ bất phàm ngay cả húc thiết của nhà họ triệu phương bắc cũng không phải đối thủ hơn nữa chỉ một chiêu đã đánh bại lời này có thật không là sự thật doãn bằng nhếch mép cười cứ tính là thật thì thế nào rất nhanh thôi giang hải sẽ trở thành một kẻ tàn phế doãn bằng đã dặn dò không cần giết giang hải doãn bằng muốn đánh gãy chân tay giang hải khiến cho giang hải phải trơ mắt nhìn gã ta chơi đùa cố uyển như cho đến chết tập đoàn uyển như có đội quân bảo vệ thân thủ không tầm thường điều này cũng là thật sao tự nhiên cũng là thật doãn bằng vẫn như cũ không phủ nhận người trẻ tuổi kia nói vậy nhà họ doãn làm sao có thể bảo vệ được cho những nhân vật nhỏ bé như chúng tôi đây làm chó giữ nhà cho nhà họ doãn thì có thể trong vườn coi nhà những lúc tham gia chiến đấu đều là bọn họ nhưng ngay đến thức ăn cho chó cũng không cho thì không được rồi giang hải rất nhanh thôi sẽ biến thành tàn phế cao thủ của nhà họ doãn vài hôm nữa sẽ tới thành phố giang tư một khắc cũng sẽ không dừng lại giang hải sẽ bị đánh thành tàn phế tôi đại diện cho nhà họ doãn nói có ai không tin không khí trong nháy mắt trứng lại không ai có thể tưởng tượng được nhà họ doãn lại bá đạo như vậy ngoài sáng trong tối cùng hợp lực không chỉ có muốn thâu tóm tập đoàn uyển như còn muốn phế giang hải tất cả những thứ này đều là tư thù của nhà họ doãn và tập đoàn uyển như không hề có quan hệ nào với tôi đột nhiên một câu không nóng không lạnh từ một phía chuyển đến nói lời này là một người trung niên tóc cắt bằng mặt chữ điền mũi cao môi dày chúng tôi không oán không thù với tập đoàn uyển như vì sao phải mang doanh nghiệp gia tộc mình ra đặt cược chúng tôi và nhà họ doãn cũng không phải hay qua lại càng không có giao tình gì vì cái gì mà nhất quyết bắt chúng tôi chỉ được chọn đứng một bên doãn bằng tìm xem người phát ra âm thanh là ai ánh mắt lạnh băng đến đáng sợ cẩn thận nhìn người đàn ông trung niên này, không có gì ấn tượng, lần này người tới cũng rất nhiều, doãn bằng cũng không nhớ được ai với ai. Ông muốn duy trì vị trí trung lập. Tôi thấy ông nghĩ nhiều rồi. Tổ rất liệu chứng có còn an toàn được không? Toàn bộ tập đoàn Uyển Như, toàn bộ thành phố Giang Tư, thậm chí toàn bộ tỉnh Hải Đông sẽ phải trở thành sản nghiệp của nhà họ Doãn. Ông có cơ hội lựa chọn đã tốt lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn mặc cả? người đàn ông trung niên chậm rãi đứng lên đúng vậy tôi lựa chọn trung lập ân oán của các anh không liên quan tới tôi nói xong thì cất bước đi ra ngoài doãn bằng cũng không ngăn lại chỉ nhìn người đàn ông trung niên đó nhưng sắc mặt anh ta âm trầm đáng sợ ánh mắt càng dữ tợn nếu rời đi gia tộc của ông cũng không cần thiết tồn tại nữa công ty của ông cũng không cần tiếp tục kinh doanh nữa người trung niên dừng bước quay đầu lại Biểu tình trước sau vẫn bình tĩnh như nước. Sao, hối hận rồi? Chỉ có điều, giờ phút này ông hối hận cũng đã muộn. Công ty của ông và tập đoàn Uyển Như cùng nhau chờ chết đi. Ngay cả ông, không bao lâu nữa cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này. Người đàn ông nọ chỉ thở dài, mắt lộ ra vẻ khinh thường. Nhà họ Doãn, thế mà lại cử một đứa trẻ con đến tỉnh Hải Đông tác oai tác quái. Những người này, cũng thật là không có cốt cách. Người đàn ông trung niên rời đi, doãn bằng chậm rãi đứng lên, vòng quanh chiếc bàn dài, chậm rãi đi lại. Đột nhiên dừng lại, giọng điệu lạnh lùng, điên cuồng gào lên. Còn, có, ai? Ai nếu muốn đi, hiện tại vẫn còn kịp. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 220.